Chí tôn chiến thần, Giang Sách. Tập 56. Dưới lặng ngắt như tờ. Vừa mới đại gia còn tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ, kêu đánh tiếng kêu giết, kết quả không đợi bọn họ lên đường, liền thấy như vậy công nhiên khiêu khích, mấu chốt là bọn họ còn giống như thực sự cầm Socrates không có biện pháp gì. Thực sự rất tức người a. Vẫn là cái loại này nộ không có ra tát khí. Loại này sức sống, là biết biệt xuất nội thương. Cừu trắng nhìn một chút Giang Sách, lại nhìn người phía dưới, cười khổ lắc đầu. Socrates trốn đi là Giang Sách một tay an bài, xem như là đối với Socrates một loại bồi thường, cảm tạ hắn thay thế Mạc gia thừa nhận rồi tất cả trách nhiệm. Chỉ là đáng thương dưới những người đó, một bụng chưa từng địa phương phát tiết. Đặc biệt Lao Kéo. Vừa mới nàng còn luôn miệng muốn giết chết Socrates, hiện tại lại đảo ngược, nhân gia đã sớm đạt được ngoại cảnh, muốn bắt đều bắt không được. Các loại Socrates trở lại chính hắn gia tộc, vậy thật là thả hổ về rừng, người không có biện pháp nào. Nàng xem hướng Giang Sách, trong lòng cùng gương sáng nhi tựa như, biết đây hết thảy nhất định là Giang Sách an bài. Thứ nhất là vì cùng Socrates đạt thành quan hệ hợp tác, thứ hai Giang Sách khẳng định cũng sợ Socrates bị bắt sau đó bại lộ chân tướng. Về tình về lý, về công về tư, Giang Sách đều sẽ an bài Socrates trốn đi. Tốc độ này thật đúng là khá nhanh. Buổi họp báo lựa chọn thời gian cũng là vừa vặn thích hợp, chờ các người muốn bắt Socrates thời điểm, mới phát hiện người đã sớm chạy. Lao Kéo, lại một lần nữa thua. Ghê tởm. Giang Sách, chuyện của chúng ta, còn chưa xong. Lao Kéo tức giận tới mức tiếp xoay người rời đi, hiện trường nhất khắc đều không tiếp tục chờ được nữa, sẽ ở cái này đợi tiếp, chỉ sợ sẽ thực sự tức giận đến thổ huyết. Hiện tại nàng có thể cảm nhận được vì sao Rip sẽ bị tức giận đến thổ huyết mà chết. Nếu như Lao Kéo định lực thiếu chút nữa, ngày hôm nay có thể sẽ đi lên cùng Rip giống nhau kết cục. Bắt không được Giang Sách còn chưa tính. Đáng giận nhất là bị hắn tỏ ra xoay quanh, hết thảy kế hoạch của mình đều nước chảy về biển đông, song còn muốn bị ác ý trào phúng. Đổi thành Rip, nhất định sẽ lại một lần nữa bị tức thổ huyết. Có một lần này giáo huấn. Lao Kéo thậm chí đều đối với Giang Sách sinh ra một tia sợ hãi, từ trước nàng từ trước đến nay khinh thường nam nhân, cho rằng nam nhân đều tương đối ngu xuẩn, rất dễ dàng đối phó. Nhưng từ cùng Giang Sách sau khi giao thủ, nàng là khắp nơi không bằng Giang Sách. Càng muốn chứng minh chính mình, thì càng sẽ bị Giang Sách cho chữa dễ bảo, không có biện pháp nào. Cái này cũng gián tiếp cải biến Lao Kéo đối với nam nhân quan điểm. Giang Sách ngươi chờ. Chúng ta không để yên. Trọng môn khoa học kỹ thuật. Chủ tịch phòng làm việc. Lao Kéo đẩy cửa ra đi vào, trên mặt đều là tức giận cùng vẻ mất mát, đợi nàng đi vào mới phát hiện, kỳ thực Ngô lão gia thần sắc cũng không so với nàng tốt hơn chỗ nào, cũng là hết sức thất vọng. Tính toán lâu như vậy, cuối cùng tính tới tính lui tính toán đến Socrates trên người. Song Socrates còn chạy. Bọn họ, lại một lần nữa bại bởi Giang Sách, thua thất bại thảm hại. Lao Kéo đứng ở Ngô lão gia trước bàn làm việc, một câu nói đều không nói được. Hai người cứ như vậy rằng co hồi lâu. Ngô lão gia mới chậm rãi mở miệng nói, Tu La chiến thần, quả nhiên không phải người bình thường có thể đối phó, chúng ta thực sự so ra kém Giang Sách a, thực lực của người đàn ông này vượt xa khỏi tưởng tượng của chúng ta. Trước đây có thể còn có không phục. Thế nhưng trải qua một lần này sự kiện, Ngô lão gia không thể không phục. Cho Rip báo thù chuyện này, sợ là rất khó thực hiện, hắn không cam lòng a, nhưng là vừa có thể thế nào. Lao Kéo căng quyền đầu. Nàng rất muốn bang Ngô lão gia vội vàng, nhưng mình tài sơ học thiền, cũng giúp không được gấp cái gì, sốt ruột, khổ sở. Lúc này, Lao qua loa nhưng hai mắt tỏa sáng. Nàng nói rằng, nghĩa phụ, Hoa đại ca a, nếu như nói còn có ai có thể đối phó Giang Sách lời nói, vậy cũng chỉ có đại ca. Ngô lão gia nhíu mày. Không được. Lao Kéo ngươi biết đến, đại ca ngươi thân thể vẫn rất không xong. Ta không muốn đại ca ngươi bị liên lụy vào, chỉ cần hắn yên lặng nghỉ ngơi, về sau chúng ta có thể nhiều tụ họp một chút là được rồi. Lao Kéo nói rằng, ta cũng biết ngài là vì đại ca tốt, nhưng trợ giúp Rip báo thù, đại ca khẳng định cũng muốn ra phần lực. Hơn nữa hiện tại cục diện này, nghĩa phụ ngài hẳn rất rõ ràng. Chỉ bằng vào hai chúng ta thực lực đã không đủ để cùng Giang Sách chống lại. Chỉ có đại ca na thần hồ kỳ kỹ đại não,
mới có thể giúp bọn ta xoay chiến cuộc. Ngô lão gia trầm mặc. Hắn rất giống giết Giang Sách cho Rip báo thù, nhưng thực lực cá nhân lại không đủ. Muốn cho lão đại ra ngựa sao? Lão đại năng lực không có nói, chỉ là thân thể hắn từ trước đến nay không xong, nếu như không nghĩ qua là ngay cả lão đại cũng gãy ở bên trong, hắn tuyệt đối không chịu nổi. Không phải, không được. Ngô lão gia khoát tay áo, lão đại tuyệt đối không thể tham dự vào. Lao kéo, chuyện này ngươi về sau không nên nhắc lại rồi. Nghĩa phụ, đừng bảo là, ngươi cũng mệt mỏi, xuống nghỉ ngơi đi. Lao kéo tức giận giẫm một cước, xoay người rời đi. Trong phòng, chỉ còn lại có Ngô lão gia một người. Hắn thở dài một hơi, cầm lấy rip ảnh chụp, một bên vuốt ve vừa nói, lão tam ở đâu lão tam? Vi phụ thực sự rất muốn báo thù cho huynh, nhưng vi phụ chỉ sợ không phải cái kia gian nịnh tiểu nhân đối thủ, ngươi làm cho vi phụ như thế nào cho phải a? Ai? Buổi họp báo tin tức vừa mới kết thúc, kinh thành Hoa Hạ giới y dược các thầy thuốc liền vào tới Mạc gia phụ tử chỗ ở, đưa lên cẩm kỳ, hoa tươi, giỏ trái cây, các loại chịu tội, vì bọn họ phía trước hành vi xin lỗi. Đặc biệt đối với Mạc Nguyên, tên tiểu tử này ở cửa trọn quỳ 14 canh giờ. Từ sớm quỵ đến muộn, một giọt nước không uống, một hạt gạo không, bị thái dương bộc phơi nắng. Bản thân liền có chút phong độ của người trí thức chính hắn, lúc này đã có điểm không còn hình người. Ai u, Mạc Nguyên hiền chất, mau mau xin đứng lên a. Mọi người xông tới, đem Mạc Nguyên cho đỡ, nhanh lên cho hắn tiến hành tương quan trị liệu, bởi vì nơi này đều là nhất đẳng danh y, cho nên Mạc Nguyên khôi phục cũng thật nhanh. Có thể ở cái này quỳ hoài không dậy, chịu đòn nhận tội, Mạc gia nam nhi quả nhiên là vậy mới tốt chứ. Để tỏ lòng áy náy, chúng ta nguyện ý lấy thêm ra một ít tiền, chống đỡ Mạc gia trùng kiến. Mạc gia, chính là chúng ta kinh thành giới y dược cờ xí, bề mặt này cờ xí không thể ngược lại a. Đại gia cạnh tranh trước chỉ sau biểu đạt áy náy. Mạc Nguyên mỉm cười nói, các vị thúc thúc bá bá, Mạc Nguyên ta bị cặn bã nữ nhân che đậy hai mắt. Ở Mạc gia thời điểm mấu chốt nhất còn lớn hơn tay chân to dùng tiền, ta quỳ không phải oan. Có một lần này giáo huấn, về sau ta kiên quyết sẽ không tái phạm sai lầm giống vậy, chỉ biết lấy Mạc gia tương lai là thứ nhất suy nghĩ. Cũng xin các vị thúc thúc bá bá tiếp tục giám sát. Sau đó chính là các loại lời nịnh nọt rồi. Đại gia giữa hai bên một phen thổi phồng, sau đó Mạc Nguyên tại gia nhân nâng đỡ về tới bên trong phòng khách, những thầy thuốc kia cũng lục tục ly khai. Mạc Nguyên ngồi xuống, chợt đổ mấy ngụm lớn thủy, chùi miệng nói rằng, sư phụ, cha, lúc này đây thực sự nhờ có các ngươi, nếu không phải là các ngươi chạy trước chạy sau, ta thật muốn quỵ chết ở cửa. Đừng xanh tùng lạnh rên một tiếng, ngươi a, về sau đừng để theo tới đường không rõ nữ nhân giao du rồi, biết không? Đã biết, ba. Mạc Nguyên chìm khẩu khí, không nghĩ tới cái kia Socrates cư nhiên như thử tà ác, sớm biết lần trước ta đánh liền lại ngoan một chút. Cừu trắng cười cười, vừa mới chuẩn bị nói, bị Giang Sách ngăn lại. Giang Sách từ tốn nói, được rồi, ngươi nhanh lên tắm rửa sau đó nghỉ ngơi, mấy ngày nay cũng không cần chạy khắp nơi rồi. Tốt, sư phụ. Mạc Nguyên đứng dậy rời đi. Giang Sách đối với Đừng Xanh Tùng nói rằng, chuyện này cuối cùng là hiểu rõ, ta cũng đi về trước, Mạc lão bản, ta đi trước một bước. Giang tiên sinh đi thong thả. Rời đi trên xe. Cừu trắng vừa lái xe vừa nói, thống suất, vừa mới vì sao ngăn cản ta nói ra chân tướng. Không cần thiết. Ngươi không muốn để cho Mạc gia phụ tử biết. Ân, hiện tại loại tình huống này liền tốt vô cùng, không cần phải. Để cho bọn họ biết nhiều lắm. Thử nghĩ một cái, nếu như Mạc Nguyên biết chúng ta là bị Socrates cứu, hắn sẽ ra sao? Nếu như hắn biết hung thủ do người khác, lại sẽ làm như thế nào? Cừu trắng cười cười. Liền tiểu tử kia trùng kính, ước đoán sẽ trực tiếp vọt vào trọng môn khoa học kỹ thuật nháo sự a. Có thế chứ, Mạc Nguyên dám làm dám chịu là tốt, nhưng còn tuổi quá trẻ, làm việc thiếu suy nghĩ, cho nên không phải là cái gì sự tình đều phải nói cho hắn biết. Về sau nếu có cần, lại theo hắn nói đi. Đã biết, thống suất. Cừu trắng đạp cần ga một cái, xe tăng tốc rời đi. Ở trên thiên đen thời điểm. Bọn họ về tới Thịnh Vui khoa học kỹ thuật đại lâu văn phòng. Liên tục chừng mấy ngày vì Mạc gia sự tình bôn ba, có thể trở lại đến Thịnh Vui khoa học kỹ thuật,
Giang Sách thật là có một điểm, về nhà, cảm giác. Vừa mới đi vào đại môn, bí thư Mầm Đồng cứ tới đây nói rằng, Giang Đồng, ngươi có thể tính đã trở về, có một nam tới tìm ngươi nhiều lần, ngày hôm nay càng là từ sáng sớm đã tới rồi, vẫn đến khi bầu trời tối đen. Bảo hôm nay không thấy được ngươi sẽ không ly khai, thật là làm cho to bằng đầu người. Giang Sách khẽ nhíu mày, vừa định nghỉ ngơi một chút, liền lại có phiền phức tìm tới cửa sao. Người nam kia chính là người nào? Không biết, hỏi hắn hắn cũng không nói, chỉ nói Giang Đồng ngươi nhìn thấy là hắn biết là ai. Ta mấy lần đều suýt chút nữa nhìn không được báo nguy, thật nam thực sự rất kỳ quái. Được rồi, hắn hiện tại người ở đâu? Phòng khách. Ân. Giang Sách trực tiếp đi về phía phòng khách, ở cửa ngừng 2 giây, chỉ có tự tay đẩy cửa ra. Cửa vừa mở ra, liền thấy một gã thân hình cao lớn, lưng hùng vai gấu nam tử, trực đĩnh đĩnh ngồi ở phòng khách ghế trên, trước mặt chén trà trưng bày thật chỉnh tề. Vừa nhìn, cũng biết là quanh năm chịu đến chính quy huấn luyện binh giả. Hổ pháo. Thống suất. Nên nam tử, chính là thần La Thiên Trinh một thành viên trong đó, quanh năm theo Giang Sách Nam Trinh Bắc Chiến, lập được qua vô số công lao. Mỗi chiến đấu, nhất định xung phong đi đầu. Xông pha chiến đấu, căn bản cũng không đem nguy hiểm để vào mắt, cuộc đời này lớn nhất tâm nguyện đó là có thể chết trận xa trường, thẳng thắn cương nghị nam tử Hán. Hổ pháo nhanh lên đứng dậy đã đi tới, chào một cái. Thông suất, thuộc hạ rốt cục nhìn thấy ngươi. Lúc nói lời này, hổ pháo hầu như muốn khóc ra thành tiếng, nước mắt ở trong hốc mắt đảo quanh. Nam nhi không dễ rơi lệ. Huống chi. Là loại này đổ máu chảy mồ hôi không đổ lệ con người rắn giỏi. Có thể đem hắn đều bức cho được nước mắt chảy xuống, na được chịu đến bao nhiêu ủy khuất, bao nhiêu thương tổn. Giang Sách biết nhất định có việc, nhưng không vội ở hỏi. Hắn tự tay đóng cửa lại, trước khi nói ra, ta đã không có bất kỳ chức quan rồi, hiện tại người ta thân phận là bình đẳng, không cần lại dùng trước kia lễ nghi tới đối với ta. Hổ pháo kích động nói, ngày một ngày là của ta thống suất. Liền cả đời là của ta thống suất, ta hổ pháo đời này chỉ nhận ngài một người. Lời nói nghiêm trọng như vậy. Kỳ thực, từ hổ pháo giọng nói cùng thái độ, Giang Sách là có thể đoán ra một. Hai, rồi. Hổ pháo hôm nay tới, nhất định cùng Xét Hạo có quan hệ. Ngồi trước. Ôi chao. Giang Sách dò hỏi, ngươi không phải tại ngoại thành hộ vệ doanh huấn luyện sao? Làm sao mỗi ngày hướng ta đây chạy? Hổ pháo cúi đầu, sâu đậm thở dài, ta đã bị khai trừ rồi. Ân. Giang Sách hỏi, vì sao? Bởi vì Xét Hạo vẫn luôn không đem chúng ta làm người xem, mỗi ngày chính là dằn vặt chúng ta, lần trước hắn bị thống suất ngươi sau khi đánh bại trở nên càng thêm tàn bạo, mỗi ngày lấy nhục nhã, nghiêm phạt chúng ta làm vui. Có một huynh đệ bị hắn đánh cho tay chân gãy, thành tàn phế, ta giận, liền đem nghiêm phạt quan cho nghiêm khắc đánh một trận. Kết quả là bị xử theo quân pháp, trước trừng phạt một trận, sau đó trực tiếp trục xuất trại huấn luyện. Bây giờ ta, ngay cả tên khất cái cũng không bằng. Giang Sách nhíu mày. Hắn biết Xét Hạo đối với thần La Thiên Trinh nhân không tốt, thế nhưng thật không ngờ sẽ như thế biến thái. Vậy ngươi tới ta đây, là tìm kiếm che chở vẫn là tìm đến phần tôi? Giang Sách hỏi. Đều không phải là, hổ pháo nói rất khẳng định nói. Lúc đầu ta bị trục xuất trại huấn luyện sau đó, liền muốn ly khai kinh thành trở về ở nông thôn, chuồn mất, lại cũng không quản những thứ rách dưới này sự tình. Nhưng ta càng nghĩ càng sức sống, càng nghĩ càng là còn tại trong trại huấn luyện huynh đệ kêu bất bình, cho nên mới tới tìm thống suất ngài. Tìm ta, Giang Sách thở dài, tuy là ta cũng rất muốn cứu các huynh đệ thoát ly nước lửa, nhưng quân pháp như núi, lúc này thần La Thiên Trinh thống suất là Xét Hạo, ta chỉ là một ngoại nhân a. Hổ lỗ châu mai con ngươi sáng, thống suất, ta tới tìm ngươi chính là vì việc này. Ta, phi thường hy vọng ngài có thể một lần nữa thu hồi chức quan, một lần nữa khi chúng ta thống suất. Giang Sách hơi biến sắc mặt, loại chuyện như vậy cũng không phải là có thể tùy tiện nói. Hổ pháo, chú ý ngươi nói chuyện nội dung. Hổ pháo nhanh lên giải thích, thống suất ngươi yên tâm, ta không phải muốn cho ngươi làm cái gì vi phạm loạn kỷ sự tình. Mà là hiện tại thật sự có một cái đáng quý cơ hội đặt trước mặt ngươi. Cơ hội gì? Chi phí cách tuyển nhổ tái. Giang Sách vẫn là lần đầu tiên nghe được cái từ này, nghi hoặc hỏi, vậy thì là cái gì?
Hổ pháo giải thích, thống suất, từ ngươi buông tha chức vị sau đó, vị trí vẫn không. Cấp trên rất gấp, liền muốn chọn lựa ra một gã ưu tú nhận ca giả. Vấn đề là, khắp mọi mặt thế lực đều nhìn chằm chằm cái chỗ ngồi này, chọn cái nào một bên người sẽ có mất bất công. Cho nên cấp trên liền quyết định đi qua một lần thi đấu tới quyết định người nối nghiệp, cũng chính là hay là chi phí cách tuyển nhổ tái. Lôi Hạo chính là lão huấn luyện viên chỉ định người dự thi, cũng là hiện nay đoạt giải quán quân tiếng hô tương đối cao một người. Biết vì sao Lôi Hạo nghĩ như vậy đánh bại ngươi, chứng minh so với hắn ngươi cường sao? Cũng là bởi vì Lôi Hạo muốn mượn từ đánh bại ngươi tới nâng lên chính hắn, do đó ở chi phí cách tuyển nhổ tái trên thuận lợi qua cửa. Vừa nói như vậy, Giang Sách đại thể liền hiểu. Thảo nào lần trước lão huấn luyện viên Ôn Nhược Hà sẽ an bài chính mình cùng Lôi Hạo gặp mặt, biết như vậy không kịp chờ đợi hy vọng Lôi Hạo đánh bại chính mình. Thì ra hết thảy cây kết thúc đều ở đây cái chi phí cách tuyển nhổ tái trên. Bây giờ Ôn Nhược Hà mất đi từ trước quyền thế, muốn trở lại quyền lực trung tâm, nhất định phải đem Lôi Hạo cho đụng với đi. Cái chỗ ngồi này, Ôn Nhược Hà là cực kỳ hy vọng Lôi Hạo lấy được. Nghĩ tới đây, Giang Sách khẽ lắc đầu một cái. Hắn cùng sư phụ mâu thuẫn kỳ thực đã quá sâu, nếu như hắn tham gia nữa chi phí cách tuyển nhổ tái, con kia sẽ làm mâu thuẫn tiếp tục làm sâu sắc, cuối cùng đến mức không thể điều giải. Hắn không nghĩ như thế. Hổ pháo, xin lỗi, ta bây giờ là người bình thường, đối với quyền thế chức quan không có bất kỳ hứng thú. Ta sẽ không tham gia chi phí cách tuyển nhổ cuộc so tài. Giang Sách từ chối rất quả đoán. Hổ pháo ngây ngẩn cả người, hắn hoàn toàn thật không ngờ Giang Sách cư nhiên sẽ là như vậy một cái thái độ. Hắn nói rằng, thống suất, ngươi tại sao có thể nói như vậy? Chẳng lẽ ngươi muốn mắt mở trừng trừng nhìn các huynh đệ từng cái bị Lôi Hạo cho hành hạ chết sao? Thần La Thiên Trinh theo ngươi vào Nam ra Bắc, là ngươi nhất chân thành bộ hạ, lẽ nào ngươi có thể nhìn bọn họ đi tìm chết sao? Có thể chứ? Đương nhiên không thể. Giang Sách lòng đang đau nhức. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nhưng là, phải cứu Thần La Thiên Trinh, chẳng khác nào cùng Ôn Nhược Hà, Lôi Hạo chính diện tuyên chiến, Lôi Hạo hoàn hảo, Giang Sách cũng không để ở trong lòng, vấn đề là Ôn Nhược Hà. Giang Sách là một người trọng tình trọng nghĩa, tại sao có thể cùng lão sư của mình phụ đối nghịch? Lưỡng nan a, phải cứu huynh đệ, sẽ cùng sư phụ đối nghịch, muốn hiếu thuận sư phụ. Phải mắt mở trừng trừng nhìn các huynh đệ gặp đau khổ. Vô luận là loại nào tuyển trạch, đều là lựa chọn sai lầm. Này ngã ba đường, không có chính xác đường có thể đi, Giang Sách thở dài một hơi, khó có thể tuyển trạch. Hổ pháo đứng lên nói rằng, thống suất, ta ngày mai sẽ ở trưởng cùng phản điếm ghế lô chờ ngươi, chúng ta cùng đi báo danh chi phí cách tuyển nhổ tái. Giang Sách do dự mà. Đi không? Không đi sao? Không biết a. Hổ pháo cuối cùng nói rằng, thống suất, các huynh đệ mệnh liền nắm giữ ở trên tay của ngươi, nếu như ngươi ngày mai không tới, na. Na thần La Thiên Trinh từ nay về sau lại không tín ngưỡng. Nói xong, hắn mở cửa ly khai. Giang Sách một thân một mình ngồi ở trong phòng tiếp tân, do dự, quấn quýt. Không bao lâu sau, Cửu Trắng đi đến, Từ Tốn nói, huynh đệ cùng sư phụ, rất khó tuyển trạch a. Giang Sách ngẩng đầu nhìn hắn, ngươi đều biết. Ân, thống suất, ngươi quên ta là phụ trách cái gì? Ta là khâm phục báo, chi phí cách tuyển nhổ tái, Thần La Thiên Trinh, hổ pháo việc này ta biết tất cả. Chẳng qua là ta không dám nói cho ngươi, bởi vì nếu đổi lại là ta, cũng căn bản không có cách nào làm ra tuyển trạch. Đúng vậy, tự cổ trung hiếu khó lưỡng toàn. Làm sao chọn đều là sai. Cửu Trắng tiếp tục nói, bất quá thống suất. Vô luận ngươi làm sao chọn, ta đều biết kiên quyết đứng ở ngươi bên này. Bất kể là cùng lão huấn luyện viên đối kháng chính diện cũng tốt, vẫn là triệt để đoạn tuyệt cùng Thần La Thiên Trinh quan hệ cũng tốt, ngươi tuyển trẻ cái gì, ta đều kiên quyết ủng hộ. Giang Sách nhìn hắn, cảm tạ, có thể có giống như Cửu Trắng như vậy trung tâm một lòng bộ hạ, là Giang Sách có phúc. Chỉ có một buổi tối thời gian, thống suất, ngươi nên nắm chắc tốt thời gian, mau sớm làm ra tuyển trẻ. Kéo càng lâu, càng sẽ xảy ra chuyện. Lời là nói như vậy không sai, nhưng phải làm sao rồi? Suy nghĩ khoảng khắc, Giang Sách đứng lên nói rằng, Ma Yết hắn vẫn còn ở luyện ngục đàn chàng sao? Ân,
Giang Sách trực tiếp ly khai. Cừu trắng vi vi ngẩng đầu lên, nhìn Giang Sách rời đi bóng lưng, tự lẩm bẩm, ai, quả nhiên là cực kỳ khó khăn tuyển trạch a, chắc trở đến cần từ Ma Yết Na tìm kiếm đáp án. Ma Yết, 12 hoàng kim một trong, bình thường không có bất kỳ nhiệm vụ, mỗi ngày chỉ làm một việc rèn luyện tự thân. Ma Yết tồn tại duy nhất ý nghĩa, chính là cùng Giang Sách đối chiến. Kiểm tra đo lường Giang Sách thực lực, đốc xúc Giang Sách không thể buông lỏng. Mỗi khi Giang Sách do dự, không còn cách nào quyết định phương hướng đi tới thời điểm, đều sẽ tuyển trạch cùng Ma Yết đối chiến, từ nơi này phần thuần túy trong chiến đấu tìm kiếm đáp án. Luyện ngục đàn tràng, kinh thành nổi danh nhất trình diện, ở chỗ này, hội tụ toàn bộ kinh thành các môn các phái cao thủ đứng đầu nhất. Đánh nhau kịch liệt, nhu đạo, thái quyền, đấu vật, đô vật, tê cuôn do. Chỉ cần ngươi có nhất nghệ tinh, có thể tiến nhập nơi đây. Luyện ngục đàn tràng tổng cộng có 10 tầng, mỗi một tầng đều có quan khảo hạch viên, khi ngươi đánh bại quan khảo hạch viên sau đó có thể nâng cao một bước. Có thể đến tầng thứ 10, toàn bộ đều là nhất đẳng siêu cấp cao thủ. Ở chỗ này trên, còn có trong truyền thuyết thần chi phòng gian. Đó là đạt được tầng thứ 10 tất cả cao thủ tán thành sau, mới có thể đi vào gian phòng. Nên gian phòng ở chỗ này trước vô ích thật lâu, bởi vì không có bất kỳ người nào có thể được tầng thứ 10 công nhận của tất cả mọi người, muốn trở thành người trên người, cao thủ trong cao thủ, căn bản là làm không được sự tình. Thẳng đến một người xuất hiện Ma Yết. Hắn chỉ dùng thời gian một ngày, liền từ một tầng đánh lên 10 tầng, sau đó lấy sức một mình đánh bại tầng thứ 10 tất cả cao thủ, trở thành người trên người, tiến vào thần chi phòng gian. Mỗi ngày chỉ làm một việc rèn luyện tự thân. Người đàn ông này, tựa hồ trời sinh chính là vì chiến đấu mà tồn tại. Đêm khuya, 10 giờ. Giang Sách cất bước tiến nhập luyện ngục đàn tràng, lập tức có một gã người bán hàng đi tới nói rằng, tiên sinh, ngài là tới làm thẻ rèn luyện sao? Giang Sách trả lời rất đơn giản, ta muốn tiến nhập thần chi phòng gian. Người bán hàng nhìn từ trên xuống dưới Giang Sách, nở nụ cười. Mỗi ngày đều sẽ có loại này không tự lượng sức người chạy tới. Nói cái gì muốn đi vào thần chi phòng gian, kết quả ngay cả tầng thứ nhất đều tiến nhập không được. Người bán hàng cũng không ngăn, cố ý nói rằng, có thể a, thang lầu chính ở bên kia, xin cứ tự nhiên. Giang Sách đem áo khoác cởi, đưa cho người bán hàng, giúp ta mang theo, một giờ sau ta sẽ tới lấy. Một giờ. Người bán hàng hỏi, ngươi không phải muốn đi thần chi phòng gian sao? Là. Vậy ngươi còn nói sau một tiếng tới lấy? Ngươi biết quy củ a, ngươi muốn đi thần chi phòng gian điều kiện tiên quyết, là từ tầng thứ nhất đánh lên tầng thứ 10, sau đó đánh bại tầng thứ 10 tất cả cao thủ. Hiện nay nhanh nhất ghi lại là Ma Yết một ngày, ngươi nghĩ dùng một giờ đánh liền đi vào. Điên rồi sao ngươi? Một giờ, vậy là đủ rồi. Giang Sách trực tiếp đem áo khoác ném cho hắn, sau đó một mình hướng phía tầng thứ nhất sân huấn luyện mà đi tới. Hắn theo số đông nhiều đánh nhau kịch liệt trong nhà gian đi qua, trực tiếp hướng phía tầng thứ nhất cửa thang lầu đi tới, có người nhìn thấu dụng ý của hắn, lập tức đi tới ngăn cản hắn. Uy, mới tới, có hiểu quy củ hay không? Ngươi không theo chúng ta lên tiếng kêu gọi đã nghĩ lên lầu, làm sao, không đem chúng ta để vào mắt sao? Giang Sách không chút nào dừng bước lại. Hắn vừa đi vừa nói chuyện, mau tránh ra, ta không có thời gian cùng người yếu lời nói nhảm. Người yếu. Ở đây cả đám cũng không cam tâm tình nguyện rồi. Lập tức liền có 4-5 người xông tới, bọn họ ý đồ ngăn lại Giang Sách, nhưng Giang Sách bước chân của không có chốc lát do dự. Dựa vào, giả trang cái gì? Một người nắm tay quất tới. Nhưng mà, cùm cụp một tiếng, người nọ cũng không có phản ứng kịp chuyện gì xảy ra, đầu khớp xương liền chặt đứt. Mấy cái khác cùng nhau tới vây người. Ngay cả Giang Sách là thế nào xuất thủ cũng không có thấy rõ ràng, tựa như bóng cao su giống nhau, từng bước cũng không phải là rồi đi ra ngoài. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Liên tiếp, tầng thứ nhất hay là đánh nhau kịch liệt các nhà, bất tỉnh, thương tổn thương, lại không có người dám tới gần một bước. Giang Sách đi tới cửa thang lầu, đối với quan khảo hạch nói rằng, đánh bại ngươi, có thể lên lầu phải. Quan khảo hạch hách liễu nhất đại khiêu. Không phải không phải không phải, chỉ cần ngươi chứng minh rồi thực lực có thể lên lầu, không phải không nên đánh bại ta không thể. Trong giọng nói, hắn chủ động cho Giang Sách nhường đường.
Đùa gì thế, liền Giang Sách cái này thân thủ, 10 cái quan khảo hạch cũng không là đối thủ a, còn cần phải đánh sao? Giang Sách cũng không thèm nhìn hắn một cái, trực tiếp lên lầu. Nhìn Giang Sách lên lầu bóng lưng, quan khảo hạch xoa xoa mồ hôi trán, lẩm bẩm, đờ cây em, đây là cái gì quái vật a? Lộc cộc đát, lộc cộc đát. Giang Sách thuận lợi đi tới lầu 2. Lầu 1 chuyện đã xảy ra ở lầu 2 tái diễn, Giang Sách không cần tốn nhiều sức đánh ngã mọi người, quan khảo hạch thậm chí ngay cả Giang Sách y phục chưa từng đụng tới đã bị đánh ngất đi. Tiếp lấy, tầng thứ 3, tầng thứ 4, tầng thứ 5, tầng thứ 6. Càng lên cao, đánh nhau kịch liệt nhà sức chiến đấu lại càng cường, nhưng này cũng chỉ là tương đối với người thường mà nói, ở Giang Sách trước mặt, những người này căn bản không có thể một kích. Ngắn ngủi 10 min võ thuật, Giang Sách liền từ lầu 1 đánh lên lầu 10. Yêu, người mới tới. Lầu 10 những cao thủ chứng kiến tân nhân đến, thật cao hứng, dù sao đã thật lâu không có người mới có thể đến lầu 10 rồi. Có người tiến lên nói rằng, tiểu tử, chúc mừng ngươi tiến nhập lầu 10, ngươi là của môn phái nào a? Theo ta luận bàn một chút thôi. Giang Sách lạnh mặt nói, xin lỗi, thời gian của ta gấp gáp, còn muốn tiến nhập thần chi phòng gian, không có công phu với các ngươi ma kỷ. 10 tầng những cao thủ từng cái sắc mặt cũng thay đổi. Lại một cái tự cho mình siêu phàm tự đại điên cuồng. Uy, thanh niên nhân, chú ý ngươi nói chuyện giọng nói. Thần chi phòng gian không phải là người nào đều có thể tiến vào, ngươi phải đánh thắng ta nhóm mọi người mới được. Ngươi có thể từ lầu 1 một đường đánh lên tới đã mệt chết đi. Đêm nay nghỉ ngơi thật tốt, các loại dưỡng thúc tinh thần, ngày mai các ca ca lại chơi với ngươi. Giang Sách mặt âm trầm nói rằng, ta không muốn lặp lại lần thứ hai, thời gian của ta rất căng, không có thời gian với các ngươi ma kỷ. Những cao thủ cũng không cam tâm tình nguyện rồi. Người tuổi trẻ bây giờ đều cuồng vọng như vậy sao? A hát, cho thể diện mà không cần, cho rằng có thể lên lầu 10 thì ngon sao? Nói cho ngươi biết, ở nơi này từng cái đều là cao thủ tuyệt đỉnh, để ta cho ngươi một điểm nhan sắc nhìn. Người nọ vừa muốn xuất thủ. Giang Sách nói rằng, chờ chút. Làm sao, sợ? Không phải, Giang Sách giọng bình tĩnh nói, bởi vì ta thời gian eo hẹp, không kịp với các ngươi từng cái đánh. Như vậy đi, thẳng thắn các ngươi mọi người cùng tiến lên, như vậy thì có thể tiết kiệm thời giờ của ta rồi. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Điên cuồng cũng có cái hạn độ có được hay không? Nơi đây tất cả đều là nhất đẳng cao thủ, cùng tiến lên. Không sợ bị đánh ra mễ điền tổng cộng tới. Giang Sách tiếp tục nói, làm sao, các ngươi sợ. Nhân nhẫn nại đều cũng có giới hạn. Bị Giang Sách như vậy khinh thị, khiêu khích như vậy, lầu 11 đám cao thủ đều không đè ép được phát hỏa, từng cái nhào tới. Ngươi đã muốn chết, vậy không oán chúng ta được rồi. Ngày hôm nay để ngươi biết cái gì gọi là xã hội hiểm ác đáng sợ, về sau đối nhân xử thế khiêm tốn một chút. Quyền cước như mưa rơi tấn công về phía Giang Sách. Tốc độ nhanh vô cùng, sức mạnh to lớn nan địch. Hiện trường hơn 10 danh cao thủ đồng loạt ra tay, coi như là lại cao thủ hàng đầu cũng khó tránh khỏi biết khó mà chống đỡ được. Nhưng Tu La Chiến Thần sẽ không. Giờ khắc này, Giang Sách trong cơ thể điên cuồng huyết dịch rốt cuộc đến thả ra, hắn hai mắt màu đỏ tươi, đem chính mình năng lực phát huy đến cực đại. Tiếp tục, sử xuất toàn bộ các ngươi kỹ năng. Thật lâu không có sảng khoái như vậy qua, để cho chúng ta sảng khoái một trận chiến. Luyện ngục đàn tràng, tầng thứ 10. Một mảnh hỗn độn. Hay là những cao thủ, lúc này từng cái tất cả đều nằm trên mặt đất không thể động đậy, trơ mắt nhìn Giang Sách hướng phía thần chi gian phòng đi tới. Quái vật. Cảm thấy quái vật. Bọn họ đời này sẽ không có gặp qua mạnh mẽ như vậy nam nhân. Lúc đầu cho rằng thần chi bên trong phòng cái kia đã đầy đủ biến thái. Không nghĩ tới lại xuất hiện một cái càng thêm biến thái, không biết hai người này đánh nhau sẽ là một cái dạng gì kết cục. Bọn họ rất muốn xem, thiếu ngay cả bò dậy khí lực cũng không có. Bên kia, Giang Sách nặng nề thở hổn hển mấy cái, hướng về phía nằm dưới đất một đám cao thủ nói rằng, thực lực của các ngươi không kém, có thể đem ta kéo dài ở chỗ này sấp xỉ 10 min, đã đầy đủ thể hiện trình độ của người của các ngươi rồi. Cho nên... Những người này cũng vẻn vẹn chỉ là không kém mà thôi. Khoảng cách cường giả còn có cái này chênh lệch thật lớn.
Giang Sách không có nửa khắc nghỉ ngơi, trực tiếp đi tới na phiến truyền thuyết cửa trước mặt, tự tay đẩy ra, đi vào. Phòng trong không có bất kỳ loè loẹt đồ đạc, chỉ có một mồ hôi đầm đìa nam nhân. Mỗi phút mỗi giây đều liều mạng huấn luyện. Ma yết. Hắn dùng thích xiết chóc ánh mắt nhìn chằm chằm Giang Sách. Rốt cục có thể với ngươi chiến đấu. Ma yết liếm môi một cái, hưng phấn nói, ta tồn tại duy nhất ý nghĩa chính là đánh bại ngươi. Giang Sách nhất vừa đi qua vừa nói, đáng tiếc là, người vĩnh viễn không còn cách nào hoàn thành cái mục tiêu này. Không có bất kỳ lý do, không có dư thừa lời nói nhảm, hai người trực tiếp giao thủ. Tất cả tình cảm, đều ở đây nắm tay trong. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Liên tiếp hỗn loạn tiếng va chạm không ngừng vang lên, hai người nắm đấm đều cứng rắn không gì sánh được, mỗi một quyền đều là cứng như sắt thép cứng đối cứng. Tốc độ, lực lượng, kỹ xảo, đều đẩy tới đỉnh phong. Đây chính là thực lực của ngươi. Thống suất, ngươi quá làm cho ta thất vọng rồi. Trong khoảng thời gian này, ta nhưng là trở nên so với như ngươi tưởng tượng còn muốn mạnh hơn a. Bỗng nhiên trong lúc đó, Ma Yết bộc phát ra lực lượng cường đại. Hắn giống như là như tia chớp biến mất ở rồi Giang Sách trước mắt. Ân. Giang Sách hoàn toàn không có phản ứng kịp, phía sau lưng kết kết thật thật đã trúng một quyền. Có thể thương tổn được Tu La Chiến Thần, không có mấy người. Giang Sách lật về phía trước thân, ổn định thân hình, còn không chờ hắn nghĩ kỹ như thế nào đánh trả. Ma Yết quyền kế tiếp lại đến. Thình thịch. Một quyền đánh vào Giang Sách trên bụng của, cả người bay thẳng rồi đi ra ngoài. Ma Yết từng bước đi hướng Giang Sách, từ tốn nói, ta chỉ có sử dụng 8 phần 10 lực lượng mà thôi, thống suất, thực lực của ngươi không đến mức chỉ có như vậy đi. Giang Sách nhất cắn răng, tăng thêm tốc độ vọt tới. Nhưng mà, Ma Yết như là đã sớm nhìn thấu Giang Sách động tác, hơi chút chợt lách người lại tránh được quả đấm của hắn. Thống suất, ta tất cả đều nhìn thấu. Theo sát mà, Ma Yết một trường đẩy ở Giang Sách trên bụng. Cho ta phi. Giang Sách giống như là như diều đứt dây giống nhau, bị Ma Yết một trường cho vỗ ra, cả người kết kết thật thật đụng vào tường, trùng điệp quẳng xuống. Hoa tương đương, Giang Sách phun ra búng máu tươi lớn. Có thể đem hắn bước đến nông nỗi này, khắp thiên hạ, Ma Yết vẫn là thứ nhất. Giang Sách thở mạnh, cố nén đau đớn còn muốn đứng lên lại. Nhưng mà, Ma Yết lại đình chỉ động tác, lạnh lùng nhìn hắn nói rằng, không cần đứng lên lại rồi, ngươi bây giờ không phải là đối thủ của ta. Động tác của ngươi tràn đầy do dự, tuyệt không giống như trước ngươi. Thống suất, ngươi giống như là một bả toàn thân dỉ xét đao, uy danh vẫn còn ở. Nhưng đã không hề sắc bén. Lấy tình trạng của ngươi bây giờ căn bản là đánh không thắng ta. Ma Yết thở dài, nói rằng, ta cả đời mục tiêu chính là đánh bại ngươi. Nhưng cũng không phải là đánh bại một cái đầy người gì xét ngươi. Thống suất, ta không biết ngươi bởi vì sao sự tình mà sinh ra do dự, ta chỉ hy vọng ngươi có thể mau sớm từ nơi này trùng trong trạng thái đi tới. Bởi vì, ngươi bây giờ thực sự khiêm tốn đập chết. Nói xong, Ma Yết xoay người sẽ rời đi. Các loại, Giang Sách đứng lên. Ma Yết nói rằng, ta nói rồi, ngươi bây giờ còn chưa phải là đối thủ của ta, ngươi cần gì phải. Nói còn chưa dứt lời, Giang Sách nhất chớp mắt liền đi tới Ma Yết phía sau, tốc độ kia, mau ngay cả con mắt đều theo không kịp. Cái kia không gì không thể Giang Sách, tựa hồ, lại đã trở về. Là thế này phải không? Vậy thì đúng rồi, lúc này mới có chút ý tứ nha. Cái này, mới là ta nghĩ muốn đánh bại Tu La Chiến Thần. Ma Yết không có bởi vì Giang Sách thức tỉnh mà khiếp đảm, ngược lại trở nên càng thêm hưng phấn. Hắn rèn đúc cả đời. Vì chính là đánh bại như vậy Giang Sách. Đến đây đi, đánh đi, để ta một lần nữa kiến thức chân chính Tu La Chiến Thần lực lượng A. Ma Yết đem lực lượng đẩy tới 10 tầng. Đỉnh phong 10 tầng lực lượng. Đây là Ma Yết đã qua chưa từng có sử dụng được, cũng chỉ có Giang Sách mới xứng làm cho hắn vận dụng toàn bộ lực lượng. Oanh! Một quyền này, kinh thiên động địa. Ma Yết điên cuồng đập về phía Giang Sách cái trán. Ý đồ một quyền liền đem Giang Sách cho đập bay đi ra ngoài. Nhưng mà, quả đấm của hắn căn bản đụng đều không gặp được Giang Sách, giữa không trung đã bị một con khổng vũ có lực bàn tay to ngăn cản xuống dưới. Là Giang Sách. Giang Sách cứ như vậy nhìn như bình thường đánh ra một trường, tốc độ, lực lượng,
độ chính xác cũng không có cùng lạ thường. Đem Ma Yết đỉnh phong 10 tầng lực lượng hoàn toàn ngăn trở. Ma Yết đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức lộ ra cười điên cuồng dung. Đúng đúng đúng, ta muốn đúng là loại cảm giác này. Đây chính là năm đó ở Tây Kỳ thần cản giết thần, Phật ngăn cản giết Phật Tu La chiến thần. Cái kia tới từ địa ngục nam nhân. Ta thật hoài niệm như vậy ngươi a. Thống suất, Ma Yết đã giết điên cuồng, hai mắt màu đỏ tươi, hai tay điên cuồng huy quyền. Nếu như là người thường, nửa phút cũng sẽ bị xé thành mảnh nhỏ, coi như là tầng thứ 10 những cao thủ, tại loại này mật độ dưới cũng tuyệt đối thật không qua 5S. Nhưng chính là mạnh như vậy mật độ, Giang Sách như trước nhàn đình tín bộ thông thường, tự do tiếp chiêu. Thực lực của ngươi, xứng đôi cường giả tên. Cái này, chính là Giang Sách đối với Ma Yết định vị. Nhưng mà, cũng vẻn vẹn chỉ là cường giả mà thôi, Giang Sách đã sớm là siêu thoát phàm trần người. Cho ta, bài. Một chữ cuối cùng nói ra, Giang Sách nhất nhớ sống bàn tay chặt ở tại Ma Yết sau trên sống lưng, trong nháy mắt, Ma Yết cả người bay ra ngoài. Ngã ầm ầm trên mặt đất. Cũng nữa không bò dậy nổi. Ma Yết thật chặt nắm lên nắm tay, lại chậm rãi buông ra. Hắn vừa cười vừa nói, thống suất, người rốt cục tìm về chính mình rồi. Giang Sách thở ra một hơi dài, nhìn nằm dưới đất Ma Yết nói rằng, cảm ơn ngươi. Để cho ta do dự tâm lại một lần nữa kiên định xuống tới. Hắn đi về phía cửa, vừa đi vừa nói chuyện, hảo hảo rèn đúc, tiếp theo có việc, ta còn sẽ tìm đến ngươi hỏi. Ma Yết nghe xong cười ha ha. Đời này có thể làm Giang Sách đối thủ, thực sự là một niềm hạnh phúc. Như vậy thống suất, mới là ta sở biết thống suất, mới là cái kia tuyệt đối cường giả. Môn, chậm rãi đóng cửa. Giang Sách tựa như hắn nói giống nhau, dùng không đến một giờ liền giải quyết rồi tất cả vấn đề. Làm Giang Sách từ trên lầu đi xuống thời điểm, mỗi người đều dùng một loại ánh mắt khâm phục nhìn hắn. Người bình thường ngay cả 10 tầng lên một lượt không đi. Nhưng Giang Sách vẻn vẹn chỉ dùng một giờ liền từ lầu 1 đánh lên lầu 10, ngay cả thần chi gian phòng đều cho đánh tới. Có thể, đây chính là trong trò chơi hay là tốc độ thông. Hắn đi tới nhân viên tiếp tân trước mặt, tự tay từ trên tay hắn đem áo khoác cầm tới, một bên phủ thêm vừa nói, còn không có vượt lên trước 1 giờ a. Nhân viên tiếp tân sợ đến mặt mũi trắng bệch, khoát tay lia lịa nói rằng, không có, còn không có vượt lên trước. Trước đối với Giang Sách trào phúng cùng chẳng đáng, lúc này toàn bộ đều tiêu tan thành mây khói. Ở nhân viên tiếp tân trong lòng, Giang Sách chính là thần tiên người giống vậy vật. Cường đại, vô địch. Cổ hữu quan vũ hâm rượu trảm hoa hùng, bây giờ có Giang Sách tốc độ thông luyện ngục tràng. Đều là người bình thường khó có thể sánh bằng cao độ. Mặc quần áo tử tế, Giang Sách sải bước ly khai luyện ngục đàn tràng. Hắn tới đột nhiên, đi cũng đột nhiên. Tuyệt đại đa số người cũng không biết Giang Sách là ai, chỉ biết là, đêm nay có một vị cường đại đến vô địch nam nhân, tốc độ thông luyện ngục tràng. Ngày kế buổi trưa, trưởng cùng phản điếm. Hổ pháo một thân một mình đi tới phản điếm, tìm một vị trí ngồi xuống. Hắn chọn chút thức ăn, một chai rượu trắng. Bất động chiếc đũa, lặng lặng chờ Giang Sách đến, hắn tin tưởng vững chắc Giang Sách tuyệt đối sẽ không vứt bỏ bọn họ những thứ này chân thành thủ hạ. Tin tưởng vững chắc Tu La chiến thần biết một lần nữa sống lại. Nhưng nếu như Giang Sách không tới, nếu như Giang Sách không đến, Na Hổ pháo trong lòng tín ngưỡng sẽ đổ nát. Cuộc đời của hắn cũng sẽ không biết hướng. Thông suốt, xin ngươi nhất định phải đến. Lúc này, cửa đi tới một đám người, cả trai lẫn gái, mỗi người đều mặc hoa hoa lục lục y phục, từng cái ăn mặc loè loẹt. Kề vai sát cánh. Vừa nhìn cũng biết tất cả đều là xã hội bất lương thanh niên. Bọn họ vừa đi vào tới, thì có một người thấy được trong góc hổ pháo, sau đó ở dẫn đầu thanh niên bên tai nói vài câu. Cầm đầu người nhướng mày, mang người đã đi tới. Uy, người thật giống như là thần La Thiên Trinh Nhân. Hổ pháo nhìn hắn một cái, từ tốn nói, từ trước là, bây giờ không phải là. Bị khai trừ rồi. Bị không bị khai trừ. Không có quan hệ gì với ngươi. Cầm đầu người đưa tay chỉ chính mình, nói rằng, biết ta là ai không? Không biết. Không biết, ha ha. Vậy ngươi nghe cho kỹ, lão tử gọi Cận Lâm. Hộ thành doanh thống suốt cận di chuyển thành là 3,
nghe rõ chưa? Vừa nói như vậy, hổ pháo liền hiểu. Hộ thành doanh cùng ngoại thành hộ vệ doanh thị tử đối đầu, cận di chuyển thành cùng ôn nếu xông quanh năm đấu túi bụi. Cận lâm làm cận di chuyển thành con trai, đương nhiên sẽ đối với thần La Thiên Trinh nhân hận thấu xương, dù sao thần La Thiên Trinh trên danh nghĩa là thuộc về ôn nếu xông quản lý. Hổ pháo nói rằng, ta đã không còn là thần La Thiên Trinh nhân rồi. Cũng không tham dự giữa các người phân tranh, không muốn phiền ta. A hát, khẩu khí thật lớn. Cận lâm nói rằng, tuần trước, Lôi Hạo tên khốn kiếp kia đem ta thuộc hạ huynh đệ đánh. Ta biết, các người thần La Thiên Trinh chính là Lôi Hạo thống suất. Có phải hay không? Vừa nghe nói như vậy, hổ pháo đánh liền từ trong đáy lòng đầu cảm thấy không thoải mái. Quả thực, bọn họ là thuộc về Lôi Hạo quản, nhưng cũng chính là bởi vì thuộc về Lôi Hạo quản, hổ pháo mới có thể ly khai. Hắn đồng dạng đối với Lôi Hạo hận thấu xương. Hổ pháo nói rằng, giữa các người mâu thuẫn ta không muốn quản, đi ra. Đi, cận lâm mắt lạnh nói rằng, Lôi Hạo đánh người của ta, ta đây mượn hắn cầu tát xì, cái này không quá phận a. Hổ pháo nổi giận, ngươi nói ai là cầu? Ta nói ngươi là cầu. Vô liêm sỉ. Hổ pháo tính khí đi lên, một cái đứng lên, cầm cận lâm cần cổ. Liền hổ pháo na vóc người khôi ngô, sau khi đứng dậy giống như là một tòa núi lớn. Đem cận lâm hoàn toàn bao trùm ở rồi, hai người chênh lệch quả thực một cái thiên một cái địa. Vừa mới hổ pháo ngồi, cận lâm còn không có cảm giác gì, cái này vừa nhìn thấy đối phương đứng lên, mới biết được thì ra hổ pháo như vậy kiện tráng khôi ngô. Nếu đánh thật, ba cái mình cũng không phải là đối thủ a. Cận lâm nuốt nước bọt, nói rằng, ngươi nghĩ làm cái gì? Ta nhưng là cận di chuyển thành con trai, ngươi đánh ta, chính là cùng toàn bộ hộ thành doanh làm khó dễ. Hổ pháo do dự. Hắn ngược lại không phải là sợ phiền phức, mà là thời khắc mấu chốt này, hắn không thể gây sự. Hắn muốn theo Giang Sách cùng đi tham gia tư cách thi tuyển, loại thời điểm này nếu như gặp phải nhiễu loạn, đến lúc đó không có tư cách dự thi, khả năng liền toàn bộ xong. Vì lấy đại cục làm trọng, nhịn. Hổ pháo buông tay ra, lạnh lùng nói rằng, ta nói rồi ta đã không phải thần La Thiên Trinh nhân, càng không phải là Lôi Hạo chính là thủ hạ, các người muốn xỉ không cần ra tay với ta, đi thôi. Hắn là thực sự không muốn gây chuyện. Nhưng hắn càng nhượng bộ, rơi vào cận lâm trong mắt, đó chính là sợ tượng trưng. Cận lâm cho rằng hổ pháo là sợ quyền thế của mình cho nên mới không dám ra tay, cười ha hả nói, coi như ngươi là thần La Thiên Trinh nhân ta đều không sợ, huống chi ngươi không phải. Hắn lui về phía sau hai bước, vung tay lên, các huynh đệ, không cần khách khí, cho ta vào chỗ chết nghỉ. Lập tức, tất cả tiểu đệ liền toàn bộ đều xông tới, thế tất yếu đem cận lâm cho đánh chết dáng vẻ. Các ngươi, hổ pháo vừa mới chuẩn bị hoàn thủ, nhớ tới tư cách thi tuyển chuyện, liền dừng lại. Không thể, bây giờ lúc này tuyệt đối không thể động thủ. Hắn chỉ có thể hai tay ôm đầu, tùy ý đối phương nhục mạ, ấu đả. Cận lâm nhìn, cười hì hì nói, ta còn tưởng rằng thật lợi hại rồi, thì ra, chính là một cỏ ôm gối đầu a. Bạch hạt cao như vậy vóc dáng rồi, căn bản cũng không trải qua đánh a. Hắn ngồi xuống, một bên hai chân chéo ngẩy một bên thưởng thức hổ pháo bị đánh tràng diện. Đánh được có 10 min, những người đó cũng đều mệt mỏi. Từng cái lui về phía sau lái đi, hổ pháo ngồi xổm góc nhà, hai tay che chở đầu. Chung quy là ở trên chiến trường chém giết qua nam nhân, mặc dù bị đánh vết thương chằng chịt. Vẫn không có rồi ngã xuống. Cận lâm nhíu nhíu mày, nói rằng, a hát, còn đờ cây em cố gắng quật cường, này cũng không thể đem ngươi đánh ngã đúng vậy. Đi, ta đây liền cho ngươi thêm giờ đoán. Nói, hắn tự tay liền nhặt lên trên bàn ấm trà. Ở trong đó nhưng là chậm rãi một bầu vừa mới ngâm vào nước trà ngon, nóng hổi không gì sánh được. Như vậy một bình trà nếu như đúc ở trên người, cần phải bỏng chết không thể. Cận lâm cầm ấm trà đi tới. Vừa đi vừa nói chuyện, tiểu tử ngươi không phải thật có thể nhịn sao? Vậy nhịn một chút cái này nóng bỏng nước trà thử xem, này cũng nhịn được rồi, ta tạm tha rồi ngươi. Hắn trực tiếp đem một bầu nước sôi hướng đối phương trên đầu tưới đi. Đùa gì thế, đây chính là nước sôi, nóng bỏng nước sôi. Cứ như vậy tưới vào đầu của người ta trên, của người nào đầu chịu được.
chắc chắn phải chết. Đúng lúc này, một cái ghế bay tới, lạch cạch một cái, trực tiếp liền đem Cận Lâm bình trà trong tay cho nện hạ xuống. Ấm trà đánh rơi Cận Lâm chân trên, nóng bỏng nước sôi tất cả đều rắc vào trên chân của hắn. Hắn nóng gào khóc kêu loạn, ôm chân tại chỗ nhảy dựng lên. Ai nha nha, đau chết ta rồi. Đau chết ta rồi nha. Người nào, là ai? Những thủ hạ kia hướng phía cái ghế bay tới phương hướng nhìn lại, chỉ thấy một cái khí vũ hiên ngang nam nhân trước mặt đã đi tới. Mặc dù không biết, nhưng từ đối phương khí thế là có thể nhìn ra, cũng không kẻ đầu đường xó chợ. Hổ pháo khẽ ngẩng đầu lên nhìn sang, khi nhìn rõ sở người tới sau đó, kích động lệ nóng doanh tròng. Chờ đến, hắn rốt cục chờ đến. Thông suốt, hổ pháo một cái liền đứng lên. Không sai, tới chính là Tu La chiến thần Giang Sách. Cận Lâm ngồi xuống, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Giang Sách, thống suất. Có ý tứ. Lão đại, chẳng lẽ người này chính là Xét Hạo? Thôi lắm, Xét Hạo tên khốn kiếp kia ta có thể không biết. Nhưng người nam nhân trước mắt này, Cận Lâm thật vẫn không biết. Bất quá lại có một loại cảm giác đã từng quen biết. Đã gặp qua ở nơi nào đâu? Cận Lâm nói rằng, tiểu tử, ngươi dám cùng ta động thủ. Sống được không nhịn được rồi đúng vậy. Biết lão tử là người nào không? Giang Sách nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc mắt, đi thẳng tới hổ pháo trước mặt, nói rằng, chịu đòn cũng không hoàn thủ, cái này không như là phong cách của ngươi. Hổ pháo nói rằng, chúng ta là muốn tham gia tư cách thi tuyển. Không thể có bất luận cái gì chỗ bẩn, nếu như lúc này động thủ, bỏ lỡ báo danh tư cách. Vậy coi như tính không ra rồi. Giang Sách cười cười, cho nên người tình nguyện bị khai thủy năng chết cũng không hoàn thủ. Hổ pháo không nói. Hắn không phải là không muốn hoàn thủ, chỉ là, hắn càng thêm quan tâm tư cách thi tuyển, hắn muốn nhìn tận mắt Giang Sách một lần nữa leo lên cao vị một khắc kia. Vì thế, hy sinh mình cũng sẽ không tiếc. Xoay người, Giang Sách đối với Cận Lâm nói rằng, hộ thành doanh chính là chỗ này chủng quản lý trình độ sao? Cận Di chuyển thành là lão hồ đồ, hay là đối với người đứa con trai này quá phóng túng rồi? Ân, Cận Lâm không ngu, vừa nghe đối phương khẩu khí cũng biết cũng không kẻ đầu đường xó chợ. Hắn không gấp động thủ, nhìn từ trên xuống dưới Giang Sách. Dò hỏi, làm sao, người biết bà ta? Bại tướng dưới tay mà thôi, có một chút ấn tượng mà thôi. À, Cận Lâm tức giận đi lên, cha hắn thực lực nhưng là nhất đẳng cường đại. Trước mắt người trẻ tuổi này lại còn nói cha hắn là bại tướng dưới tay, ha ha, khẩu khí thật là lớn. Hắn mặt lạnh hỏi, yêu, ngay cả ta ba đều không phải là đối thủ của ngươi. Ta đây ngược lại muốn thỉnh giáo một chút, ngươi là ai a? Không đợi Giang Sách mở miệng, hổ pháo liền cướp lời nói, làm sao, ngay cả Tu La chiến thần cũng không nhận ra sao. Tu La chiến thần, Giang Sách, Cận Lâm lại càng hoảng sợ. Chiến chiến căng căng nói rằng, ngươi chính là Giang Sách. Hắn càng thêm cẩn thận quan sát, trong lúc bất chợt nghĩ tới, hắn gặp qua Giang Sách, hơn nữa còn là nhìn Giang Sách tự tay đem hắn cha đánh cho không bò dậy nổi. Cái kia tới từ địa ngục ác ma. Cận Lâm nuốt nước miếng một cái, nếu như nói trên cái thế giới này còn có ai sẽ làm hắn sợ, na không phải Giang Sách không còn ai khác. Nhiều năm trước, chính là Giang Sách từ Cận Di chuyển thành trong tay đem Tu La chiến thần, phong hào đoạt đi, đưa tới nhiều năm như vậy Cận Di chuyển thành canh cánh trong lòng, đây cũng là Cận Di chuyển thành ghi hận với Ôn Nếu Sông nguyên nhân chủ yếu. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới, ngày hôm nay ở nho nhỏ tiệm cơm cùng cựu địch gặp được. Cận Lâm cười lạnh nói tốt, tốt, ngươi chính là Giang Sách. Nhiều năm trước ngươi từ ba ta trong tay cướp đi phong hào, ngày hôm nay, ta muốn thay ta ba cướp về. Các huynh đệ, đừng khách khí. Cho ta hướng chết đánh. Ai có thể làm thịt tên khốn kiếp này, bản thiếu gia trùng điệp có thưởng. Nhìn xông lên nhóm người này tay chân, Giang Sách từ tốn nói, làm sao, nhiều người khi dễ người thiếu sao? Cận Lâm nở nụ cười, chính là nhiều người khi dễ người thiếu, làm sao vậy? Ok, vậy ngươi nếu nói như vậy, Giang Sách vỗ tay phát ra tiếng, lập tức, cửa đen thùi lùi xông tới một đám người. Ban đêm cầm. Phi kê xuất viện sau đó vẫn không có chuyện gì có thể làm, ngày hôm nay cuối cùng cũng có thể trọng thao cựu nghiệp, rất cao hứng. Giang Sách nói rằng,
Phi Kê, những người này vừa vặn cho ngươi luyện tay một chút, nhìn thương thế của ngươi thế khôi phục mấy thành. Phi Kê vui vẻ đi vào trong, tuân mệnh. Chứng kiến Phi Kê dẫn một nhóm lớn người đi rồi tiến đến, Cận Lâm hoảng hồn. Uy, ngươi biết ta là ai sao? Phi Kê nở nụ cười. Đéo cần biết ngươi là ai, đánh lại nói. Hắn đánh quyền liền đánh, căn bản cũng không đem Phi Kê bọn họ để vào mắt, một quyền lại một quyền, đánh Cận Lâm mặt của Thanh Nhất Khối Tử Nhất Khối, đánh cho ngay cả mẹ nó đều nhanh nếu không biết. Còn lại mấy cái bên kia thủ hạ cũng không còn kết cục tốt. Từng cái bị Đêm Cầm Nhân cung ấn trên mặt đất điên cuồng đánh. Hổ Pháo nhìn, bội phục nói, thống suất, người cái này từ lúc nào lại thu biên một đám người. Tuy là thực lực quá, nhưng đối phó với loại tràng diện này lại phá lệ tốt sử dụng a. Giang Sách cười cười không nói gì. Hơn 10 phút sau, Phi Kê thở hổn hển đứng lên, đã lâu không có vận động rồi, thực sự là mệt chết ta. Hắn hướng về phía Giang Sách hỏi, Giang tiên sinh, không sai biệt lắm a. Giang Sách nhìn sang, chỉ thấy Cận Lâm những người đó ngổn ngang nằm trên mặt đất, trong miệng răng đều bị đánh rất đầy đất, từng cái máu me khắp người, nhìn dáng vẻ đã quá thảm. Có thể, các ngươi rút lui a. Được rồi. Phi Kê mang người rời đi. Hổ Pháo giơ ngón tay cái lên, thống suất, ngươi làm việc vẫn là làm như vậy luyện, tuyệt không ướt át bẩn thỉu, ta chính là vì vậy chỉ có khăng khăng một mực với ngươi. Ta muốn là nữ, cấp lại làm cho ngươi tiểu thiếp đều nguyện ý a. Giang Sách Bạch Liễu Tha Nhất Nhãn, đừng ba hoa. Hai người đang nói chuyện, lúc này, từ giữa phòng ghế lô đi tới một ông già, một bên vỗ tay một bên tán thưởng, trong lúc giở tay nhấc chân liền đem vấn đề giải quyết, Tu La Chiến Thần, vẫn là như vậy xuất sắc a. Ân, còn có địch nhân. Hổ Pháo nhìn sang, thấy là một gã tóc bạc hoa dâm lão giả, khuôn mặt nếp may, xem niên kỷ nên được có 7-80 rồi. Tuy là rất lớn tuổi, nhưng tinh thần khí chất phi thường tốt. Mặt đỏ lừ lừ. Vừa nhìn, chính là chú trọng tu thân dưỡng tính nhân. Ngươi là, Hổ Pháo hỏi. Lão giả sờ sờ râu mép, không trả lời. Cứ như vậy lẳng lặng nhìn Giang Sách. Mà Giang Sách, cũng lộ ra một nụ cười. Hổ Pháo, cái này một vị là trung lão. Lão huấn luyện viên cùng với Cận Lâm phụ thân Cận Di chuyển thành đô là hắn mang ra ngoài. Cái gì? Hổ Pháo lại càng hoảng sợ, nói cách khác, trước mắt cái này một vị, là lão huấn luyện viên Ôn Nếu Sông cùng với Cận Di chuyển thành sư phụ. Giang Sách tiếp tục nói, năm đó ta chiến thắng Cận Di chuyển thành sau đó, cũng là trung lão cho ta thụ dư huân chương cùng phong hào, coi như, ta hẳn là kêu trung lão một tiếng thái sư phụ. Cái này, Hổ Pháo vội vàng cúi đầu hô, nhỏ không biết trung lão ở chỗ này, có nhiều mạo phạm, mong rằng trung lão thứ lỗi. Trung lão cười ha ha một tiếng, khoát tay áo nói rằng, không cần đại lễ như vậy. Lão hủ ta cũng sớm đã về hưu, đã không còn là trong quan trường người, không cần khách khí như vậy. Hắn nhìn một chút Cận Lâm đám người, lắc đầu nói rằng, năm đó, ta giáo Cận Di chuyển thành thời điểm, liền nhắc nhở qua hắn muốn tu thân dưỡng tính, không nghĩ tới con hắn với hắn một dạng tính xấu, thật sự là không có thuốc nào cứu được. Lập tức, Trung lão lại hỏi Giang Sách, ngươi không rên một tiếng chủ động bỏ qua tất cả chức vị. Hiện tại lại muốn quan phục nguyên chức, ngươi cũng quá không đem kinh thành quan trường để ở trong mắt. Có thể cho lão phu một cái lý do sao? Giang Sách nhún nhường nói rằng, rời chức, là bởi vì phải cứu ta phụ thân, nhậm chức. Là vì phải cứu gặp cực khổ huynh đệ. Trung lão, cũng xin ngài thông cảm sự khó xử của ta. Trung lão sờ sờ râu mép. Lại hỏi, lần trước, ngươi bằng vào không có gì sánh kịp sức chiến đấu, một lần hành động đánh bại Cận Di chuyển thành thu được Tu La Chiến Thần phong hào. Ta không biết khí thế của ngươi, lực chiến đấu của ngươi còn ở hay không. Ngươi lúc này đây không riêng phải đối mặt Cận Di chuyển thành, còn muốn đối mặt như là xét hạo đám người khiêu chiến. Giang Sách, ngươi còn có nắm chặt đoạt lại ngươi mất đi đồ đặc sao? Giang Sách giơ lên hai mắt nhìn về phía Trung lão. Chỉ cần ta tham gia, thắng lợi cũng sẽ không rơi vào người khác thủ. Điên cuồng. Tốt, Trung lão cười nói, ta cho rằng hơn một năm nay ngươi ly khai Tây Kỳ chiến trường, sẽ thành êm dịu đứng lên. Sẽ trở nên mất đi góc cạnh. Hôm nay gặp mặt, ngươi chính là từ trước cái kia ngươi. Giang Sách, buông tay đi làm đi, cầm lại thứ thuộc về ngươi. Đi thôi,
các ngươi không phải nói muốn đi báo danh tư cách thi tuyển sao? Lão phu nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, cùng các ngươi đi một chuyến. Nghe nói như thế, Giang Sách trong lòng cảm thấy ấm áp. Hắn biết, Trung lão đây là đặc biệt vì hắn hộ giá hộ tống. Chuyến này đi trước kinh thành trung tâm quyền lực, chỉ dựa vào Giang Sách như vậy không có một người thực quyền người thường là rất khó cùng những đại nhân vật kia chống lại. Có Trung lão chỗ dựa lại bất đồng. Tuy là Trung lão đã về hưu, cho tới bây giờ trên mặt đài những đại nhân vật kia, trên cơ bản đều là Trung lão bồi dưỡng. Cho nên, thế lực khắp nơi đều đối với Trung lão có chút kiêng kỵ. Là phát ra từ thật lòng cũng tốt, là mặt ngoài nịnh hót cũng được, nói chung, có Trung lão hộ giá hộ tống. Phần thắng lớn hơn nhiều lắm. Giang Sách nhanh lên chắp tay nói rằng, đa tạ Trung lão. Không cần khách khí, Trung lão cầm đầu đi ra ngoài, từ ngươi rời trước sau đó, không riêng gì Xét Hạo vẫn là cái gì khác người. Cái đỉnh cái phế vật, cục diện như vậy ta là cũng nhìn không được nữa rồi. Giang Sách, ta cũng rất chờ mong ngươi trọng tố Tu La chiến thần kim thân một khắc kia. Vãn bối định không phụ thái sư phụ kỳ vọng. Sau đó, ba người lên xe, từ Cửu Trắng lái xe hướng phía tư cách thi tuyển báo danh nơi sân lái đi. Đến khi sau khi bọn hắn rời đi, trong tiệm cơm nằm những nhân tài này từ từ bò dậy. Cận Lâm vết thương chằng chịt, đau đến gào khóc kêu loạn. Hắn tốn sức lấy điện thoại cầm tay ra cho cha bấm điện thoại, vừa mới vừa tiếp thông, liền gào khóc ba người mau tới cứu ta sẽ bị người đánh chết. Bên đầu điện thoại kia trầm mặc khoảng khắc, cắt đứt. 10 phút sau, vài xe tải lớn dừng ở phản điếm cửa xe mở ra, Cận Di chuyển thành mang theo một nhóm lớn người đi vào phản điếm. Cận Lâm vừa nhìn, khóc hô, ba, ta bị người đáng đánh thảm ở đâu, người phải làm chủ cho ta a. Cận Di chuyển thành mặt lạnh. Ai lớn gan như vậy, dám đánh ta Cận Di chuyển thành con trai. Nói cho ta biết, ai đánh cho ngươi. Ta nhất định muốn đem người nọ tháo thành tám khối. Cận Lâm lau nước mắt nói rằng, ba, người nọ ngươi biết, chính là Giang Sách tên khốn kiếp kia. Giang Sách, Giang Sách, một cái lâu đời thế nhưng chỉ cần nhớ tới sẽ làm cho Cận Di chuyển thành oán hận tên. Ngươi sao lại thế cùng Giang Sách động thủ? Từ nói thật tới, đệ 648 chương người bảo đảm. Cận Lâm thêm mắm thêm muối đem chuyện đã xảy ra hoàn toàn xuyên tạc. Tất cả nước bẩn đều tạt vào rồi Giang Sách trên người. Cận Di chuyển thành nghe xong giận không kềm được. Hắn hoàn toàn không nghi ngờ con trai của mình là một người cặn bã, một lòng chỉ cho rằng con trai bị người khi dễ rồi. Hơn nữa, coi như con trai không bị Giang Sách khi dễ, coi như năm Giang Sách từ Cận Di chuyển thành trên tay cướp đi Tu La chiến thần phong hào chuyện này, cũng đủ hắn thống hận Giang Sách rồi. Nhớ kỹ năm đó Cận Di chuyển thành là bực nào hăng hái. Tung hoành xa trường, không gì làm không được. Lúc đó, hắn cùng Giang Sách đồng thời bị đề danh trao tặng chiến thần phong hào. Kết quả làm đồng môn sư huynh Ôn Nhược Hà chủ động đứng ra nói, Giang Sách là vãn bối, nếu như cùng Cận Di chuyển thành đồng dạng trao tặng chiến thần phong hào, na Giang Sách cùng Cận Di chuyển thành chẳng phải là địa vị ngang hàng rồi. Cũng liền ý nghĩa, Giang Sách cùng Ôn Nhược Hà địa vị ngang hàng rồi. Loại này trái với cương thường sự tình tại sao có thể. Cho nên, Ôn Nhược Hà liền cực lực yêu cầu chỉ có thể có một chiến thần, còn miệng đầy bằng lòng nhất định sẽ toàn lực chống đỡ Cận Di chuyển thành làm chiến thần. Nào ngờ, Cận Di chuyển thành vẫn là quá ngây thơ rồi. Thực sự đến rồi trao tặng phong hào thời điểm, Ôn Nhược Hà tới một việc không liên quan đến mình. Nói cái gì một cái sư đệ một cái đồ đệ, hai cái cũng không thuận tiện bang. Kết quả là, cũng chỉ có thể dùng vũ lực phân thắng thua. Không hề nghi ngờ, Giang Sách toàn thắng, ngạnh sinh sinh từ Cận Di chuyển thành trong tay đoạt đi rồi Tu La chiến thần phong hào, trở thành người trên người. Mà Cận Di chuyển thành, chỉ có thể khuất thân làm một cái hộ thành doanh thống suất. Một cái thiên một cái địa. Nhiều năm sau Cận Di chuyển thành mới biết được, năm đó hắn hoàn toàn lên Ôn Nhược Hà thỏa đáng. Nếu như lúc ấy có hai cái chiến thần nói, na quyền lực thế tất yếu một phân thành hai, chế ước lẫn nhau. Ôn Nhược Hà vì đem Giang Sách đẩy lên ngọn núi cao nhất, vì không cho bất luận kẻ nào chế ước Giang Sách, liền lừa gạt rồi Cận Di chuyển thành. Cuối cùng cũng là Ôn Nhược Hà đề cử dùng vũ lực phân thắng thua. Bởi vì Ôn Nhược Hà rõ ràng,
Trên thế giới này, có thể vật lý chiến thắng Giang Sách nhân căn bản không tồn tại, kể từ đó, là có thể bảo đảm Giang Sách trở thành người trên người. Giang Sách một ngày lên đỉnh, Na Ôn Nhược Hà người sư phụ này cũng liền theo gà chó lên trời. Đồ đệ lên đỉnh, cần phải so với sư đệ lên đỉnh mạnh hơn nhiều. Từ đó, Cận Di chuyển thành đối với Ôn Nhược Hà, Giang Sách hận thấu xương, mỗi khi cùng Ôn Nhược Hà đối nghịch, mấy năm nay không ít cho Ôn Nhược Hà ngột ngạt. Nhưng bởi vì Giang Sách tu la chiến thần thân phận tồn tại, Cận Di chuyển thành trên thực tế cũng không thể đối với Ôn Nhược Hà tạo thành tổn thương bao lớn. Hiện tại bất đồng, Giang Sách chủ động buông tha chức vị, Ôn Nhược Hà cũng vì vậy mất đi quyền to. Cận Di chuyển thành cơ hội tới. Trước đây hắn bại bởi Giang Sách, hiện tại hắn tổng không đến nổi ngay cả Xét Hạo đều không thắng được a. Các loại hồi ức ở Cận Di chuyển thành trong đầu đi một lượt. Hắn phục hồi tinh thần lại, hỏi, Giang Sách hiện tại đi nơi nào? Cận Lâm sờ sờ đầu, không phải quá nhớ mời rồi, ngược lại ta trong lúc mơ mơ màng màng, liền nghe được hắn dường như đang cùng người nào nói cái gì muốn đi tham gia tư cách thi tuyển báo danh. Cái gì? Cận Di chuyển thành lại càng hoảng sợ. Giang Sách muốn ghi danh. Hắn chủ động buông tha chức vị, làm sao, hiện tại lại muốn cầm trở lại. Mở cái gì quốc tế vui đùa? Ngươi xác định không có nghe lầm. Không có, bọn họ đã đi báo danh hiện trường. Cận Di chuyển thành lập tức đứng lên. Nói thật, một lần này tư cách thi tuyển, niềm tin của hắn tràn đầy, ngoại trừ Xét Hạo còn có chút thực lực ở ngoài, những người khác đều không để vào mắt. Coi như là Xét Hạo, Cận Di chuyển thành cũng có niềm tin tuyệt đối thắng được. Cho nên, Cận Di chuyển thành tình thế bắt buộc. Nhưng nếu như Giang Sách tham dự vào tới, tình huống có thể to lắm không giống nhau. Giang Sách thực lực mạnh bao nhiêu, Cận Di chuyển thành nhưng là nhất thanh nhị sở, nếu như Giang Sách thành công báo danh, na. Không được, ta nhất định phải ngăn cản hắn. Cận Di chuyển thành đứng dậy, làm cho mấy tên thủ hạ lưu lại chiếu cố Cận Lâm, sau đó mau mang nhóm lớn người chạy đi báo danh trung tâm. Nhất định phải đoạt ở Giang Sách báo danh trước ngăn cản hắn. Thái Dương cao chiếu. Một chiếc xe Ferrari dừng ở báo danh trung tâm cửa. Giang Sách cùng Hổ Pháo trước sau xuống xe. Thái sư phụ, chúng ta đi trước báo danh. Giang Sách tôn kính nói rằng. Trung lão gật đầu, ngồi trên xe nghỉ ngơi. Giang Sách cùng Hổ Pháo đi tới báo danh trung tâm, có chuyên viên qua đây hỏi, nhị vị. Nơi đây không thể tùy tiện đi vào. Hổ Pháo lập tức nói rằng, chúng ta là tới tham dự ghi danh. A hát. Chuyên viên nhìn hai người bọn họ liếc mắt, hiếu kỳ hỏi, các ngươi là trại lính nào? Bây giờ là cái gì chức quan? Hổ Pháo nói rằng, chúng ta đều là bình dân dân chúng, không có bất kỳ chức quan. Chuyên viên vui vẻ. Xin lỗi. Không có chức quan, sẽ không có ghi danh tư cách, nhị vị mời trở về đi. Đang ở chuyên viên muốn đem Giang Sách cùng Hổ Pháo anh lúc đi, Giang Sách bỗng nhiên đưa tay cầm ra một khối lệnh bài, có cái này, có thể báo danh sao? Ân. Chuyên viên tập trung nhìn vào, cả người đều bị dọa sợ. Đó là Tu La Chiến Thần lệnh bài. Có này lệnh bài, na người trước mắt chính là. Chuyên viên hơi biến sắc mặt, hỏi chẳng lẽ. Ngài chính là Tu La Chiến Thần Giang Sách. Là ta. Thứ cho nhỏ trí nhớ tôi, không nhận ra ngài. Chỉ là chính ngài lui rơi chức vị, hiện tại lại muốn bắt trở về. Như vậy thích hợp không? Hổ Pháo lạnh mặt nói, có gì không hợp thích? Thế nào, chúng ta thống suất phải làm sao, còn cần trải qua ngươi đồng ý sao? Không phải không phải không phải, ta không phải ý tứ này. Vậy cũng lời nói nhảm. Hổ Pháo nói rằng, chúng ta có thể báo danh sao? Có thể, đương nhiên có thể. Chuyên viên đột nhiên lại sửng sốt một chút, nói rằng, vẫn là không được, một lần này báo danh chuyện liên quan đến trọng yếu. Trừ bọn ngươi ra báo danh tư cách bên ngoài, còn cần có người bảo đảm. Hổ Pháo gãi đầu một cái gì người bảo đảm? Chính là nếu như các ngươi xảy ra vấn đề, nên tìm người nào chịu trách nhiệm. Chuyên viên nêu ví dụ nói rằng, tựa như Xét Hạo người bảo đảm là Ôn Nhược Hà huấn luyện viên giống nhau, không có người bảo đảm, thì không cách nào ghi danh. Như vậy à, Hổ Pháo hỏi, cái gì đó người như vậy mới có thể làm người bảo đảm? Chí ít cũng phải là đương chức quan viên, đồng thời nhất định có địa vị, chịu đến đại gia công nhận.
Hổ Pháo nói rằng, yêu cầu này, có điểm khó a. Đang nói, vài xe tải lớn lái tới, đứng ở cách đó không xa, cửa xe nhao nhao mở ra. Cận Di chuyển thành mang người đã đi tới. Hắn vừa đi vừa lớn tiếng nói, Giang Sách, chúng ta lại gặp mặt. Giang Sách xoay người nhìn lại. Ha ha, người quen cũ. Cận Di chuyển thành lớn tiếng nói, Giang Sách người có thể đi về. Có ta ở đây, không có khả năng có bất kỳ người dám cho ngươi làm người bảo đảm. Giang Sách cười cười, ngươi có bản lãnh lớn như vậy. Cận Di chuyển thành đi tới trước mặt, ngày hôm nay ta liền đem lời để ở chỗ này, ai dám cho ngươi Giang Sách làm người bảo đảm, chính là theo ta Cận Di chuyển thành làm khó dễ. Ngày hôm nay đảm bảo, ngày mai ta liền giết chết hắn. Lời đã nói đến cái này phân thượng, nam muốn tìm một người bảo đảm độ khó càng lớn hơn. Vừa lúc đó, chỉ nghe thấy xa xa truyền tới một thanh âm yếu ớt. Vậy không biết lão phu đảm đương cái này người bảo đảm, có phải hay không cũng phải bị ngươi giết chết a? Cận Di chuyển thành sửng sốt một chút, sắc mặt không vui, lòng nói làm sao đầu năm nay còn có hướng trên họng súng đụng. Tên khốn kiếp nào như thế muốn chết a? Cút nhanh lên đến lão tử tới trước mặt. Cận Di chuyển thành miệng phiết cùng hai ngũ tám vạn giống nhau, cũng không mang về đầu liếc mắt nhìn. Từ từ, phía sau tiếng bước chân kia càng ngày càng gần. Lão giả mở miệng tiếp tục nói, thành nhỏ, người bây giờ tính khí là càng lúc càng lớn nha. Thành nhỏ, dám kêu mình như vậy, chỉ có. Cận Di chuyển thành lập tức nhận thấy được không thích hợp, vừa quay đầu lại, chứng kiến người tới sau đó, sợ đến chân đều mềm nhũn. Lão sư, ngài làm sao tới rồi? Cận Di chuyển thành vội vàng đi tới nâng. Trung lão cười ha ha. Một bà mở ra Cận Di chuyển thành tay, lạnh lùng nói rằng, làm sao, ta không thể tới sao? Hiện tại ta muốn đi nơi nào, cảm tình đều phải trước trải qua ngươi cho phép mới có thể có phải hay không? Dĩ nhiên không phải, lão sư, ta thật không biết là ngài a, bằng không tuyệt đối không dám nói như vậy. Trung lão hỏi, ta đây cấp cho Giang Sách khi này cái người bảo đảm, có thể chứ? What? Cận Di chuyển thành sắc mặt thay đổi liên tục. Tuy nói Trung lão hiện tại đã về hưu, nhưng danh vọng còn đang, trong kinh thành bao nhiêu đại nhân vật đều là Trung lão một tay mang ra ngoài. Hắn như thế nào đi nữa ngoan, cũng không dám đối với Trung lão thế nào. Chỉ là hắn không nghĩ ra a, vì sao Trung lão phải giúp Giang Sách. Cận Di chuyển thành nói rằng, lão sư, ngài thân phận gì, cần gì phải đi trợ giúp một cái bất nhập lưu tiểu nhân vật. Tiểu nhân vật sao, Trung lão cười ha ha. Nếu như ta nhớ không lầm, cái này Tu La chiến thần chức vị nguyên bổn chính là thuộc về nhân gia Giang Sách, năm đó ngươi cũng thua ở cái này, tiểu nhân vật, trên tay, hay là ta tự tay vì Giang Sách thụ dư xưng hào. Cận Di chuyển thành cắn răng. Sư phụ, vậy cũng là chuyện đã qua. Bây giờ Giang Sách đã sớm là bình dân dân chúng một cái. Dựa theo đạo lý mà nói, hắn là không có tư cách tham gia tư cách thi tuyển. Trung lão nói rằng, Giang Sách cũng không phải là dân chúng bình thường, chức vị của hắn mặc dù không có, nhưng phong hào vẫn ở chỗ cũ. Hơn nữa có lão phu làm người bảo đảm, còn chưa đủ tư cách sao? Lời đã nói đến cái này phân thượng, không nhường nữa Giang Sách tham gia nói, liền có chút không nói được. Nhưng, chỉ cần Giang Sách tham gia, Na Cận Di chuyển thành còn có đoạt giải quán quân hy vọng. Không được, kiên quyết không thể nhượng bộ. Cho dù là lão sư của mình làm đảm bảo cũng không được. Cận Di chuyển thành sệ mặt xuống, có điểm không khách khí nói rằng, lão sư, không phải con người của ta không nể tình, mà là tất cả mọi chuyện cũng phải dựa theo nước chảy tới. Giang Sách bình dân thân phận tham gia báo danh, đã tuyệt không thích hợp, lão sư ngươi làm người bảo đảm, kỳ thực cũng không thích hợp. Bởi vì lão sư ngài đã về hưu, kỳ thực cũng là bình dân. Dự thi cùng người bảo đảm đều là bình dân. Cái này thực sự không được a. Hắn là quyết tâm không cho Giang Sách vào cánh cửa này. Trung lão vừa nghe, cau mày, ngẩng đầu lên nổi giận nói, Cận Di chuyển thành, ngươi là đang gây hấn với ta sao? Cận Di chuyển thành hách liễu nhất đại khiêu. Hắn lui một bước, nhanh lên giải thích, lão sư, ngài nếu như cần phải đề cử Giang Sách cũng không phải không thể, chỉ là có một điều kiện. Điều kiện gì? Hiện tại, để Giang Sách ở chỗ này chiến thắng ta. Trung lão nhíu nhíu mày. Ai cũng biết Giang Sách lợi hại,
Cận Di chuyển thành còn thua ở qua Giang Sách, hiện tại làm sao có dũng khí nói ra bực này lời. Kỳ thực Trung lão cũng không biết, Giang Sách đêm qua vừa mới tiến hành qua một hồi ác chiến, lúc này còn chưa khôi phục lại. Đêm qua từ lầu 1 đánh tới lầu 10, cuối cùng càng là cùng Ma Yết đại chiến một trận, Giang Sách tiêu hao quá nhiều tinh lực, trên người cũng có rất nhiều tổn thương, cũng không có khôi phục lại. Thời khắc này Giang Sách, sợ là chỉ có bình thường một nửa thực lực mà thôi. Trung lão không biết, nhưng Cận Di chuyển thành biết. Khi biết Giang Sách muốn dự thi tin tức sau đó, hắn ngay lập tức sẽ vận dụng phía chính phủ con đường điều tra tất cả cùng Giang Sách tin tức tương quan. Khi biết Giang Sách tối hôm qua tình hình chiến đấu sau đó, Cận Di chuyển thành thì có một cái ý tưởng tà ác. Thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Nếu như cần phải cùng Giang Sách giao thủ, như vậy lúc này tuyệt đối là thời cơ tốt nhất. Chờ thêm 2 ngày Giang Sách khôi phục lại, còn muốn đánh bại hắn tựu không khả năng rồi. Vì vậy, Cận Di chuyển thành phi thường đắc ý nói, thế nào, Giang Sách, đây là ta đối với ngươi lớn nhất, khai ân, nếu như ngươi có thể ở chỗ này đem ta đánh bại, ta đây liền tán thành thực lực của ngươi, cho phép ngươi tham gia tuyển chọn. Đồng thời nếu như ngươi có thể thắng ta, ta đây sẽ không bị đuổi mà mắc cỡ, chủ động buông tha tham gia tuyển chọn. Như thế nào? Hắn đang bức bách Giang Sách. Trung lão nói rằng, thành nhỏ, người điên rồi sao? Ngươi chỉ cần nhường ra một lối đi là được rồi, hà tất như vậy dồn ép không tha. Ngươi biết hại chết mình. Hại chết chính mình. Cận Di chuyển thành ha hả cười nhạt. Hắn chắc Giang Sách khẳng định không dám ra tay. Hôm nay Giang Sách, chính là một, nửa tàn phế, căn bản không cần sợ. Nếu như Giang Sách dám ứng chiến, vậy càng tốt. Cận Di chuyển thành sẽ làm hắn biết cái gì gọi là làm sống không bằng chết. Đặt Giang Sách trước mặt chỉ có 2 con đường. 1. Chủ động ly khai. 2. Lê thân thể mệt lã chiến đấu, sau đó bị Cận Di chuyển thành đánh chết tươi. Cận Di chuyển thành khiêu khích nhìn Giang Sách, uy, ngươi không phải là muốn cầm lại Tu La chiến thần chức vị sao? Làm sao, khiếp đảm, ta xem ở đâu, ngươi chính là ở nơi nào tới thì về nơi đó, cút đi. Trung lão lại một lần nữa khuyên, thành nhỏ, người đối với mình thực lực không có cân nhắc sao? Thừa dịp Giang Sách còn không có đáp lại, người mau để cho mở đường, bằng không thực sự đánh nhau, chỉ biết gây bất lợi cho ngươi. Được rồi, Cận Di chuyển thành lạnh lùng nói rằng, lão sư, ngươi không khỏi cũng quá coi thường ta. Ta mặc dù là đồ đệ của ngươi, nhưng ta có thể không phải chỉ từ ngươi cái này học tập kỹ năng, từng ấy năm tới nay, ta tập bách ra sở trường. Cũng sớm đã trò giỏi hơn thầy rồi. Ta tin tưởng, bây giờ ta, có thể rất thoải mái bắt Giang Sách. Cho nên cũng xin lão sư ngài không nên nói nữa. Là chiến đấu là đi, Giang Sách, từ chính hắn cầm quyết định. Hiện trường an tĩnh lại. Giang Sách ngẩng đầu nhìn Cận Di chuyển thành, bình tĩnh nói Cận Di chuyển thành, kỳ thực ta đối với ngươi là có một tia áy náy, năm đó sư phụ ta ôn nếu sông lửa gạt ngươi. Làm hại ngươi mất đi vốn tới tay chiến thần phong hào. Cho nên, ta tuyệt không muốn cùng ngươi giao thủ. Nhưng bây giờ ngươi dồn ép không tha, ta không thể lui được nữa, muốn ta buông tha tư cách dự thi chọn rời đi là không có khả năng, cho nên, ta chỉ có thể tuyển trạch đánh một trận. Cận Di chuyển thành, ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Cận Di chuyển thành nghe xong cười ha ha, hắn chỉ vào Giang Sách nói rằng, muốn chiến. Có thể, đến đây đi. Người khác không biết, ta còn có thể không biết. Đêm qua ngươi vừa mới tiến hành qua một phen ác chiến, thời khắc này ngươi sợ là ngay cả một nửa thực lực đều không phát huy ra được. Ngươi, không thắng được ta. Trung lão cùng hổ pháo đều thất kinh. Bọn họ đồng thời nhìn về phía Giang Sách. Nếu như Cận Di chuyển thành nói đều là thật, na thời khắc này cục diện đối với Giang Sách nhưng là thật to bất lợi. Giang Sách ngay cả một nửa thực lực đều không phát huy ra được. Còn muốn cùng kỹ xảo chiến đấu phá lệ vượt trội Cận Di chuyển thành chính diện đối địch, na phần thắng liền thực sự không cao. Giang Sách, bị nhắm lại tuyệt lộ. Giang Sách đi về phía trước một bước, đối mặt với Cận Di chuyển thành, Trung lão cùng hổ pháo 2 người đều thay hắn lau vệt mồ hôi. Đã nói Cận Di chuyển thành làm sao dám hướng Giang Sách khiêu chiến. Thì ra, là sáng sớm muốn hỏi thăm đến rồi Giang Sách bị thương trên người chuyện này, thật sự có đủ âm trầm tổn. Cứ như vậy phẩm tính, xứng sao được với chiến thần phong hào sao? Quả thực cùng xét hạo một cái tính khí. Ác liệt. Thông suốt,
cẩn thận ở đâu? Hổ pháo rất là lo lắng nhắc nhở. Nhưng bây giờ nói cái gì đều đã muộn, hết thảy đều chỉ có thể từ Giang Sách tự làm chủ, chính hắn nhìn làm. Giang Sách hít thở sâu một hơi. Bắt đầu đi. Chuẩn bị xong, Cận Di chuyển thành tà mị nở nụ cười, ta đây sẽ không khách khí. Cận Di chuyển thành xông tới, nghiêm khắc nện xuống một quyền, quyền kia đầu có bài sơn đảo hải vậy khí thế, tuyệt không phải người thường có khả năng với tới. Thế nhưng, đối với người bình thường rất lợi hại nắm tay, đối với Giang Sách mà nói khả năng liền chỉ có thể nói bình thường thôi rồi. Hổ pháo khinh thường nói, cứ như vậy nắm tay, thống suất hắn tùy tùy tiện tiện là có thể đỡ được, con mắt cũng không mang chát một cái. Đổi thành bình thường, có thể chính như hổ pháo nói. Nhưng tình huống lúc này lại lớn không giống với. Giang Sách bỗng nhiên đẩy về sau mở, dĩ nhiên tránh ra một quyền này. Hắn, tuyển trạch tránh ra. Thống suất, hổ pháo trợn tròn mắt, giống như vậy nắm tay, coi như là hổ pháo đều có thể tiếp được, chớ đừng nói chi là Giang Sách rồi. Tuy nói né tránh cũng không có gì không thể, nhưng nào có trực tiếp đỡ được cũng cấp cho phản kích tới vui sướng cùng bá đạo. Một bên Trung lão nhíu nói rằng, xem ra Cận Di chuyển thành nói không ngoa, Giang Sách, hắn thực sự trên người bị thương, hơn nữa thương thế này còn không nhẹ. Hổ pháo càng thêm lau vệt mồ hôi, quá hèn hạ. Bên kia, Giang Sách mới vừa thối lui mấy bước, còn chưa kịp đứng vững gót chân, Cận Di chuyển thành nắm tay lại nữa rồi. Ngươi cho rằng ngươi chạy thoát sao? Giang Sách, ngày hôm nay ngươi nếu lựa chọn theo ta đối chiến, vậy thì đồng nghĩa với lựa chọn tử vong. Ta sẽ không để cho ngươi sống đến ngày mai. Kết kết thật thật một quyền, trực tiếp đánh vào Giang Sách trên hai cánh tay, Giang Sách mặc dù là chặn, cũng bị đánh cho liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Thế nào, quả đấm của ta còn đủ lực đạo a? Trở lại, lại nếm thử ta đây một cước uy lực. Cận Di chuyển thành buông tay chân ra tiến hành công kích, một quyền theo một quyền, một cước hợp với một cước, tốc độ nhanh vô cùng. Từng đạo tiếng gió thổi nương theo ở Giang Sách tả hữu. Liên tục vài phút, Giang Sách ngoại trừ tránh né cùng bị động chịu đòn ở ngoài, dĩ nhiên không có bất kỳ một lần phản kích. Bị người đánh tới ngay cả một lần dáng dấp giống như công kích cũng không có, cái này còn là lần đầu tiên. Thông suất, hổ pháo là thật nóng nảy, từ hắn theo Giang Sách tới nay, chưa từng có chứng kiến Giang Sách chật vật như vậy qua, nỗ lực lên a. Lại qua rồi 3 phút. Vẫn là giống nhau, Giang Sách một điểm dáng dấp giống như công kích đều đánh không được. Bịch một tiếng vang thật lớn. Giang Sách liên tục lui hơn 10 bước, cuối cùng đụng vào trên một thân cây, mới miễn cưỡng đứng vững thân thể. Cận Di chuyển thành hoạt động tay chân một chút, vừa đi đi qua vừa nói, bây giờ biết lợi hại của ta à. Chậm, Giang Sách, coi như người bây giờ chịu thua cầu xin tha thứ, hướng ta quỳ xuống, ta đều sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ta muốn ngươi chết, ta muốn ngươi chết. Vừa lúc đó, Giang Sách bỗng nhiên vươn ba ngón tay. Ân, Cận Di chuyển thành hỏi, ngươi đây là ý gì? Có như thế cầu xin tha thứ sao? Giang Sách khẽ ngẩng đầu lên nhìn về phía hắn, thản nhiên nói, ngươi còn có 3 chiêu cơ hội. Gì, cái gì 3 chiêu? Giang Sách giải thích, năm đó sư phụ ta ôn nếu sông lửa gạt ngươi, tuy là chuyện này là cõng ta làm. Nhưng chung quy đến cùng ta vì vậy chiếm được chỗ tốt, ta có thẹn cho ngươi. Hổ thẹn, phải hoàn lại. Cho nên, một trận chiến này, ta để cho ngươi 100 chiêu, vừa mới ngươi đã ra khỏi 97 chiêu, còn lại cuối cùng 3 chiêu. Ngươi, nắm chặt cơ hội tốt. Cái gì? Cận Di chuyển thành suýt chút nữa tức hộc máu. Cảm tình đánh lâu như vậy, vẫn luôn là Giang Sách đang để cho cùng với chính mình. 100 chiêu không hoàn thủ. Suy nghĩ kỹ một chút còn giống như thực sự là như thế cái tình huống, Giang Sách ra tránh né cùng đón đỡ ở ngoài, thật không có bất kỳ lần nào phản kích. Hổ pháo nở nụ cười. Quả nhiên, đây mới là hắn sở biết tu la chiến thần. Mặc kệ đến rồi cái gì sau đó, Giang Sách cũng không thể thất bại, chính là loại này vĩnh bất ngôn khí tinh thần chống đỡ hổ pháo hắn đi tới hiện tại. Thông suốt, người quả nhiên là mạnh nhất. Hổ pháo cao hứng đều phải nhảy cờn lên. Cận Di chuyển thành siết chặt nắm tay, cắn răng nói rằng, Giang Sách, chuyện cho tới bây giờ ngươi vẫn còn ở giả bộ. Cái gì để cho ta 100 chiêu, ngươi rõ ràng chính là trên người bị thương,
bị ta như bạo phong vũ thế tiến công đè không còn cách nào hoàn thủ. Ngươi cho rằng cố làm ra vẻ là có thể dọa ta. Không có cửa đâu. Hắn một cái bước xa liền vào tới Giang Sách trước mặt. Ba chiêu, ta nhất chiêu liền dây ngươi. Cận Di chuyển thành sống bàn tay nghiêm khắc chém xuống, vốn tưởng rằng thập nã cửu ổn nhất chiêu, lại bị Giang Sách một cái thật đơn giản ngồi xổm xuống liền cho tránh khỏi. Cái này một, đao, không có chém trúng Giang Sách, ngược lại chém tới rồi phía sau cây, đao Cận Di chuyển thành nhe răng trợn mắt. Còn có hai chiêu, Giang Sách nhắc nhở. Đừng nói nhảm. Cận Di chuyển thành gót chân đi tới, nhưng Giang Sách chỉ là một lật nghiêng thân, ung dung lại tránh được. Một chiêu cuối cùng, Cận Di chuyển thành như Thái Sơn áp đỉnh vậy từ trên xuống dưới, hung hăng hướng phía Giang Sách ép tới, đối mặt khí thế kia hung hung nhất chiêu, Giang Sách phi thường nhanh nhẹn một cái lộn ngược ra sau, thuận thế né tránh. 100 chiêu, kết thúc. Ta thiếu ngươi, trả sạch. Cận Di chuyển thành, từ giờ trở đi, người ta không ai nợ ai. Chú ý, ta sẽ không lại xả nước. Giang Sách thanh âm băng lãnh đến xương. Cận Di chuyển thành toàn thân lạnh lẽo một mảnh, loại cảm giác này, cùng năm đó bại bởi Giang Sách giống nhau như đúc, lẽ nào, lịch sử muốn vào hôm nay tái diễn sao? Không phải, tuyệt không có khả năng này. Cận Di chuyển thành nhào tới. Nhìn khí thế hung hung Cận Di chuyển thành, lúc này đây Giang Sách không có tuyển trạch tránh né, cũng không có tuyển trạch đón đỡ, mà là vững vàng lui lại nửa bước, sau đó bỗng nhiên vào tới trước, vung ra nắm tay. Quyền đụng quyền. Cứng đối cứng. Không thể buông tha dũng giả thắng. Giang Sách lực lượng có ưu thế áp đảo, một quyền, Cận Di chuyển thành nguyên cả cánh tay đầu khớp xương liền chặt đứt. Cùm cụp, cùm cụp, cùm cụp. Thắng bại đã phân. Giang Sách để cho Cận Di chuyển thành 100 chiêu, khi hắn thực sự nghiêm túc cấp cho đáp lại thời điểm, nhất chiêu liền giải quyết rồi Cận Di chuyển thành. Bọn họ hai người chênh lệch, một cái thiên một cái địa. Cận Di chuyển thành tuyệt vọng té quỵ dưới đất, một tay xanh tại mặt đất, trên trán mồ hôi lớn như hạt đậu từng viên một lăn xuống. Vì sao? Tại sao sẽ như vậy? Ngươi không phải vừa mới tham gia xong một trường ác đấu, vết thương chằng chịt, một nửa thực lực đều không phát huy ra được sao? Chẳng lẽ tình báo của ta có sai lầm? Đối mặt Cận Di chuyển thành nghi hoặc, Giang Sách hít thở sâu một hơi, từ tốn nói, tình báo của ngươi không có sai. Ta tối hôm qua quả thực ác đấu một hồi, thực lực bây giờ cũng quả thực không đến thực lực chân thật phân nửa. Thế nhưng, Giang Sách nhìn Cận Di chuyển thành, ngươi coi là sai rồi một điểm. Mặc dù ta chỉ có một nửa thực lực, đối phó ngươi cũng dư giả. Bởi vì, ngươi đẳng cấp, căn bản ngay cả ta ba thành trình độ cũng chưa tới. Ba thành trình độ cũng chưa tới. Cận Di chuyển thành một tay xanh tại trên mặt đất, khóc ròng ròng. Đến tột cùng nhiều năm như vậy, hắn đều đang làm gì? Nhớ kỹ lần trước bại bởi Giang Sách thời điểm, còn không có hiện tại chênh lệch lớn như vậy a, làm sao rèn luyện nhiều năm sau như vậy, ngược lại phát hiện càng lúc càng lớn. Hắn không biết, biết tiến bộ không chỉ có riêng chỉ có một mình hắn. Giang Sách tốc độ phát triển hoàn toàn không phải Cận Di chuyển thành có thể so sánh, năm đó Giang Sách liền so với Cận Di chuyển thành cường đại, bây giờ... Giang Sách càng là đạt tới Cận Di chuyển thành không còn cách nào sánh bằng cao độ. Cái này, chính là thiên phú chênh lệch. Cận Di chuyển thành khóc không thành tiếng. Sư phụ, ta thật là không có dùng a. Nhìn hắn như vậy thương tâm dáng vẻ tuyệt vọng, Trung lão thở dài, nói rằng, người cái này kêu là làm tự mình chuốc lấy cực khổ. Ta đã sớm khuyên nhủ qua ngươi, tránh đường ra là được, cần gì phải cùng Giang Sách làm khó dễ. Tự cho là Giang Sách bị thương là có thể đánh bại hắn, thật tình không biết, thực lực của ngươi ngay cả nhân gia ba thành cũng chưa tới. Thật là tức cười, thật là tức cười a. Cận Di chuyển thành một câu phản bác đều không nói được, muốn trách, cũng chỉ có thể tự trách mình quá vô năng rồi. Đem hắn mang đi a. Trung lão nói một câu, lập tức có vài tên Cận Di chuyển thành thủ hạ qua đây đem hắn mang đi. Sau đó... Trung lão rồi hướng Giang Sách nói rằng, Giang Sách, thực lực của ngươi thật là vượt xa khỏi rồi lão phu tưởng tượng, lúc đầu ta còn tưởng rằng đã nhiều năm như vậy, thực lực của ngươi biết trì trệ không tiến thậm chí có sở hạ hàng, nhưng gặp lại ngươi mới vừa biểu hiện, ta không còn có lo âu như vậy. Theo ta đi báo danh a. Theo sát mà, Giang Sách đi theo Trung lão phía sau, thành công đăng ký, báo danh.
Tư cách thi tuyển tổng cộng có 2 đợt. Vòng thứ nhất sơ tuyển, chọn lựa ra 4 danh ưu tú người có khả năng, đợt thứ 2 phục tuyển, 4 nhà 1, chọn lựa ra cường giả chân chính kế nhiệm Tu La Chiến Thần vị. Vòng thứ nhất sắp xếp thời gian ở 5 ngày sau đó. Cuối cùng, Trung lão cùng Giang Sách nói rằng, lão phu đã giúp ngươi tới đây, kế tiếp thì nhìn chính ngươi bản lĩnh. Giang Sách chắp tay, có thể giúp ta nhiều như vậy đã rất đầy đủ rồi, đa tạ Trung lão. Ân, lão phu kia đi đầu một bước. Đi thong thả. Bên này Giang Sách vừa mới đưa đi Trung lão, một bên khác, lão huấn luyện viên Ôn Nhược Hà phải biết tin tức. Ngoại thành hộ vệ doanh. Ôn Nhược Hà cùng Lôi Hạo ngồi đối mặt nhau, trên bàn để một phong thơ, chính là đem chuyện mới vừa phát sinh nhất ngũ nhất thập truyền tới. Rót chén trà. Ôn Nhược Hà nhẹ nhàng nhấp một miếng. Đối diện Lôi Hạo nhìn không được nói rằng, Giang Sách cư nhiên sẽ chọn dự thi, tấm tắc, thực sự là đủ không biết xấu hổ, chính mình bỏ qua hiện tại lại muốn bắt trở về, thật không đem phía chính phủ để vào mắt. Ôn Nhược Hà nói rằng, nếu như là tình hình chung, Giang Sách căn bản ngay cả ghi danh tư cách cũng không có, càng chưa nói cầm lại hắn mất đi chức vị. Nhưng bây giờ bất đồng, có ta sư phụ Trung lão làm người bảo đảm, các phương diện đều sẽ một lần nữa đối đãi chuyện này. Nếu như Giang Sách có thể xuất ra làm người ta tin phục thực lực, ở trong chiến đấu đại hoạch toàn thắng, na có thể thật có thể đoạt lại hắn mất đi chức vị. Lôi Hạo cười lạnh một tiếng, sư phụ ngươi yên tâm đi, trải qua lần trước sự tình, bây giờ ta rực rỡ hẳn lên, tuyệt đối sẽ không thua nữa cho Giang Sách rồi. Ân, ta tin tưởng ngươi. Lôi Hạo tiếp tục nói, bất quá Giang Sách cũng không phải hoàn toàn không cứng rắn chuyện tốt, chỉ ít hắn đem cận di chuyển thành cái này đại phiền toái cho đã trừ rớt, chúng ta tiết kiệm không ít tâm tư. Ôn Nhược Hà cười cười, cận di chuyển thành, người ngu ngốc một cái, vốn cũng không đủ gây cho sợ hãi. Hạo Nhi, người bây giờ muốn đem toàn bộ tinh lực đặt ở Giang Sách trên người, biết không? Đã biết sư phụ, ta sẽ đi ngay bây giờ huấn luyện. Lôi Hạo nâng chung trà lên uống một hơi cạn sạch, sau đó vội vã chạy ra ngoài. Đến khi tiếp theo cùng Giang Sách gặp mặt, hắn tuyệt đối không cho phép chính mình thua nữa. Lôi Hạo mới vừa đi, Ôn Nhược Hà thê tử Uông Oánh Hà đi ra, một bên thở dài vừa nói, chuyện bây giờ không tốt thu chàng a. Ôn Nhược Hà cố ý hỏi, làm sao không tốt xong việc? Giang Sách là ta đồ đệ, Lôi Hạo cũng là đồ đệ của ta, hai người bọn họ ai có thể thu được quán quân, ta đều là lớn nhất người được lợi. Phải, Uông Oánh Hà đâm xuyên Ôn Nhược Hà tâm tư, lần trước cùng Giang Sách gặp mặt, mục đích của ngươi hoàn toàn bại lộ, cùng Giang Sách cũng chỉ là mặt cùng lòng bất hòa. Nếu như hắn thực sự đoạt giải quán quân, một lần nữa cầm lại Tu La Chiến Thần chức vị, làm sao có thể còn giống như trước giống nhau tùy ý ngươi, bài bố. Hơn nữa từ trước mắt thế cục đến xem, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, Giang Sách đoạt giải quán quân, nắm chắc. Lão nhân, ngươi còn cảm thấy đây là chuyện tốt sao? Ôn Nhược Hà sắc mặt trầm xuống. Hắn lắc đầu, lão bà tử, thật là cái gì đều không thể gạt được ánh mắt của ngươi a. Giang Sách dự thi, ta là tuyệt đối không ngờ rằng, sớm biết hắn biết dự thi, ta cần gì phải làm điều thừa bồi dưỡng Lôi Hạo. Ai? Cho nên ta đã sớm khuyên qua ngươi, hà tất cùng Giang Sách trở mặt. Làm sao bây giờ? Uông Oánh Hà nói rằng, không bằng thừa cơ hội này, coi như hết, chúng ta không tranh giành nữa. Chúng ta niên kỷ cũng không nhỏ, tìm một phong cảnh như tranh vẽ địa phương dưỡng lão có được hay không? Không muốn lại thiệt đằng rồi. Ôn Nhược Hà sắc mặt càng thêm âm trầm. Hắn lạnh như băng nói rằng, không được, ta tuyệt không buông tha. Ta đây cả đời, là nhất định ở quyền lực trong đại dương dương buồm, làm sao có thể bởi vì một cái nho nhỏ Giang Sách mà dẫm chân tại chỗ. Ngươi nói Giang Sách biết ngăn cản ta, ngươi nói bây giờ chàng diện không dễ thu thập. Ha ha, thần cản giết thần Phật ngăn cản giết Phật, ai chống đỡ ở ta quyền lực trên đường, người đó phải chết. Lão bà tử ngươi tốt nhất nhìn ta như thế nào giết chết Giang Sách con này côn trùng có hại. Ở liên tục vì các loại vụn vặt việc quan tâm sau đó, Giang Sách cuối cùng là về tới Thịnh Nhạc khoa kỹ năng, trộm được kiếp phù du nửa ngày rỗi rãnh. Hắn đứng ở to lớn cửa sổ sát đất trước, trông về phía xa kinh thành cảnh sắc, tâm tình cũng thư giãn không ít. Nhưng là chính là chốc lát an nhàn. Rất nhanh, Giang Sách liền nhớ lại tới hắn sở gánh nổi trách nhiệm. Hai vai không khỏi lại cảm giác được rồi áp lực nặng nề.
Tu La Chiến Thần chức vị nhất định phải cầm về. Bên kia còn phải cẩn thận ứng phó Đàm gia, phải trong thời gian ngắn nhất làm cho Thịnh Nhạc Khoa kỹ năng tìm được một cái có thể dựa vào thế lực mới, do đó thoát ly Đàm gia khống chế. Lại sau đó, mới có thể cùng chủ nhà họ Đàm Đàm Vĩnh Cửu Thắng chính diện khai chiến. Vì nhị thúc, một trận chiến này bắt buộc phải làm. Giang Sách đứng ở to lớn cửa sổ thủy tinh trước, thở thật dài, một cọc lại một cái cọc sự tình đặt ở trên vai, coi như là người sắt cũng cần nghỉ ngơi hơi thở thời gian. Mà Giang Sách từ đi tới kinh thành sau đó, có một ngày nào đó đạt được nghỉ ngơi. Quá khứ không được, hiện tại, càng không được. Đang ở Giang Sách nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc thời điểm, môn đẩy ra, bí thư Miêu Đồng cầm một chồng văn kiện thật dày đi đến. Nàng chưa kịp mở miệng, Giang Sách liền đưa lưng về phía nàng nói rằng, tất cả mọi chuyện đều giao cho Mộc Dương Nhất đi xử lý, ta không muốn nghe bất luận cái gì rườm rà chuyện. Miêu Đồng nói lầm bầm, nào có ngươi như thế làm chủ tịch nha. Hoàn toàn chính là phủi trưởng quỹ, tất cả mọi chuyện đều giao cho Mộc Dương Nhất, ngươi cứ như vậy yên tâm hắn. Giang Sách mỉm cười. Nếu như ngay cả Mộc Dương Nhất đều không đáng được tín nhiệm nói, vậy thế giới này trên sẽ không tồn tại người có thể tin được rồi. Miêu Đồng tiếp tục nói, bất quá, những chuyện khác giao cho Mộc Dương Nhất không có vấn đề, khoa học kỹ thuật đồng minh sự tình ta cảm thấy phải chả là có cần phải ngươi tự mình xử lý. Khoa học kỹ thuật đồng minh. Vẫn là lần đầu tiên nghe được cái từ này. Giang Sách hỏi, khoa học kỹ thuật đồng minh là cái gì? Miêu Đồng giải thích, chính là do phía chính phủ dẫn đầu tổ chức một tổ chức, kinh thành các đại khoa học kỹ thuật công ty đều tham dự trong đó, ý nghĩa chính học tập giao lưu, xúc tiến phát triển, bất quá nha, căn cứ mấy năm gần đây tình huống đến xem, mỗi bên ra cũng không chịu đem kỹ thuật để lộ ra ngoài, hay là học tập giao lưu cũng chỉ có thể trở thành khẩu hiệu. Nói cách khác, khoa học kỹ thuật đồng minh là một cái rưỡi phía chính phủ tính chất tổ chức. Đồng thời tốt mã rẻ cùi. Giang Sách hơi hí mắt, trong lòng tính toán. Thời khắc này Thịnh Nhạc khoa kỹ năng cần, không phải là khoa học kỹ thuật đồng minh như vậy, chỗ tránh nạn, sao? Mặc dù là bán chính thức, nhưng này cũng là phía chính phủ, không phải Đàm gia có thể tùy tiện động. Tuy là khoa học kỹ thuật đồng minh tốt mã rẻ cùi, nhưng chỉ cần xử lý làm, lấy Thịnh Nhạc khoa kỹ năng thực lực tin tưởng là có thể mang di chuyển cái tổ chức này. Khoa học kỹ thuật đồng minh cần Thịnh Nhạc khoa kỹ năng kỹ thuật. Mà Thịnh Nhạc khoa kỹ năng cần khoa học kỹ thuật đồng minh phía chính phủ thuộc tính, hai người không mưu mà hợp. Giang Sách nở nụ cười. Thực sự là cần gì liền tới cái gì? Hỏi hắn, khoa học kỹ thuật đồng minh có cái gì chuyện trọng yếu? Miêu Đồng nói rằng, nói trọng yếu cũng trọng yếu, nói không trọng yếu cũng không trọng yếu, chính là xã khoa viện gần nhất gặp một ít nan đề, về nguồn năng lượng kết cấu, hiện hữu thiết bị khó có thể thời gian dài cung cấp ổn định nguồn năng lượng. Cho nên cần một loại tân hình cường đại nguồn năng lượng cung cấp thiết bị. Vì vậy xã khoa viện liền tìm được khoa học kỹ thuật liên minh, hy vọng khoa học kỹ thuật liên minh đứng ra liên hệ mỗi bên ra khoa học kỹ thuật công ty, nghiên cứu chế tạo ra như vậy một loại mới thiết bị, tên đều lấy được rồi, cứ gọi, Nhã Điển Na Quyền Trưởng. Nhã Điển Na Quyền Trưởng. Loại này từ xã khoa viện đưa ra yêu cầu, khoa học kỹ thuật liên minh dẫn đầu hạng mục, sau lưng giá trị tuyệt đối không đơn giản. Hỏi hắn, khoa học kỹ thuật liên minh khai ra dạng gì thù lao? Miêu Đồng phốc suy vui vẻ, chủ tịch ngươi có thể không biết, cái này khoa học kỹ thuật liên minh chính là một cậu không đau bà ngoại không thương tổ chức, phía chính phủ cùng rõ ràng dân gian hai đầu không được cảm ơn, nhiều năm như vậy căn bản cũng không có cái dáng dấp giống như doanh thu. Cái này không, lần này Nhã Điển Na Quyền Trưởng hạng mục, vẫn là từ xã khoa viện cung cấp tài chính tài trợ. Một nhà kia có thể nghiên cứu chế tạo ra như vậy nguồn năng lượng thiết bị, liền thưởng cho 500 vạn nguyên nghiên cứu phí. 500 vạn. Giang Sách cười khổ lắc đầu. Lớn như vậy cái hạng mục, muốn nghiên cứu thành công, vậy không thật tốt vài tỷ đi vào trong đầu đập. Chính là 5 triệu thưởng cho, thực sự là chê cười. Miêu Đồng cũng nói, cái này mục đích nghiên cứu phí tuyệt đối không chỉ 5 triệu, khoa học kỹ thuật liên minh cũng biết điểm này. Cho nên bọn họ cũng đừng ra ý kiến làm cái, minh chủ thưởng cho. Giang Sách hiếu kỳ hỏi, cái gì gọi là minh chủ thưởng cho? Miêu Đồng nhún vai, chậm rãi giải thích. Khoa học kỹ thuật liên minh không phải vẫn luôn từ phía chính phủ tổ chức quản lý sao? Bởi vì không phải kiếm tiền, mấy năm nay phía chính phủ cũng không để ý tới,
đã sớm muốn đem cái tổ chức này cho giải tán. Người phía dưới vì bảo trụ tổ chức, bảo trụ bát ăn cơm, cũng đừng ra ý kiến nghĩ ra một ý kiến, cấp cho khoa học kỹ thuật liên minh tuyển ra một cái, minh chủ. Về sau, khoa học kỹ thuật liên minh đã là quan phương thuộc hạ tổ chức, bất quá, lại từ tuyển ra tới minh chủ thay mặt quản lý. Kể từ đó, phía chính phủ là có thể bớt lo dùng ít sức, tất cả mọi chuyện đều giao cho hay là minh chủ xử lý, mà khoa học kỹ thuật người trong liên minh cũng có thể bảo trụ bát ăn cơm, không đến mức một lần nữa tìm việc làm. Căn cứ bọn họ thuyết pháp, một lần này Nhã Điển Na quyền trưởng hạng mục, một nhà kia có thể hoàn thành hạng mục nghiên cứu, một nhà kia chủ tịch có thể đảm nhiệm này, minh chủ, vị. Cái này, chính là khoa học kỹ thuật liên minh gần nhất đại sự. Tổng kết lại, chính là phía chính phủ không muốn quản khoa học kỹ thuật liên minh, bọn họ liền chính mình đề cử ra một cái minh chủ tới quản lý. Vừa vặn đụng với Nhã Điển Na quyền trưởng hạng mục. Cho nên bọn họ liền muốn nghĩ kế, một nhà kia hoàn thành nghiên cứu, một nhà kia chủ tịch sẽ tới làm minh chủ. Thuận lý thành chương. Nghe dường như rất mê hoặc, thế nhưng, trên thực tế là một hố to. Miêu Đồng khinh thường nói, đầu tiên, phải hoàn thành hạng mục nghiên cứu, ít nhất phải hoa 100 triệu, như thế một số lớn chi tiêu không phải hết thảy công ty đều ăn tiêu. Thứ nhì, tìm 100 triệu đổi về cái gì? Cũng chính là 500 vạn tiền thưởng, ngoài ra còn một cái, minh chủ, chức vị. 500 vạn tiền thưởng cùng 100 triệu nghiên cứu khoa học phí hoàn toàn không so được. Sẽ không có người ngu đến mức vì tiền thưởng đi làm hạng mục này. Như vậy, sẽ có người muốn vị trí minh chủ sao? Miêu Đồng lắc đầu liên tục nói rằng, người minh chủ này chính là một năng thủ sơn dụ, trên sẽ đối phía chính phủ phụ trách, dưới sẽ đối dân gian phụ trách. Không có bất kỳ thành thục hữu hiệu doanh thu thủ đoạn, còn muốn hàng năm nuôi sống một nhóm lớn ăn cơm khô tên, cuối cùng còn muốn phụ trách đưa vào hoạt động quản lý. Căn bản là cật lực không được cảm ơn. Cho nên, Miêu Đồng nói rằng, một lần này Nhã Điển Na quyền trưởng hạng mục, ở mọi người xem tới, chính là vừa ra trò khôi hài, căn bản cũng không có người muốn thực sự tham gia hạng mục này. Đến lúc đó đơn giản cũng chính là cho chút thể diện tham gia một cái, sau đó ai cũng sẽ không lên tâm. Dù sao, không có ai biết nguyện ý tốn hao hơn một ức, đi mua một cái vừa mệt lại không phải kiếm tiền chức vị, hà tất rồi. Như vậy phân tích không phải không có lý. Chỉ bất quá. Người khác có thể không muốn, nhưng Giang Sách lại phi thường muốn có được. Không vì cái gì khác, chỉ vì khoa học kỹ thuật liên minh phía chính phủ thuộc tính. Một ngày Giang Sách ngồi trên khoa học kỹ thuật liên minh vị trí minh chủ, như vậy thịnh nhạc khoa kỹ năng liền theo có phía chính phủ thuộc tính, đó chính là công khai thoát ly Đàm gia khống chế, Đàm gia cũng không thể tùy tiện động thủ. Đừng xem khoa học kỹ thuật liên minh không có tác dụng lớn gì chỗ. Nhưng này dù sao cũng là quan phương tổ chức. Người dám động khoa học kỹ thuật liên minh, chính là chính diện cùng khoa học kỹ thuật liên minh tuyên chiến. Thử hỏi, Đàm gia vài cái lá gan dám làm như vậy. Cho nên, người người cũng không muốn vừa mệt lại không phải kiếm tiền chức vị, ở Giang Sách trong mắt, cũng là một cái hương bột bột. Hắn mỉm cười nói, Nhã Điển Na quyền trưởng hạng mục đại hội, từ lúc nào tổ chức? Miêu Đồng thuận miệng hồi đáp, đang ở chiều nay. Dù sao cũng là phía chính phủ dẫn đầu, chủ tịch, ta cảm thấy cho ngươi vẫn là dự họp một cái tương đối khá, liền đi qua tùy tiện nghe một chút, dù cho đi qua ngủ cũng không có vấn đề gì. Giang Sách khẽ cười một tiếng. Hắn phi thường nghiêm túc nói, Miêu Đồng, lập tức thông chi một chút đi, công ty trên dưới toàn thể đề phòng, hết thảy trên đầu hạng mục đều chậm lại tiến độ. Đem tinh lực chủ yếu đặt ở Nhã Điển Na quyền trưởng hạng mục trên. Miêu Đồng nghe được mục trừng khẩu ngốc, không phải, chủ tịch, người muốn làm cái gì nha? Giang Sách từ tốn nói, ta nói còn chưa đủ rõ ràng sao? Chúng ta thịnh nhạc khoa kỹ năng phải không tiếc bất cứ giá nào bắt hạng này nhãn, chế tạo ra phù hợp xã khoa viện yêu cầu nguồn năng lượng thiết bị. Ta, đối với cái này, minh chủ, vị trí, cảm thấy hứng thú vô cùng. Miêu Đồng nóng nảy. Chủ tịch ngươi không nghe ta vừa mới nói sao? Cái này nhãn nghiên cứu khoa học phí chí ít 100 triệu, người minh chủ kia vị trí kỳ thực chính là cho phía chính phủ làm việc vặt, hàng năm còn muốn từ công ty chúng ta bỏ tiền đi nuôi sống khoa học kỹ thuật người trong liên minh, ngài muốn đầu này hàm làm cái gì? Giang Sách ngồi xuống, lặng lặng mở ra Miêu Đồng. Một lát sau, Giang Sách cố ý nói rằng, không làm gì, ta à,
ngay cả có Quan Nhi Nghiệt muốn làm một khi này cái minh chủ. Có thể, không cần nói, Giang Sách giơ tay lên, được rồi, thông báo một chút Nghiên Phát bộ chủ quản cự giải, ngày mai làm cho hắn theo ta đi ra tịch hạng mục đại hội. Chủ tịch, ngươi nghiêm túc sao? Ngươi xem ta như là đang nói đùa sao? Miêu Đồng cắn răng, có điểm không cao hứng, bất kể là vì công ty vẫn là vì Giang Sách cá nhân, hạng mục này đều bây giờ không có đón lấy cần phải. Vậy chờ vì vậy muốn đem công ty hướng trong hố lửa đẩy. Miêu Đồng muốn ngăn cản, nhưng nàng từ lúc nào có thể cản ngăn Giang Sách quyết định. Ta bất kể ngươi, ngươi nếu như vì vậy đền quần lót cũng bị mất, đừng đến tìm ta khóc. Miêu Đồng khí hanh hanh xoay người rời khỏi. Giang Sách khẽ lắc đầu một cái, Miêu Đồng người nữ nhân này thật đúng là có cái gì nói cái nấy. Lấy lại tinh thần, Giang Sách dựa vào ghế trên lưng, tự lẩm bẩm, như vậy cố sức không được cảm ơn hạng mục, sẽ không có người theo ta cãi a. Tất cả thuận lợi, hai cái tuần lễ bên trong ta tự muốn đem hạng này nhãn bắt lại. Chỉ là, nguyện vọng vĩnh viễn là tốt đẹp chính là, trên thực tế khả năng liền không nhất định sẽ như vậy thuận lợi. Giờ này khắc này, ở kinh thành bầu trời, một trận quốc tế hàng không máy bay chậm rãi từ Giang Sách sau lưng trong cửa sổ xẹt qua, chậm rãi đáp xuống sân bay. Cửa buồng mở ra, hành khách nhao nhao đi xuống. Trong đó có một gã vóc người cao gầy nhưng sắc mặt kỳ kém nam tử, hắn dùng khăn tay che miệng, vừa đi vừa ho khan. Lúc này, ai cũng không biết, cái này mới nhìn qua phổ thông đến mức tận cùng ma ốm. Sẽ là Giang Sách tương lai cực kỳ đối thủ khó dây dưa. Kinh thành, thành Nam sân bay. Một chiếc màu xanh đen Lamborghini đứng ở ngoài phi trường, vóc người xinh đẹp, khuôn mặt dáng đẹp nữ nhân lao kéo, như là hầu gái thông thường đứng ở bên cạnh xe, kiên nhẫn chờ. Chu Vi đi ngang qua người, nhao nhao quăng tới ánh mắt khác thường. Lại không ít nam nhân thậm chí lấy điện thoại di động ra len lén chụp ảnh, như vậy xe sang trọng mỹ nhân, không phải là cái gì thời điểm đều có thể thấy. Sau một lát, một gã vóc người cao gầy nam tử kéo dương hành lý đã đi tới. Hắn vừa đi vừa khăn tay che miệng ho khan, nhìn dáng vẻ cũng biết được bệnh nặng, sắc mặt kém vô cùng. Nam tử mới đi ra, lao kéo liền mặt tươi cười nghênh liễu thượng khứ. Trên cái thế giới này có thể để cho lao kéo lộ ra nụ cười người không nhiều lắm, chớ nói chi là nam nhân. Đại ca, đã lâu không gặp, lao kéo thuyết pháp tuy là đơn giản, thế nhưng giọng nói lại phá lệ hài lòng, cùng đại ca phân biệt xấp xỉ một năm, rốt cục đoàn tụ rồi. Trước mắt tên này bệnh thoi thóp nam tử, chính là lao kéo cùng Rip đại ca Khải Thụy. Cũng là Ngô lão gia ba cái nuôi con một trong. Khải Thụy lấy xuống khăn tay, mỉm cười nói, lao kéo, chúng ta rốt cục lại gặp mặt, đại ca rất nhớ ngươi. Ta cũng nhớ ngươi, đại ca. Hai người đơn giản ôm một cái, sau đó lao kéo đã giúp Khải Thụy đem hành lý bỏ vào cốp sau. Mở cửa xe, trước sau lên xe. Xe phát động sau đó, lao kéo nhịn không được hỏi, đại ca, ta trước đây liền cùng ngươi đã nói, thân thể ngươi không tốt, vì sao không tìm người phụ tá giúp ngươi làm những thứ này lẻ tẻ sự tình. Ngươi tổng sẽ không keo kiệt đến ngay cả chút tiền ấy cũng không muốn ra à. Thực sự không được, ta bỏ tiền giúp ngươi tìm trợ lý được không? Khải Thụy cười cười, ngươi cũng không phải không biết, đại ca ngươi ta một người quán, không thích bên người có người theo. Lao kéo thở dài, lại hỏi, đại ca, bệnh của ngươi thế nào? Khải Thụy nhìn một chút ngoài cửa sổ, vẫn là như cũ, một năm này ở nước ngoài tẫn rằng co, cũng không có cái gì dấu hiệu chuyển biến tốt. Bác sĩ chỉ có thể giúp ta đem bệnh tình tận lực ngăn chặn, tận khả năng kéo dài tuổi thọ của ta, những thứ khác, thực sự bất lực. Vận khí tốt, ta có thể sống 30 năm, vận khí không tốt, sáng sớm ngày mai ta khả năng liền vẫn chưa tỉnh lại. Thầy thuốc giỏi nhất, cao quý nhất thiết bị, tốt nhất thuốc, cuối cùng vẫn chỉ là kết quả này. Lao kéo nghe xong đều là tức cành hông. Ngẫm lại trước đây, ba người bọn hắn hài tử theo Ngô lão gia vào Nam ra Bắc, là biết bao tiêu diêu tự tại, vô câu vô thúc, thời điểm đó thời gian thực sự hài lòng. Nhìn nhìn lại hiện tại, Rip chết ở Giang Sách trong tay, Ngô lão gia bị Giang Sách tức giận đến bị bệnh, mình cũng là nhiều lần thua ở Giang Sách trong tay, đại ca càng là bệnh nặng triền thân, không biết một ngày kia thì sẽ một ngủ không tỉnh. Yên lành người một nhà, làm thành hiện tại nông nỗi này. Này cũng muốn trách Giang Sách.
đèn đỏ. Lao kéo trong lòng đang đổ đắc hoảng, căn bản không quản, một cước chân ga liền vọt tới. Kế bên người lái Khải Thụy nhìn về phía Lao kéo, cười hỏi, lại là người nào đại phôi đản chọc cho chúng ta Lao kéo tiểu thư mất hứng. Lao kéo chu mỏ một cái, không nói chuyện. Khải Thụy tiếp tục nói cho đại ca. Lao kéo rồi mới hồi đáp, không phải ta không nói, mà là nghĩa phụ không cho nói. Thân thể ngươi đều bộ dáng này, nghĩa phụ sợ ngươi biết những thứ này chuyện phiền lòng sau đó, biết càng thêm chịu không nổi. Khải Thụy nói rằng, nếu như ngươi không nói cho ta, mới có thể để cho ta càng khó chịu, bệnh tình nặng hơn. Trầm ngâm hồi lâu. Cuối cùng, Lao kéo vẫn là không có nhịn xuống, đem trong khoảng thời gian này phát sinh tất cả mọi chuyện đều nói cho Khải Thụy. Nghe xong tất cả mọi chuyện sau đó, Khải Thụy trầm mặc hồi lâu. Hắn tựa vào xe ghế ngồi, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn ra phía ngoài, không biết đang suy tư cái gì. Hồi lâu sau, Lao kéo nhịn không được nói rằng, ta đã nói không thể nói cho ngươi việc này à, ngươi không nên ta nói, cái này. Lao kéo, ân, tam đệ chết, nghĩa phụ bệnh, sự đau lòng của ngươi, các loại này cừu hận ta tất cả đều nhớ kỹ. Khải Thụy nhìn ngoài cửa sổ nói rằng, Giang Sách đúng vậy. Coi như hắn là Đại La Kim Tiên, ta cũng muốn hắn chết không nơi táng thân. Lao kéo lấy làm kinh hãi, đại ca ngươi đừng sằng bậy, ta cho ngươi biết đây không phải là muốn ngươi cùng Giang Sách, chiến đấu, hắn rất lợi hại, ngươi lại bệnh nghiêm trọng như vậy. Nàng là thực sự luống cuống. Sớm biết, đừng nói những thứ này. Nhưng mà, Khải Thụy bình tĩnh tiếp tục nói, yên tâm đi. Ta không phải cái loại này người không có đầu óc. Rip thua bởi hắn hoặc giả còn là ngoài ý muốn, nhưng ngay cả ngươi cùng nghĩa phụ đều liên tiếp bại bởi Giang Sách, vậy thật không phải là ngoài ý muốn. Người đàn ông này, nhất định có rất mạnh thực lực. Nhưng hắn thực lực có thể so sánh ta còn cường sao? Bên trong xe yên tĩnh lại. Lao kéo biết, nếu như chỉ bằng vào chí mưu, cảm thấy sẽ không có người so với đại ca còn mạnh hơn. Chỉ cần đại ca nguyện ý, có thể đem bất luận kẻ nào đùa bỡn chí tử. Giang Sách, ngươi xong. Rất nhanh, bọn họ về tới trọng môn khoa học kỹ thuật, đi tới chủ tịch phòng làm việc. Ở nhìn thấy Ngô lão gia sau đó, còn chưa kịp khách sáo vài câu, Khải Thụy liền đi thẳng vào vấn đề nói rằng, nghĩa phụ, Giang Sách sự tình liền giao cho ta xử lý a. Ngô lão gia ngây ngẩn cả người, trừng mắt hai mắt nhìn về phía Lao kéo, người đều nói cho Khải Thụy rồi. Khải Thụy nói rằng, nghĩa phụ, người không cần trách cứ Lao kéo, việc này lúc đầu cũng không khả năng lừa gạt được ta. Hơn nữa, làm con của ngài, ta tại sao có thể mắt mở trừng trừng nhìn ngài bị Giang Sách tên khốn kia khi dễ. Ngô lão gia thở dài, ta không phải là không muốn nói cho ngươi biết, cũng không phải không muốn ngươi giúp ta một việc, mà là ta thực sự lo lắng bệnh của ngươi a. Bệnh của ta, trong lòng ta biết rõ. Khải Thụy trực tiếp ngồi xuống. Không nói lời nào đem trọng môn khoa học kỹ thuật gần nhất một ít hạng mục tài liệu lấy ra xem. Ngô lão gia nói rằng, lão đại, ngươi không cần gấp gáp như vậy à. Chúng ta ăn trước cái bữa cơm đoàn viên. Nghĩa phụ, muốn ăn cơm, Giang Sách cũng phải diệt trừ. Khải Thụy tiếp tục mở ra tài liệu, cuối cùng, hai mắt của hắn nhìn chăm chú vào một cái hạng mục Athena quyền trưởng. Nghĩa phụ, hạng mục này có chút ý tứ. Ngô lão gia nhún vai. Có ý gì? Nhập bất phu xuất hạng mục mà thôi, hơn nữa chiến thắng người còn muốn làm cái gì minh chủ, chính là cho bọn họ làm công miễn phí, cật lực không được cảm ơn, không ai nguyện ý làm. Khải Thụy nở nụ cười, nói rằng, cái này có thể không phải nhất định. Nghĩa phụ, khoa học kỹ thuật đồng minh dù nói thế nào cũng là bán chính thức tính chất, có phía chính phủ thuộc tính. Nếu như chúng ta có thể bắt hạng này nhãn, bởi ngài đảm đương minh chủ, vậy sau này không liền có thể lấy. Cầm lông gà đương lệnh tiễn, lấy quan phương danh nghĩa tới dọa chế thịnh vui khoa học kỹ thuật, áp chế Giang Sách rồi. Vừa nghe đến cái này, Ngô lão gia lập tức biến sắc mặt. Nghe hình như là chuyện như thế. Có thể được không, theo ta được biết, tổ chức đó chính là một sắp bị phế trừ tổ chức mà thôi. Khải Thụy tự tin nói rằng, hết thảy đều sự do người làm, tin tưởng ta, chỉ cần ngài có thể làm được người minh chủ này. Ta thì có 100 loại phương thức đem Giang Sách cho đùa bỡn chí tử. Ngô lão gia cười theo, người đã đều nói như vậy, na ok, ta sẽ đem hết toàn lực bắt Athena quyền trưởng. Thời gian chớp mắt rồi biến mất.
Ngày thứ hai buổi chiều, từ khoa học kỹ thuật liên minh dẫn đầu cử hành Athena quyền trượng hạng mục đại hội chính thức tổ chức. Kinh thành phàm là có mặt mũi xí nghiệp lớn người phụ trách đều đến. Tuy là mỗi người đều đối với hạng này nhãn một chút hứng thú cũng không có, nhưng ngại vì quan phương thân phận, bọn họ vẫn là cho khoa học kỹ thuật liên minh mặt mũi này. Lục tục, người đến đông đủ. To lớn chàng quán bên trong, từng hàng chỗ ngồi đều ngồi đầy người. Cũng có rất nhiều công ty thầy cai, thừa dịp một lần này cơ hội cùng nhà khác thầy cai lẫn nhau chỉnh danh thiếp, làm quen một chút. Tại nhiều như vậy bên trong công ty, làm người khác chú ý nhất chỉ có hai nhà. Thịnh Nhạc khoa kỹ năng, cùng với Trọng Môn khoa kỹ năng. Hai nhà này công ty đều vô cùng lợi hại, là bây giờ kinh thành mặt tiền của cửa hàng đảm đương, mặc dù Trọng Môn khoa kỹ chi tiền căn làm một chút mặt trái tin tức đưa tới cổ phiếu đại điệt, nhưng ngạnh thực lực vẫn còn ở, rất nhanh thì thanh tỉnh lại. Ngày hôm nay, hai nhà đều phái ra gia chủ vật. Thịnh Nhạc khoa kỹ năng chủ tịch Giang Sách, mang theo Nghiên Phát bộ chủ quản cự giải tham dự đại hội. Trọng Môn khoa kỹ năng chủ tịch Ngô lão gia, mang theo tổng giám đốc Lao Lôi gia tịch, mặt khác còn dẫn theo một cái nhìn qua bệnh thoi thóp nam tử, không biết là người nào. Đại gia dựa theo riêng mình chỗ ngồi nhập tọa, Giang Sách cùng Ngô lão gia còn lại là ngồi ở hàng trước nhất. Chênh lệch thời gian không nhiều lắm, người chủ trì lên đài nói vài câu giới thiệu từ. Sau đó, đại hội chính thức bắt đầu. Khoa học kỹ thuật liên minh chủ nhiệm Dương Khải Vinh cầm bản thảo đi lên đài. Đứng ở trước ống nói, nhẹ nhàng tằng hắng một cái, đối với dưới mọi người nói, các vị tiên sinh, nữ sĩ, đại gia buổi chiều khỏe. Đầu tiên, rất cảm tạ đại gia trong trăm công ngàn việc bớt thời giờ tham gia lần này Athena quyền trượng hạng mục đại hội, ta đại biểu khoa học kỹ thuật liên minh cùng với xã khoa viện. Nói với mọi người một tiếng cảm tạ. Dưới tiếng vỗ tay như sấm động. Dương Khải Vinh tiếp tục nói, ngày hôm nay đại hội nội dung nói vậy tất cả mọi người rõ ràng. Ta ở chỗ này dài dòng nữa vài câu. Kế tiếp, hắn đem toàn bộ bộ môn nội dung lại nói một lần. Dưới bắt người trên cơ bản đều là biết nội dung, rất nhiều người nghe được sốt ruột, châu đầu ghé tai, chơi điện thoại di động, ngáp, làm chuyện gì đều có, đối với hạng này nhãn không để được nửa phần hứng thú. Dương Khải Vinh ở trên đài cũng là vẻ mặt xấu hổ, kỳ thực hắn trước khi lên đài liền đoán được có thể sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Nhưng lại có thể như thế nào đây? Lần này hạng mục vốn là không có gì chất béo có thể kiếm, đại gia biết không có hứng thú cũng là chuyện đương nhiên. Hắn vốn chính là đang đánh cuộc. Đổ có hay không vị nào người hảo tâm chủ động gánh vác phần này trách nhiệm, nếu như không có, vậy bọn họ khoa học kỹ thuật liên minh thực sự liền rời bị ném bỏ không xa. Một phen thao thao bất tuyệt sau đó, Dương Khải Vinh nói rằng, chủ yếu nội dung chính là chỗ này chút ít. Không biết có một nhà kia khoa học kỹ thuật công ty nguyện ý đứng ra, trợ giúp khoa học kỹ thuật liên minh để hoàn thành hạng này nhãn nghiên cứu. Những lời này là mất lão đại tinh thần mới nói ra tới. Bởi vì một ngày nói ra, khả năng đối mặt kết quả chính là không người đáp lại, như vậy sẽ rất xấu hổ. Trên thực tế, thật không có người đáp lại. Tràng diện một lần tương đương xấu hổ, Dương Khải Vinh một người đứng ở trên đài, mặt mo đều quải bất trụ. Đài dưới còn có không có tư chất người đến ủng hộ. Một không có tiền, hai không ai, hoàn thành hạng mục sau đó còn muốn đi làm minh chủ cho các người phát tiền lương, như vậy việc người nào kẻ ngu si nguyện ý làm a? Ai, buồn chán, ta đã nói không nghĩ đến rồi. Tất cả mọi người lắc đầu. Lần này đại hội tiến trình, vô cùng tệ hại, rất có thể sẽ cuối cùng đều là thất bại. Nếu quả như thật, thất bại. Na Dương Khải Vinh vị trí nhưng là không còn rồi, toàn bộ khoa học kỹ thuật liên minh cũng sẽ giải tán. Dương Khải Vinh nắm tay, trong lòng yên lặng cầu nguyện, hy vọng có người có thể chủ động đứng ra cứu hắn một mạng. Có lẽ là hắn thật tình cảm động trời xanh. Đột nhiên, Giang Sách giơ tay lên nói rằng, Thịnh Nhạc khoa kỹ năng, nguyện ý tiếp nhận hạng này nhãn. BSP, toàn trường người ngây ngẩn cả người, nhao nhao quăng tới ánh mắt khác thường. Điên rồi sao, loại rác dưới này hạng mục cũng có người tiếp nhận, đây là uống lộn thuốc gì? Trên đài, Dương Khải Vinh đều kích động muốn khóc lên. Rốt cục có công ty bằng lòng tiếp thủ, nhưng lại không phải bình thường công ty, là kinh thành vòi nước công ty Thịnh Nhạc khoa kỹ năng. Luận tài lực, luận kỹ thuật, Thịnh Nhạc khoa kỹ năng đều là mạnh nhất.
Có Thịnh Nhạc khoa kỹ năng tiếp nhận, chuyện này thì có giải khai. Không đợi hắn mở miệng cùng Giang Sách nói. Bên kia Ngô lão gia vươn tay nói rằng, trọng môn khoa kỹ năng đối với hạng này nhãn cũng rất có hứng thú, nguyện ý tiếp nhận hạng này nhãn. Cái gì? Cái này thực sự nổ nồi. Kinh thành đệ nhất cùng đệ nhị khoa học kỹ thuật công ty cũng đứng đi ra, hơn nữa còn giống như là muốn cướp đoạt hạng này nhãn. Đây là nguyên nhân gì? Đại gia hai mặt nhìn nhau, biểu thị không hiểu. Bọn họ là Tả Khán Hữu Khán nhìn lên nhìn xuống, cũng không nhìn ra hạng này nhãn có bất kỳ ưu điểm, vậy tại sao hai đại công ty còn muốn cạnh tranh? Dương Khải Vinh kích động phá hủy. Vốn tưởng rằng biết xấu hổ xuống đài, ai có thể nghĩ tới lập tức hai đại công ty dĩ nhiên có nhảy ra cướp đoạt. Ở trong lòng hắn, tùy tiện có một nhà bằng lòng đứng ra vậy không tệ. Hạnh phúc tới quá đột nhiên. Dương Khải Vinh trong chốc lát cũng không biết làm như thế nào ứng đối bây giờ tràng diện mới tốt. Dưới đài, Ngô lão gia vi vi quay đầu nhìn về phía Giang Sách. Mỉm cười nói, Giang Đồng, các ngươi Thịnh Nhạc khoa kỹ năng hạng mục đã nhiều đến cũng không kịp làm, theo ta thấy, hạng này nhãn các ngươi không nên nhúng tay, nhường cho ta nhóm trọng cửa làm, vừa vặn. Giang Sách mỉm cười, nói rằng, Ngô lão gia ngài nói đùa. Chúng ta Thịnh Nhạc khoa kỹ năng thời thời khắc khắc đều quản gia quốc thiên hạ để ở trong lòng, bực này vì nước vì dân xuất lực tràng diệt, chúng ta Thịnh Nhạc khoa kỹ năng làm sao có thể lùi bước không tiến lên. Ngô lão gia, xin đừng theo ta tranh tốt. Hai đại chủ tịch đối chọi đối với dâu, một bước cũng không lui. Lúc này đến phiên Dương Khải Vinh làm khó. Hắn vốn chỉ muốn có một nhà đứng ra, vậy chuyện này có thể định rồi. Ai có thể nghĩ cư nhiên hai đại công ty đều đứng đi ra. Cho ai tốt? Chẳng lẽ, bắt thăm? Không được, tuyệt đối không được. Hiện tại cái tràng diện này, mặc kệ đem hạng mục cho một nhà kia, một nhà khác đều nhất định sẽ mang thù. Không phải hai đại công ty, tốt nhất cũng không muốn đắc tội. Bỗng nhiên, Dương Khải Vinh động linh cơ một cái, vừa cười vừa nói, nhị vị không cần cạnh tranh. Hạng này nhãn ta sẽ đồng thời cho đến hai người các ngươi. Đồng thời cho hai nhà. Giang Sách cùng Ngô lão gia đều sửng sốt dưới. Dương Khải Vinh nói rằng, ta sẽ đem xã khoa viện nghiên cứu yêu cầu cho đến hai vị, sau đó sẽ cho hai vị một tuần lễ. Một nhà kia có thể trước cho ra phù hợp yêu cầu nghiên cứu phương án. Na bộ môn thuộc sở hữu quyền liền cho người đó. Hắn nhưng thật ra thật biết việc buôn bán, kể từ đó. Liền hai bên đều không đắc tội rồi. Ai có thể bắt được sau cùng hạng mục thuộc sở hữu quyền, toàn bằng riêng mình bản lĩnh. Thua cũng chẳng trách hắn Dương Khải Vinh. Có thể, Giang Sách đối với cái này dạng đề nghị không có bất kỳ dị nghị, không thể buông tha dũng giả. Thắng người nào đến hạng mục, hợp tình hợp lý. Ngô lão gia cũng gật đầu. Hắn tự tin nói rằng, ta cũng cho rằng nên phương án vô cùng hợp lý. Vậy cứ như thế định rồi a. Kết quả là, tam phương đạt thành nhất trí ý kiến, cứ như vậy quyết định. Trước sau tổng cộng cũng chưa tới 10 min thời gian. Rất nhiều người cũng không có phản ứng kịp, còn đang suy nghĩ hai nhà này tại sao muốn cướp đoạt. Kết quả hạng mục cũng đã trở thành hai nhà bọn họ vật trong bàn tay. Không ít người đều ở đây suy nghĩ một vấn đề, chúng ta là không phải thua thiệt. Tuy là nhìn không ra có bất kỳ chỗ tốt. Thế nhưng hai đại công ty vì cái này nhãn đoạt đứng lên, vậy nói rõ tuyệt đối có người thường không thấy được giá trị ở bên trong. Bất quá bây giờ nói cái gì đã trễ rồi. Dương Khải Vinh vui vẻ xuống đài, bây giờ tràng diện so với trong tưởng tượng tốt hơn nhiều. Không bao lâu, đại hội kết thúc, mỗi người ly khai. Giang Sách cùng cự giải trực tiếp ra hội trường đại môn, cự giải nhìn không được hiếu kỳ hỏi, thống suất. Cái này trọng môn khoa kỹ năng trong hồ lô muốn làm cái gì? Bọn họ làm sao cũng sẽ coi trọng như vậy không có một người chất béo có thể kiếm hạng mục. Về điểm ấy, kỳ thực Giang Sách trong chốc lát cũng đáp không được. Bất quá có một chút là có thể khẳng định, đó chính là hạng này mục đích thuộc sở hữu quyền. Giang Sách nói cái gì cũng phải đoạt lại, kiên quyết không thể rơi vào trong tay của đối phương. Bọn họ mới vừa đi, theo sát mà trọng môn khoa kỹ năng nhân đi ra. Lao kéo cũng rất nghi ngờ nói rằng, hạng này nhãn không có bất kỳ chất béo có thể kiếm, vậy tại sao Giang Sách còn? Nàng là làm sao cũng nghĩ không thông. Ngô lão gia nhìn Giang Sách đi xa bóng lưng, nói rằng, mặc kệ Giang Sách đang suy nghĩ gì,
chúng ta phải làm chỉ có một thứ là không thể để cho địch nhân của chúng ta làm thành hắn chuyện muốn làm. Giang Sách đang suy nghĩ gì không trọng yếu, quan trọng là chúng ta kiên quyết không thể làm cho hắn thực hiện được. Lúc này, Khải Thụy đi tới nói rằng, có thể, Giang Sách ý tưởng theo chúng ta giống nhau. Cũng xem trọng khoa học kỹ thuật liên minh phía chính phủ thuộc tính. Biết sao, trùng hợp như vậy. Vô cùng có khả năng, đây là ta duy nhất có thể nghĩ ra được lý do. Khải Thụy nói rằng, nếu như Giang Sách có thể chứng kiến bước này nói, vậy nói rõ sự thông minh của hắn hay là đang tuyến. Chỉ có đánh bại địch nhân như thế, mới có thể làm cho người cảm thấy hưng phấn. Ngô lão gia nói rằng, cục diện bây giờ kỳ thực đối với chúng ta vẫn tương đối bất lợi. Vô luận là tài lực vẫn là nghiên cứu kỹ thuật, chúng ta đều lạc hậu Thịnh Nhạc khoa kỹ năng một mảng lớn. Trong vòng thời gian quy định, bọn họ hoàn thành xác suất so với chúng ta cũng lớn hơn nhiều. Lao kéo gật đầu, đúng vậy, cục diện trước mắt như trước đối với chúng ta bất lợi. Làm sao bây giờ? Khải Thụy khẽ cười một tiếng, hắn xoay người nhìn về phía hội trường. Nghĩa phụ, Lao kéo, các ngươi yên tâm đi, nếu ta đã quyết định phải đối phó Giang Sách, liền nhất định sẽ nghĩ ra vạn toàn biện pháp. Một lần này hạng mục thuộc sở hữu quyền, nhất định là chúng ta trọng môn khoa kỹ năng. Lao kéo hỏi, đại ca, người muốn đến biện pháp gì tốt rồi? Theo chúng ta nói một chút. Khải Thụy không trả lời mà hỏi lại, được rồi Lao kéo, ta nhớ được ngươi có phải hay không đem một cái tên là đồng hồ huyền tuyên nữ nhân tắt đứng lên. Lao kéo khẳng định nói, đúng vậy, lần trước để cho nàng đi câu dẫn đừng nguyên kia mà. Lúc đầu cho rằng cũng lớn công hoàn thành rồi, không nghĩ tới cuối cùng thất bại trong gang tấc. Làm sao, đại ca hỏi cái kia nữ nhân làm cái gì? Khải Thụy cười đều giả nói, có thể hay không đưa cái này nữ nhân cho ta mượn dùng một chút. Dùng một chút? Đừng hiểu lầm, ta cũng muốn để cho nàng giúp ta một chuyện, đi mê hoặc một người nam nhân. Người nào? Khải Thụy nhìn về phía bên trong hội trường bộ phận, một cái năng chủ làm thịt hạng mục thuộc sở hữu quyền nam nhân. Đêm khuya, tửu điếm. Một đôi nam nữ ôm tiến vào phòng, trở tay liền đem môn đóng lại. Mỹ nhân, người thật là để cho ta nghĩ chết. Nam nhân đi tới liền muốn đối với nữ nhân động thủ động cước, lại bị nữ nhân giật mình tránh khỏi. Không phải nha, người xú hồng hồng, tắm rửa trước. Ôi chao, đúng đúng đúng, tắm rửa trước. Tắm rửa trước. Nam nhân tay chân lanh lẹ cởi y phục xuống, bỏ chạy vào bên trong đi tắm. Nữ nhân yên lặng mở cửa. Không bao lâu, nam nhân tắm rửa xong đi ra. Mỹ nhân, người cũng tắm một cái. Nữ nhân vừa cười vừa nói, người xác định sao? Ta trên người bây giờ nhưng là chảy hương hương mồ hôi a hát. Nam nhân nuốt nước miếng một cái, vậy không phải tắm, không phải tắm. Mỹ nhân, đến đây đi. Chúng ta bắt đầu đi, ta sắp không chịu nổi. Ân ở đâu? Đang ở nam nhân mới vừa đem nữ nhân té nhào vào trên giường thời điểm, đột nhiên phanh một tiếng vang thật lớn, cửa phòng nặng nề đụng vào tường. Vài tên đại hán xông vào. Cầm đầu người giữ lại bản thốn, khuôn mặt dữ tợn. Mấy người này không nói hai lời. Hướng về phía trên giường chính là một trận quay chụp, sau đó nam tóc ngắn nổi giận nói, vương bát đản. Người dám động nữ nhân của ta. Trên giường nam nhân kia trợn tròn mắt. Tình huống gì? Trong nháy mắt, ba chữ từ trong óc của hắn nhảy ra ngoài, tiên nhân khiêu. Nam nhân tự nhận không may, nói rằng, chào các vị hán, ta biết sai rồi, các ngươi muốn bao nhiêu tiền, ta cho còn không được sao. Nam tóc ngắn nở nụ cười, tấm tắc, ngươi cho rằng chuyện gì đều có thể trả thù lao bãi bình sao. Ngươi nhưng là đường đường khoa học kỹ thuật liên minh chủ nhiệm, là rất có danh tiếng Dương Khải Vinh. Thanh danh của ngươi lẽ nào cũng chỉ giá trị vài cái phá tiền sao? Trên giường nam nhân kia, chính là Dương Khải Vinh. Hắn xế chiều hôm nay sau khi hội nghị kết thúc, ở trên đường chứng kiến một cái ngồi ở ven đường khóc sướt mướt nữ nhân, liền hảo tâm tiến lên an ủi vài câu. Kết quả nữ nhân kia càng nói càng thương tâm, liền ghé vào trong ngực hắn khóc. Dương Khải Vinh lập tức liền động lòng. Trải qua mấy giờ ở chung, Dương Khải Vinh hoàn toàn bị người nữ nhân này cho chinh phục, sau đó nhịn không được cõng vợ con của mình, lấy tăng ca làm lý do chạy đến mướn phòng. Ai biết, những thứ này đều là thiết kế xong. Dương Khải Vinh dùng chăn che đỡ thân thể,
khẩn trương hỏi, các ngươi đến cùng muốn làm gì? Nam tóc ngắn lạnh lùng nói rằng, ngươi ngủ nữ nhân của ta, ngươi cho rằng chuyện này rất dễ dàng rồi không? Ta hiện tại tự muốn đem ảnh chụp phát lão bà ngươi, để cho ngươi lão bà nhìn ngươi ở đây bên ngoài có bao nhiêu phong lưu khoái hoạt. Đừng, Dương Khải Vinh là thật nóng nảy, ngươi nói cái gì ta đều đồng ý, chỉ cần ngươi đừng gửi hình qua cho lão bà của ta, van cầu ngươi. Nam tóc ngắn gật đầu, đi, ngươi còn rất thức thời. Hắn đem một cái u mâm đặt ở Dương Khải Vinh trong tay, dặn dò, nếu như Thịnh Nhạc khoa kỹ năng tìm được ngươi đệ trình hạng mục phương án. Ngươi hay dùng u đĩa mặt tài liệu cho hắn đánh cháo, nghe rõ chưa? Cái gì? Dương Khải Vinh rất là khó làm. Thật vất vả mới có người bằng lòng đón lấy hạng mục, làm sao có thể tùy tiện như vậy làm loạn? Nam tóc ngắn chừng mắt liếc hắn một cái. Làm sao, nhìn ngươi dường như dáng vẻ rất đắn đo a. Ta đây liền đem ngươi xuân phong như ý ảnh chụp phát lão bà ngươi thưởng thức a. Đừng, đừng phát, ta dựa theo ngươi nói đi làm là được rồi. Chuyện cho tới bây giờ, Dương Khải Vinh cũng không có bất kỳ biện pháp nào có thể tưởng tượng, chỉ có thể nghe theo người ta an bài ai, coi như không có Thịnh Nhạc khoa kỹ năng, vậy còn có trọng môn khoa học kỹ thuật, còn không đến mức đi lên tuyệt lộ. Nam tóc ngắn vung tay lên, được rồi, mặc xong quần áo cút đi, nhớ kỹ, về sau ngươi nếu như còn dám đụng nữ nhân của ta. Ta cắt đứt chân chó của ngươi. Không dám, về sau cũng không dám nữa. Dương Khải Vinh vội vội vàng vàng mặc xong quần áo, hôi lưu lưu chạy. Đến khi Dương Khải Vinh sau khi rời khỏi, nam tóc ngắn đối với trên giường người phụ nữ nói, có thể A Trung Uyển Tuyên, ta phát hiện dường như sẽ không có ngươi không lấy được nam nhân A. Trung Uyển Tuyên chỉnh sửa quần áo một chút, khinh thường nói, đó không phải là lời nói nhảm sao. Người nam nhân nào không háo sắc, được rồi cậu ba, lao kéo nhưng là đã đáp ứng ta, hoàn thành cái này một đơn sinh ý, sẽ trả cho ta tự do. Cậu ba cười cười, đó là khẳng định, bất quá kinh thành ngươi không thể ở lại, mua cho ngươi vé máy bay, đi ngoại cảnh A. Để cho ta một nữ hài tử đi ngoại cảnh. Nếu không, đâu? Trung Uyển Tuyên cắn răng, không có biện pháp, đi thì đi a. Nàng chưa cùng lao kéo gọi nhịp tư cách. Trung Uyển Tuyên đứng dậy khí hanh hanh ly khai. Cậu ba ngồi ở trên giường, hứ một ngụm, cô nàng này thật ni mã tao. Lão tử vừa mới đều suýt chút nữa nhịn không được, cái này hồ ly thật đúng là đủ sức. Vừa nói, hắn một bên cho lao kéo gọi điện thoại. Rất nhanh, điện thoại chuyển được. Uy, lao kéo tỉ. Sự tình đều dựa theo ngươi nói làm xong. Trung Uyển Tuyên na tao hồ ly thật là có bản lĩnh, một cái liền đem Dương Khải Vinh cho câu ở, ta thuận lợi chụp hình, còn đem u mâm cho hắn, làm cho hắn đem Thịnh Nhạc khoa kỹ năng hạng mục phương án cho đánh cháo. Làm tốt lắm. Phí dụng kia phương diện sự tình. Sau 3 phút, 500 ngàn, vào tài khoản. Thỏa, cùng lao kéo tỷ hợp tác chính là chỗ này sao thống khoái. Bên kia lao kéo cúp điện thoại sau đó, đối với bên cạnh Khải Thụy nói rằng, đại ca, ta đã dựa theo phân phó của ngươi đem sự tình đều làm xong. Khải Thụy gật đầu. Chúng ta trực tiếp đối phó Giang Sách, là sẽ có rất nhiều nguy hiểm, nhưng đối phó với người khác sẽ không nhất định. Hiện tại Giang Sách còn ngu vùi đầu làm nghiên cứu, căn bản không nghĩ tới chúng ta đã động thủ trước. Mặc kệ hắn làm ra dạng gì phương án, đều nhất định sẽ bị đánh cháo. Làm cũng là làm không. Ván cờ này, Giang Sách, đã thua. Lao kéo cũng cười theo lên. Có đại ca ở chính là tốt, rất nhiều chuyện đều có thể suy nghĩ chu đáo, nếu như chuyện này làm cho Lao kéo tới làm, ước đoán sẽ không có thuận lợi như vậy, thậm chí khả năng ngu xuẩn đến đi Thịnh Nhạc khoa kỹ năng ăn cắp, na ước đoán cũng bị Giang Sách cho bắt tại trận. Cũng trong lúc đó, Mạc Nguyên mở ra tiểu xe dởm về nhà. Mấy ngày này hắn vì Mạc gia xây lại sự tình vội vàng quá, thiên đô hoàn toàn đen, mới không đi về nghỉ. Hắn đang đem xe đứng ở lộ khẩu các loại đèn xanh đèn đỏ, kết quả quay đầu nhìn lại, một gã trang phục khiêu gợi nữ nhân từ bên trong quán rượu đi ra, còn khí hanh hanh dáng vẻ. Không nhìn đừng lo, vừa nhìn dọa cho giật mình. Trung Uyển Tuyên, từ nơi sâu xa thiên đã định trước. Mạc Nguyên ở nơi này trên người nữ nhân lãng phí đại lượng tiền tài cùng cảm tình, thiếu chút nữa làm hại Mạc gia cũng bị mất. Cái này nữ nhân xấu tiêu thất một đoạn thời gian, hiện tại đi ra, ước đoán lại muốn làm chuyện xấu.
Trải qua lần trước sự kiện sau đó, Mạc Nguyên trưởng thành không ít, hắn không có trực tiếp đi qua tìm Trung Uyển Tuyên, mà là âm thầm nhìn chằm chằm. Hắn đem xe tốc độ thả rất chậm, vẫn theo Trung Uyển Tuyên. Vẫn theo nàng đến rồi nơi ở. Trung Uyển Tuyên mới vừa móc ra chìa khóa mở cửa, Mạc Nguyên mau mau xông rồi đi tới, một tay bịt rồi Trung Uyển Tuyên miệng, ôm nàng tiến nhập gian nhà, sau đó trở tay khóa cửa. Hắn buông lỏng ra Trung Uyển Tuyên. Trung Uyển Tuyên sợ đến hô to, không nên, người đòi tiền ta cho ngươi, người muốn ngủ ta cũng có thể, ngàn vạn lần không nên giết ta. Mạc Nguyên cười nhạt ba tiếng, người ngẩng đầu nhìn rõ ràng ta là ai. Trung Uyển Tuyên lúc này mới lấy lại bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn lại. Là ngươi. Trung Uyển Tuyên nhịp tim phát thông nhanh hơn, hắn hiện tại sợ nhất chính là Mạc Nguyên rồi, một đoạn thời gian trước bởi vì lừa dối Mạc Nguyên làm dư luận xôn xao, hiện tại thanh danh của nàng đều xú đường lớn. Nếu như bị Mạc Nguyên cho hấp thụ ánh sáng, chuyển giao công an cơ quan nói, Trung Uyển Tuyên ước đoán muốn ngồi chồm hổm tốt mấy năm. Nàng dám bài trừ một nụ cười, lúng túng nói, Mạc Nguyên, kỳ thực ta với ngươi cùng một chỗ hoàn toàn là cái hiểu lầm, ngươi không muốn. Mạc Nguyên giơ tay lên, ngươi không cần giải thích, tất cả mọi chuyện ta đều rõ ràng, ngươi theo ta cùng một chỗ chỉ là vì đối phó chúng ta Mạc gia. Trung Uyển Tuyên sắc mặt trầm xuống, nghe giọng điệu này, tình huống khả năng không ổn. Nàng lặng lẽ bắt được trên bàn một chi màu đen bút, nếu như Mạc Nguyên muốn gây bất lợi cho nàng, liền lập tức tiến hành phản kích. Mạc Nguyên tiếp tục nói, lúc đầu ngươi ta không nên có nữa bất kỳ quan hệ gì, thế nhưng ngày hôm nay ta thấy được ngươi, ban đầu các loại sự tình lại đang trong đầu của ta nổi lên, coi như ta nghĩ muốn quên đều không được. Cho nên, Mạc Nguyên đưa tay vào rồi túi tiền. Hắn một bên lục lọi vừa đi về phía Trung Uyển Tuyên. Muốn làm gì? Trung Uyển Tuyên nhịp tim trở nên thật nhanh, rất sợ Mạc Nguyên sẽ đối với nàng bất lợi. Dù sao nàng đối với Mạc Nguyên làm ra như vậy chuyện gì quá phận, Mạc Nguyên biết trả thù nàng cũng là chuyện đương nhiên. Màu đen bút nắp bút bị lấy xuống. Trung Uyển Tuyên thở hào hển trừng mắt Mạc Nguyên, tùy thời chuẩn bị tiên phát chế nhân. Sốt cục, Mạc Nguyên đi tới trước gót chân của nàng, tay cũng từ trong túi tiền đưa ra ngoài. Cái này, cho ngươi. Ở Mạc Nguyên trong tay cầm, là một cái vòng cổ thủy tinh, chế tác đẹp vô cùng, tính chất cũng không tệ. Nhìn ra được là trải qua tỉ mỉ chọn. Ngươi! Trung Uyển Tuyên ngây tại chỗ, buông tay ra, màu đen bút lại cạch rớt xuống đất. Nhanh chóng khiêu động tâm, chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh. Nàng biết, Mạc Nguyên sẽ không đối với nàng thế nào, có thể nàng không rõ vì sao Mạc Nguyên cấp cho nàng sợi dây chuyền này. Chẳng lẽ Mạc Nguyên đối với nàng vẫn chưa từ bỏ ý định? Không có khả năng. Hẳn không có loại này ngu xuẩn mới đúng. Mạc Nguyên nói rằng, ngươi không nên hiểu lầm, ta cho ngươi sợi dây chuyền này cũng không phải nói còn muốn đi cùng với ngươi, mà là muốn với ngươi triệt để đoạn tuyệt quan hệ. À, Trung Uyển Tuyên không có minh bạch. Mạc Nguyên tự giễu nói rằng, nói ra ngươi khả năng không tin, ngươi là ta người thứ nhất, nữ bằng hữu, lớn như vậy, ta lần đầu tiên nói yêu thương. Tuy là phần này yêu đương là ngụy tạo, là hỏng bét, nhưng cái này dù sao cũng là ta lần đầu tiên yêu đương. Ngươi, vẫn là ta mối tình đầu. Ta vĩnh viễn không thể quên được cái kia trời mưa xuống, ngươi xối tóc ngồi ở ta đối diện thời điểm dáng vẻ, ta không thể quên được khi đó kích động lòng run rẩy. Sợi dây chuyền này có thể ngươi không nhớ rõ, đây là ngươi theo ta, ước hội, thời điểm ngẫu nhiên thấy, nói nó rất đẹp. Lúc đó ta nhớ kỹ rồi, đồng thời đưa nó định ra, vốn chuẩn bị ngày thứ hai tặng cho ngươi một cái ngạc nhiên. Chỉ là không nghĩ tới đêm đó tự ra chuyện, cho nên sợi dây chuyền này một mực trong tay ta, chưa kịp tặng cho ngươi. Mạc Nguyên chăm chú nhìn Trung Uyển Tuyên, hiện tại, ta tặng nó cho ngươi, coi như là cho ta lần đầu tiên yêu đương bù vào một cái phần cuối, không nên để cho phần này, ái tình, vô tật mà chấm dứt. Phong, xuyên thấu cửa sổ, thổi tới Trung Uyển Tuyên trên mặt của, thổi vào trong tâm khảm của nàng. Trên cái thế giới này tồn tại đứa ngốc sao? Trước đây Trung Uyển Tuyên cho rằng không tồn tại, thế nhưng ngày hôm nay, nàng lại xác xác thật thật thấy được một cái siêu cấp lớn đứa ngốc. Biết rõ tình cảm của mình là bị lừa dối, biết rõ đối phương là đang hãm hại chính mình, là địch nhân. Nhưng Mạc Nguyên vẫn là khó có thể dứt bỏ trong lòng phần cảm tình kia. Phần này thuần phát đến ngu xuẩn cảm tình,
làm cho Trung Uyển Tuyên Na như ngoan thạch giống nhau kiên cố nội tâm, đã ở trong lơ đãng dao động. Nàng ngây ngốc nhìn Mạc Nguyên. Đã từng đối với nam nhân không có bất kỳ hảo cảm, cho rằng trên đời này nam nhân đều là đồ háo sắc nàng, lần đầu tiên, có động tâm cảm giác. Có thể, nàng có ở đây không biết chưa phát giác ra gian, gặp đời này duy nhất yêu nam nhân của nàng. Chỉ là, không hiểu được quý trọng vì vật gì nàng, hoàn toàn không nắm chắc được phần này ái tình. Khi ngươi lúc có, hồn nhiên không biết, khi ngươi lúc mất đi, hối hận không thôi. Trung Uyển Tuyên, khóc. Mạc Nguyên lúng túng gãi đầu một cái, là ta nói hơi quá đáng sao. Ngươi đừng khóc, tuy là ngươi là địch nhân, nhưng ta không thể gặp ngươi cái dạng này. Đứa ngốc, Trung Uyển Tuyên lau sạch nước mắt, tự tay tiếp nhận hạng liên đeo lên. Ở ánh đèn chiếu, vòng cổ thủy tinh lóng lánh tia sáng chói mắt, càng thêm làm nổi bật ra Trung Uyển Tuyên đích mỹ lệ dung mạo. Đẹp mắt không? Trung Uyển Tuyên hỏi. Đẹp. Là ta đẹp, vẫn là hạng liên đẹp. Mạc Nguyên nuốt nước miếng một cái, hạng liên đẹp, ngươi, càng đẹp mắt. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Với nhau trong lòng đều bốc cháy lên lửa cháy hừng hực, chỉ là ngọn lửa này, càng bất quá thực tế băng lãnh hải dương. Mạc Nguyên thở ra một hơi dài, chậm rãi nói rằng, lời ta muốn nói đều nói xong, đi trước, từ nay về sau chúng ta lại không có bất kỳ quan hệ gì. Nói xong, Mạc Nguyên xoay người rời đi. Mới vừa đi hai bước, hắn lại nhịn không được quay đầu nhìn về phía Trung Uyển Tuyên, nói rằng, ngoài ra ta muốn nói với ngươi một câu, về sau không muốn lại vì rồi tiền đi lừa dối tình cảm của người khác sao rồi, như vậy không tốt. Cũng không cần lại theo những người xấu kia dính dấp quá sâu, cuối cùng chỉ biết hại chính ngươi. Cái này hồn nhiên hiền lành nam nhân, cuối cùng còn đang là Trung Uyển Tuyên suy nghĩ. Không chút nào đối với nàng căm hận. Ta đi. Mạc Nguyên xoay người đi tới cửa, tự tay mở cửa, một chân đạp đi ra ngoài. Trung Uyển Tuyên cũng không còn cách nào đè nén xuống trong lòng tình cảm, không cầm được nước mắt đi xuống. Nàng thật là nhớ đi ôm ở đây cái có thể giao phó cả đời nam nhân. Chỉ là, nàng tại sao có thể? Dù sao nàng làm qua như vậy chuyện gì quá phận. Có vài người, một ngày bỏ qua liền không nữa. Mạc Nguyên. Ân. Ta còn có chuyện muốn nói với ngươi. Mạc Nguyên khẽ cười một tiếng, không cần thiết, giữa chúng ta không cần phải nữa nói cái gì. Trung Uyển Tuyên lau sạch nước mắt, phi thường nghiêm túc nói thật, ngươi không nên hiểu lầm. Ta muốn nói chuyện này là cùng Giang Sách có quan hệ. Sư phụ. Mạc Nguyên nhanh lên quay đầu. Trung Uyển Tuyên nói rằng, sư phụ ngươi đang ở vì khoa học kỹ thuật liên minh hạng mục tiến hành nghiên cứu thiết kế, có người ở âm thầm gian lận, muốn hãm hại sư phụ ngươi. Mạc Nguyên cau mày, làm sao ngươi biết? Trung Uyển Tuyên do dự một chút, thở dài nói rằng, lẽ nào ngươi đã quên, chúng ta vốn là địch nhân sao? Mạc Nguyên phản ứng kịp. Các ngươi lần trước làm hại chúng ta còn chưa đủ, còn phải tiếp tục ra hại chúng ta. Các ngươi đến cùng muốn làm gì? Trung Uyển Tuyên giải thích, ta chỉ là vì tiền mới cho bọn họ làm việc, về phần bọn hắn đến cùng vì sao không chịu bỏ qua cho bọn ngươi, ta đây cũng không biết, ta cũng không muốn biết. Hiện tại, ngươi lập tức dẫn ta đi gặp Giang Sách, đem sự tình nói cho hắn biết, nếu như chậm, hậu quả khó mà lường được. Tốt! Mới vừa đi hai bước. Mạc Nguyên lại hỏi, Tuyên Tuyên, lúc này đây ta thực sự có thể tin tưởng ngươi sao? Trung Uyển Tuyên khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Có thể. Đêm khuya, Thịnh Vui khoa học kỹ thuật, chủ tịch phòng làm việc. Giang Sách ngồi ở trên ghế làm việc, đứng trước mặt một nam một nữ, theo thứ tự là Mạc Nguyên cùng Trung Uyển Tuyên. Vốn tưởng rằng Trung Uyển Tuyên biết vẫn tiêu thất xuống phía dưới, thậm chí biết mai danh ẩn tích đi ngoại cảnh cũng khó nói. Tuyệt đối không ngờ rằng nàng cư nhiên sẽ chủ động đi tới Giang Sách trước mặt. Đồng thời còn đem bọn họ kế hoạch toàn bộ đều nói cho Giang Sách. Tin được không? Ở Giang Sách xem ra, người nữ nhân này nói, độ tin cậy cực thấp. Giang Sách cũng sẽ không tùy tiện tin tưởng một cái hội cố ý tiếp cận Mạc Nguyên, lừa dối Mạc Nguyên nữ nhân phiến tử, gạt người loại sự tình này đối với cái này nữ nhân mà nói, quả thực tựu như cùng uống nước thông thường đơn giản. Ta. Dựa vào cái gì tin tưởng ngươi nói? Giang Sách từ tốn nói. Trung Uyển Tuyên nắm quả đấm một cái, lạnh như băng nói rằng, kỳ thực đem những này sự tình toàn bộ đều nói cho ngươi biết, đối với ta mà nói là không có bất kỳ chỗ tốt. Ta cho ngươi biết,
là vì bù đắp đối với Mạc Nguyên cái này đứa ngốc phạm sai lầm, dù sao hắn dường như đối với ngươi rất tôn kính. Như người vậy nữ nhân, cũng sẽ biết mình phạm sai lầm sao? Tốt trực tiếp vấn đề. Thẳng tương đương linh. Trung Uyển Tuyên ngẩng đầu thở ra một hơi dài, có thể ta như vậy nữ nhân, quả thực không giống như là sẽ biết phạm sai lầm nữ nhân. Bất quá, ta ở Mạc Nguyên trên người thấy được chân thành cảm tình, ta, cũng tốt muốn vì phần cảm tình này bù vào một cái hoàn mỹ kết cục. Lúc nói lời này, Trung Uyển Tuyên cầm vòng cổ thủy tinh. Giang Sách gật đầu, lời của ngươi nói ta đều rõ ràng, ngươi có thể rời đi. Tốt. Trung Uyển Tuyên cũng không nói thêm cái gì, xoay người rời đi. Sư phụ, ngươi dự định làm thế nào? Mạc Nguyên hỏi. Chuyện kế tiếp không cần ngươi quan tâm rồi. Giang Sách nhìn rời đi Trung Uyển Tuyên nói rằng, Nguyên Nhi, đi đưa tiễn nàng a, đây có lẽ là các ngươi cuộc đời này một lần cuối cùng gặp mặt. Lời này làm cho Mạc Nguyên tâm càng thêm đau đớn. Có chút cảm tình, đã định trước không có khả năng có kết quả, hết lần này tới lần khác như vậy không có kết quả cảm tình phát sinh ở trên người mình. Rất công bằng. Mạc Nguyên xoay người ly khai, đi tiễn Trung Uyển Tuyên đi sân bay. Hôm nay từ biệt, hắn cùng Trung Uyển Tuyên cuộc đời này thực sự khó hơn nữa gặp nhau. Bên trong phòng làm việc, Cửu Trắng hiếu kỳ hỏi, thống suất. Ta cảm thấy được Trung Uyển Tuyên nói độ tin cậy vẫn phải có, từ nàng vừa mới giọng nói chuyện cùng nhãn thần, không giống như là làm bộ. Giang Sách nói rằng, độ tin cậy là có, nhưng chúng ta vẫn cẩn thận một điểm tốt. Người trước sắp xếp người đem cậu ba cùng khống chế được, sau đó liên lạc một chút Dương Khải Vinh, lấy hạng mục phương diện nguyên nhân hẹn hắn gặp mặt, ta muốn tự mình gặp hắn một chút. Đã biết, thuộc hạ lập tức đi làm. Cửu Trắng ly khai. Giang Sách tựa lưng vào ghế ngồi, hai mắt nhìn trần nhà, tự lẩm bẩm, trọng môn khoa học kỹ thuật, chiêu số của các ngươi vẫn là đủ âm trầm ngoan. Khải Thủy, lại là một cái đối thủ khó dây dưa a. Đang cùng Rip, Lao Kéo cũng giao tay qua sau, Giang Sách đối với bọn họ thực lực cũng có một cái cơ bản phán đoán. Nếu Khải Thủy thực lực ở tại bọn hắn hai người trên, vậy thì càng thêm phải cẩn thận ứng phó. Căn cứ Trung Uyển Tuyên mới vừa thuyết pháp, cái này Khải Thụy lợi hại trình độ, hoàn toàn không phải Rip, Lao Kéo có thể so sánh. Na, để ta cho ngươi một cái lễ gặp mặt. Nhìn ngươi rốt cuộc có bao nhiêu thiếu thực lực a? Mấy ngày kế tiếp, Giang Sách ngoại trừ cùng Dương Khải Vinh gặp qua một lần ở ngoài, cũng không có bất cứ dị thường nào. Đại khái ở ngày thứ tư thời điểm, Giang Sách mang người tiến đến khoa học kỹ thuật liên minh, trình hạng mục kế hoạch thư. Trùng hợp là... trọng môn khoa học kỹ thuật người cũng ở đây một ngày đến rồi. Cửa chính. Giang Sách cùng Khải Thủy có một lần trực tiếp mặt đối mặt nói chuyện. Giang Đồng, không nghĩ tới các người đã ở ngày hôm nay hoàn thành kế hoạch thư, thực sự là đúng dịp nha. Khải Thủy nói rằng. Giang Sách mỉm cười hồi đáp, đúng vậy, thật sự rất tốt xảo, trùng hợp giống như là ngay từ đầu đã có người nói cho người ta muốn tới đệ trình kế hoạch thư giống nhau. Khải Thủy cũng cười. Ta đây không phải là thủ chu đãi thỏ. Là thủ bụi cây đợi thỏ, vẫn là tự chui đầu vào lưới, khả năng liền khó mà nói. Hai người thu hồi nụ cười, đối diện vài giây, sau đó cùng đi vào khoa học kỹ thuật liên minh đại lâu văn phòng. Đi thang máy lên lầu 6, đi vào phòng họp. Dương Khải Vinh đã sớm ở bên trong phòng họp chờ, vừa nhìn thấy hai nhóm người đến, liền nhanh lên sắp xếp người bưng lên nước trà, thái độ vô cùng khiêm tốn. Dù sao có việc cầu người, thái độ thật là phải. Dương Khải Vinh vừa cười vừa nói, không nghĩ tới hôm nay hai nhà công ty cùng giải quyết trong lúc nhất thời hoàn thành kế hoạch thư, đồng thời trước giờ đưa tới, thực sự là đúng dịp, đúng dịp. Cửu Trắng lạnh rên một tiếng, là thật là đúng dịp a, chúng ta trước giờ tới tin tức cũng chỉ nói cho Dương chủ nhiệm một mình ngươi, cũng không biết người khác là thế nào trước giờ biết đến. Lời trong lời ngoài ý tứ. Giống như là Dương Khải Vinh để lộ cho Khải Thụy giống nhau. Khải Thụy ho khan vài tiếng, từ tốn nói, các ngươi đừng làm kiêu, ai sẽ nhàm chán như vậy cả ngày nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của các ngươi. Cửu Trắng nhún vai, cái này khó mà nói, luôn luôn chút người nhàm chán thích nhìn chằm chằm người khác cử động. Bên trong phòng lúng túng. Lập tức, Dương Khải Vinh nói rằng, cái kia, các ngươi không phải tới trình hạng mục kế hoạch thư sao? Đồ đâu? Cửu Trắng đem một cái u mâm đưa tới, cái gì cũng ở bên trong này.
Khải Thụy trợ lý cũng đem một cái u mâm đưa tới. Dương Khải Vinh đem hai cái u mâm đều cất xong, nói rằng, ta hiện tại liền liên hệ xã khoa viện đồng chí qua đây, các ngươi chờ chốc lát. Hắn rời đi phòng họp thời điểm, nhãn thần hữu ý vô ý cùng Khải Thụy ánh mắt đối mặt. Hai người ngầm hiểu lẫn nhau, tựa hồ đang lập mưu cái gì. Đến khi Dương Khải Vinh ly khai, Khải Thụy nhấp một ngụm trà, từ tốn nói, Giang Đồng, người xác định thấy rõ ràng u đĩa mặt nội dung sao. Chớ đem sai lầm đồ đạc cho đã lấy tới, đến lúc đó mất mặt xấu hổ cũng không tốt rồi. Giang Sách cũng uống hớp trà, lời giống vậy cũng tặng cho ngươi, cái gì cũng nhìn kỹ sao. Cũng xảy ra sự cố. Song Phương cũng không chịu lui nhường một bước. 10 min sau, xã khoa viện người đều đến đông đủ, đại gia ngồi xuống, toàn bộ phòng họp tràn đầy. Dương Khải Vinh nói rằng, tốt, người đến đông đủ, hiện tại ta liền tới đem Song Phương kế hoạch thư mở ra cho xã khoa viện đồng chí nhìn. Đầu tiên, là đến từ Thịnh Vui khoa học kỹ thuật kế hoạch thư. Dương Khải Vinh liếc nhìn Khải Thụy, gật đầu, sau đó tự tay móc ra một cái u mâm cắm vào máy vi tính thùng máy, đi qua máy chiếu hình thả vào trên màn ảnh lớn. Khải Thụy khóe miệng hơi nhếch lên. Hắn thấy, hắn đã thắng. Bởi vì hắn sáng sớm liền làm được rồi an bài, cho Dương Khải Vinh một phần sai lầm u mâm, bên trong tất cả đều là diễm chiếu, các loại u mâm mở ra lộ ra vài thứ kia, Giang Sách mặt mò khả năng liền mất hết. Giang Sách, ngươi làm xong nhận lấy cái chết chuẩn bị sao? Khải Thụy trong lòng lặng yên suy nghĩ. U mâm mở ra. Phía dưới, chúng ta liền tới nhìn Thịnh Vui khoa học kỹ thuật hạng mục kế hoạch thư. Dương Khải Vinh vừa nói một bên mở ra u đĩa văn kiện. Khải Thụy miệng chậm rãi liệt khai, đang chuẩn bị cất tiếng cười to, một giây kế tiếp liền triệt để ngây ngẩn cả người. Bởi vì văn kiện liền hiện ra gì đó với hắn tưởng tượng, không giống với. Khải Thụy sửng sốt vài giây, còn đặc biệt nhu liễu nhu hai mắt của mình, xác định chính mình không có xem hoa. Văn kiện kia bên trong hiện ra nội dung không hề có một chút vấn đề. Tại sao có thể như vậy? Khải Thụy không rõ, hướng phía Dương Khải Vinh nhìn sang. Nhưng mà, Dương Khải Vinh giống như là người không có sao giống nhau, biểu hiện vô cùng lãnh đạm. Khải Thụy thì càng hồ đồ. Lẽ nào Dương Khải Vinh sẽ không sợ chính mình đem hắn này hình bất nhã lan rộng ra ngoài? Hàng này trước luôn mồm đáp ứng yên lành, làm sao đột nhiên liền lâm thời trở quẻ? Thực sự là khó hiểu. Một bên Giang Sách yên lặng nói rằng, làm sao, Khải Thụy tiên sinh dường như đối với chúng ta phương án có chút nghi hoặc a, có phải hay không cảm thấy chỗ đó có vấn đề, với ngươi mong muốn không giống với a. Ân, lời này rõ ràng một lời hai ý nghĩa. Người khác có thể nghe không hiểu, nhưng Khải Thụy là khẳng định nghe hiểu. Hắn chừng Giang Sách liếc mắt. Nếu Giang Sách nói như vậy, vậy đã nói rõ Giang Sách đã biết rồi kế hoạch của hắn, đồng thời trước giờ làm ra bộ thự. Cái này thảo nào Dương Khải Vinh biết không theo kế hoạch của chính mình hành động. Vấn đề là, Giang Sách là thế nào biết kế hoạch của mình? Khải Thụy trong lòng tính toán. Không có khả năng a, hết thảy tất cả đều là cõng Giang Sách đang làm, Giang Sách không có lý do gì biết đây hết thảy mới đúng, chẳng lẽ là Dương Khải Vinh chính mình cùng Giang Sách nói? Tuyệt đối không thể. Dương Khải Vinh tính cách như vậy uất ức, làm sao có thể chủ động nói chuyện mất mặt như vậy? Đó là chỗ đó có vấn đề. Khải Thụy không nghĩ ra. Chính mình người thứ nhất cùng Giang Sách giao thủ, đã bị đối phương hung hăng đem một quân, người nam nhân trước mắt này thực lực nếu so với chính mình tưởng tượng còn mạnh hơn. Xã khoa viện người cũng không biết ý nghĩ của bọn họ, chỉ là đơn thuần ở nhìn hạng mục phương án. Toàn bộ quá trình tìm hơn 40 phút dáng vẻ, đang nhìn hết Thịnh Vui khoa học kỹ thuật toàn bộ hạng mục sau đó, xã khoa viện nhân đồng thời gật đầu. Cái phương án này quả thực quá hoàn mỹ rồi. Hoàn mỹ phù hợp yêu cầu của bọn họ. Chỉ là, một gã xã khoa viện viện sĩ nói rằng, phương án như vậy tuy là hoàn mỹ, nhưng cần tốn hao tài chính cũng không ít a. Nếu như làm như vậy, ít nhất phải đầu nhập 2 đến 300 triệu, chính là 5 triệu tiền thưởng căn bản là trung hòa không được. Giang Đồng, cái này quá làm khó dễ ngươi a. Giang Sách khoát tay áo, không có gì đáng ngại. Chỉ cần nên phương án phù hợp xã khoa viện yêu cầu, đầu nhập bao nhiêu tiền ta đều nguyện ý. Ta sáng sớm cũng đã nói, làm hạng mục này, ta không phải là vì kiếm tiền, chỉ là vì có thể vì nước vì dân ra một phần lực mà thôi.
xã khoa viện nhân đồng thời vỗ tay, hiệp chi đại giả, vì nước vì dân. Trước đây chỉ là nghe nói mà thôi, hiện nay cuối cùng là để cho chúng ta thấy được chân chính, đại hiệp. Bất kể là thật lòng, vẫn là đơn giản lời khách sáo, nói chung quan hệ của song phương vẫn là chỗ tương đối khoái trá. Toàn trường chỉ có trọng môn khoa kỹ năng lòng người trong khó chịu. Đặc biệt Khải Thủy. Hắn vốn cho là có thể nhân cơ hội nhục nhã Giang Sách một phen, hiện tại lại đảo ngược, trơ mắt nhìn Giang Sách ở trước mặt mình được nước, thật là tức chết người. Dương Khải Vinh còn nói thêm, phía dưới kia, chúng ta nên nhìn trọng môn khoa kỹ năng phương án rồi. Cái này, Khải Thụy là thật luống cuống. Nhà bọn họ phương án nói thật, chỉ là một bán thành phẩm, cùng Giang Sách phương án so với kém không ít, vốn tưởng rằng ngày hôm nay nhục nhã Giang Sách, bọn họ bên này tùy tiện lấy ra một không sai biệt lắm phương án là có thể qua cửa, bây giờ trở nên khó khăn rồi. Ân. Khải Thụy ngồi vận khí, suy tính kế tiếp làm như thế nào vì bọn họ phương án biện giải. Bên kia, chỉ thấy Dương Khải Vinh đem một cái u mâm rút ra. Sau đó đổi lại trọng môn khoa kỹ năng u mâm, chọn đọc thành công. Tiếp lấy, hắn điểm kích con chuột mở ra u mâm, cho thấy nội bộ văn kiện. Xong kích văn kiện, mở ra. Toàn bộ phòng họp hơn 10 ánh mắt đều hướng phía màn hình lớn nhìn sang. Xã khoa viện người đều đang chờ xem một người hạng mục phương án. Có thể kết quả nhưng lại làm kẻ khác khó coi. Văn kiện sau khi mở ra, hiện ra dĩ nhiên là từng cái nữ nhân diễm chiếu. Cũng không biết là từ cái kia trang web nhỏ kế tiếp xuống, mỗi một chương đều rất là rõ ràng, bộ vị nhạy cảm chưa từng che khuất. Như vậy mấy chục tấm ảnh chụp đem văn kiện cho bỏ thêm vào đầy. Lập tức, bên trong phòng sôi sùng sục. A tương đương, xã khoa viện nữ nhân các nghiên cứu viên, nhao nhao che mắt xoay đi qua khuôn mặt, xấu hổ đầy mặt đỏ bừng. Cái khác nam nghiên cứu viên dở khóc dở cười. Cái này... Hạng mục phương án, có điểm đặc biệt A, đặc biệt đến để cho bọn họ đều không thể đánh giá rồi. Thịnh Vui khoa học kỹ thuật bên này người còn lại là nhao nhao cười ha ha. Tiếng cười truyền vào Khải Thụy trong tai, làm cho hắn xấu hổ vỗ bàn liền đứng lên, chỉ vào Dương Khải Vinh hét lớn, ngươi ở đây làm cái gì? Làm sao thả như vậy u mâm? Dương Khải Vinh lộ ra âm lãnh mặt, hỏi ngược lại, làm sao, cái này u mâm không phải ngài khiến người ta cho ta sao? Còn để cho ta vào hôm nay thả ra, không phải sao? Cái này, Khải Thụy trợn tròn mắt. Hắn là như thế yêu cầu Dương Khải Vinh không sai. Vấn đề là, hắn là muốn Dương Khải Vinh đem Giang Sách u mâm cho đánh cháo, sau đó phóng xuất những thứ này diễm chiếu, do đó nhục nhã Giang Sách mà không phải muốn Dương Khải Vinh đem hắn mình u mâm cho đánh cháo a. Đương nhiên, hắn sẽ không thực sự ngu đến mức cho rằng Dương Khải Vinh hiểu lầm ý tứ của hắn. Sẽ phát sinh loại tình huống này vậy cũng chỉ có một loại giải thích, đó chính là Dương Khải Vinh đã cùng Giang Sách liên thủ lại. Từ hội nghị ngay từ đầu đến bây giờ biểu hiện đến xem, khả năng này phi thường lớn. Khải Thụy cắn răng, tức bực dậm chân. Nguyên bản dùng để nhục nhã Giang Sách diễm chiếu, hiện tại biến thành nhục nhã vũ khí của mình, thực sự là không nên có tâm hại người, kết quả là mang đá lên đập chân của mình, thực sự là uất ức. Khái khái. Khải Thụy thân thể vốn là không tốt, trong chốc lát kích động, ho khan càng nghiêm trọng hơn rồi, nhanh lên lấy khăn tay ra bịt lại miệng mũi. Giang Sách từ tốn nói, Khải Thụy tiên sinh, thoạt nhìn thân thể của ngươi dường như không tốt lắm a. Cũng khó trách, ngươi nói ngươi suốt ngày cũng biết xem những thứ này không phải kiện khang gì đó, thân thể làm sao có thể chịu nổi. Ta khuyên ngươi a, cũng không có việc gì nhiều rèn đúc. Hoặc là tìm người bạn gái hỗ trợ giải quyết một cái cần, đừng cả ngày trầm mê ở loại này không phải kiện khang nội dung, biết phá hủy thân thể ngươi. Giang Sách, ngươi, Khải Thụy thở hồng hộc, nói đều nói không lanh lẹ. Hắn là thực sự bị Giang Sách giận đến rồi. Trọng môn khoa kỹ năng nhân thấy tình thế không ổn, nhanh lên đỡ Khải Thụy đi ra ngoài, tiễn hắn đi y viện. Giang Sách vẫn còn ở phía sau nói rằng, đến y viện trước hết để cho bác sĩ tra một chút hắn thận, có phải hay không tiêu hao quá độ. Bên trong phòng nhất thời bộc phát ra kịch liệt tiếng cười nhạo. Trò khôi hài kết thúc. Dương Khải Vinh nhổ xuống u mâm, đối với xã khoa viện nhân nói rằng, các vị cũng nhìn thấy, trọng môn khoa kỹ năng đối với một lần này hạng mục căn bản không để bụng,
làm sao so được với Thịnh Vui khoa học kỹ thuật Giang Đồng phí sức như thế cố sức. Cho nên ta kiến nghị, chúng ta không cần đợi lát nữa, trực tiếp đem hạng mục giao cho Giang Đồng, như thế nào? Xã khoa viện còn nhỏ tiếng trao đổi vài câu, nhất trí đồng ý Dương Khải Vinh quyết định. Dù sao Giang Sách phương án thật là khá, hoàn nguyện ý xuất tiền xuất lực, chuyện tốt như vậy đi nơi nào tìm. Dương Khải Vinh nói rằng, na Giang Đồng, bộ môn sự tình liền làm phiền ngươi. Giang Sách mỉm cười gật đầu, vô cùng vinh hạnh. Khải Thụy khí hanh hanh về tới trọng môn khoa học kỹ thuật, vừa vào cửa liền bắt chuyện thuộc hạ nhân, nói rằng, lập tức cho ta thông chi cậu ba, làm cho hắn đem Dương Khải Vinh hình bất nhã toàn bộ đều công khai tuyên bố ra ngoài. Yên lành làm cho Dương Khải Vinh ra vừa ra danh. Kết quả thuộc hạ nhân chẳng những không có đi làm theo, vẫn còn ở tại chỗ vò đầu chớp mắt, mỗi một người đều rất dáng vẻ lúng túng. Khải Thụy càng thêm phẫn nộ, làm gì? Cho các ngươi đi làm việc, không nghe thấy sao? Một gã thủ hạ đứng ra nói rằng, cái kia, cậu ba không thấy hắn. À, Khải Thụy hồ đồ, cái gì gọi là cậu ba không thấy? Nói rõ hơn một chút. Cậu ba đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Thủ hạ nói rằng, chính là hai ngày trước sự tình, cậu ba không biết vì sao liền liên lạc không được, gọi điện thoại cũng không gọi được, gửi nhắn tin cũng không trở về. Khải Thụy vừa vội vừa tức. Chuyện trọng yếu như vậy vì sao đến bây giờ chỉ có hội báo? Thuộc hạ nhân phi thường ủy khuất hồi đáp, cái kia, cậu ba hắn bình thường đi ra ngoài này không thấy bóng dáng rồi. Cho nên chúng ta cho là lần này cũng cùng quá khứ giống nhau, ai biết cái này ném một cái liền mất tích chừng mấy ngày. Khải Thụy hít sâu một hơi, đại khái có thể đoán được là chuyện gì xảy ra. Không cần suy nghĩ, nhất định là Giang Sách ở sau lưng mấy chuyện xấu, đem cậu ba cho chế phục rồi, nếu không, Dương Khải Vinh ngày hôm nay cũng không dám dễ dàng tuyển trạch, làm phản. Chính là bởi vì cậu ba bị khống chế ở, ảnh chụp đều bị hủy. Cho nên Dương Khải Vinh mới có thể trở nên như vậy không kiêng nể gì cả. Nhất bang phế vật. Dương Khải Vinh mắng một câu, xoay người rời đi. Trở lại phòng làm việc. Hắn đặt mông ngồi xuống, hung hăng đổ chính mình một chén rượu, vừa mới chuẩn bị uống chén thứ hai thời điểm, Lao Lôi đi tiến đến. Đại ca, ngươi lại uống như vậy, sẽ trở thành người thứ hai rip. Khải Thụy cầm ly rượu tay để xuống. Hắn nặng nề thở dài. Tuy là ta vẫn nhắc nhở chính mình phải cẩn thận, nhưng vẫn là quá coi thường Giang Sách rồi, không nghĩ tới hắn cư nhiên biết nhìn thấu kế sách của ta. Theo lý thuyết không nên a, ta lại không động thủ với hắn. Lao kéo ngồi qua đây, hầu hết thời gian ta cũng với ngươi có một dạng ý tưởng, cảm giác Giang Sách giống như là mở thiên nhãn giống nhau, chúng ta làm cái gì đều sẽ bị hắn nhìn nhất thanh nhị sở. Khải Thụy cầm chén rượu, nghiêm khắc nện ở trên bàn. Thất bại là mẹ của thành công. Ta không tin ta sẽ vẫn bại bởi nàng. Hắn nhìn về phía Lao Kéo, khẳng định nói, Lao Kéo, ngươi lại cho ta một chút thời gian, ta sẽ chế phục Giang Sách, để cho ngươi một lần nữa cao hứng. Lao Kéo mỉm cười hồi đáp tốt, ta đây liền chờ mong đại ca biểu hiện của ngươi rồi. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Khải Thụy nhìn Lao Kéo bóng lưng, nhìn một chút, trong ánh mắt để lộ ra một loại tia sáng kỳ dị. Đó không phải là đại ca đối với em gái quan ái. Mà như là, Khải Thụy tự tay mở ra ngăn kéo, nhảy ra một quyển quyển nhật ký, điền mật mã vào giải tỏa, sau khi mở ra, ở quyển nhật ký mỗi một trang đều mang theo ảnh chụp. Toàn bộ đều là Lao Kéo ảnh chụp. Từ nhỏ đến lớn, toàn bộ đều có. Lao Kéo lúc 5-6 tuổi sau khi bộ dạng, hơn 10 tuổi thời điểm dáng vẻ, 20 tuổi tuổi dậy thì, hơn 20 tuổi thanh xuân năm tháng. Toàn bộ đều bị quay chụp xuống tới, cất ở đây bản nhật ký bản chung. Khải Thụy từng tờ liếc nhìn, trong ánh mắt toát ra sâu đậm tình yêu. Lao Kéo, ngươi biết đại ca đối với ngươi có bao nhiêu lưu ý? Không phải. Ta không muốn làm đại ca của ngươi. Ta chỉ muốn nắm tay ngươi, với ngươi đi vào hôn nhân điện phủ. Vừa nói, hắn vừa lật ra một tấm hình, thâm tình hôn lên. Thịnh Vui khoa học kỹ thuật. Giang Sách mang người thật cao hứng về tới phòng làm việc. Một trận đánh thực sự xinh đẹp, phi thường thuận lợi thắng Khải Thụy, bất quá cũng thật cảm tạ một cái đồng hồ Uyển Tuyên, nếu như không phải nàng đem đây hết thảy báo cho biết Giang Sách, chỉ sợ hiện tại xui xẻo sẽ là Giang Sách chính mình. Khải Thụy kế sách không tính là khôn khéo,
thế nhưng rất thâm độc. Về sau giao thủ với hắn, nhiều lắm lưu vài cái đầu óc mới là. Cừu trắng, về sau ngươi giúp ta cố lưu ý Khải Thụy hướng đi, người đàn ông này thực sự quá với âm ngoan, không thể không phòng. Đã biết, thống suất. Đang nói, mầm đồng đi đến nói rằng, chủ tịch, nơi này có một phong sư phụ ngươi giao cho ngươi tin. Sư phụ. Giang Sách tự tay nhận lấy, mở ra. Thư tín là Ôn Nhược Hà gửi tới, sau khi xem xong, Giang Sách sắc mặt cũng không phải là quá đẹp đẽ. Cừu trắng hiếu kỳ hỏi, trong thơ nói như thế nào? Giang Sách không nói chuyện, trực tiếp đem tin đưa cho cừu trắng, hắn tiếp nhận đi vừa nhìn, trong thơ chỉ có vô cùng đơn giản một câu nói, vi sư mới vừa được một bầu trà ngon, đồ nhi, đến vi sư uống một chén. Chỉ từ trong thơ văn tự đến xem, căn bản nhìn không ra vấn đề gì. Không phải là Ôn Nhược Hà vừa mới chiếm được một bầu trà ngon, mời Giang Sách đi qua uống một ly không? Sư phụ mời đồ đệ uống trà, có vấn đề gì? Cừu trắng hỏi, có phải hay không là lão huấn luyện viên muốn cùng thống suất ngươi giảng hòa? Giang Sách nở nụ cười, theo lão huấn luyện viên nhiều năm như vậy, ngươi không trả nổi giải khai tính tình của hắn sao? Ôn Nhược Hà là đã ra tên nham hiểm. Khi hắn càng là khách khí với ngươi, thì càng nói rõ có chuyện, năm đó Ôn Nhược Hà chính là dùng một bộ này lừa gạt sư đệ của hắn, một tay giúp đỡ Giang Sách thượng vị. Ngày hôm nay, sợ là muốn cố kỹ trọng thi. Giang Sách tiếp tục nói, hơn nữa, nếu như chỉ là mời ta uống trà, gọi điện thoại là được rồi, hà tất truyền tin món qua đây. Cừu trắng cũng rất nghi hoặc, đúng vậy, điểm này ta cũng nghĩ không thông. Giang Sách nói rằng, cái này kỳ thực không phải thư tín, là thư mời. Nếu như gọi điện thoại, ta đây có thể tìm lý do từ chối không đi, nhưng sư phụ hắn đem, thư mời, đưa tới cửa, ta còn có thể không đi không? Ôn Nhược Hà đem người tâm hiểu rõ. Giang Sách không đi đều không được. Cừu trắng nói rằng, thống suất, vậy lần này sợ là Hồng Môn Yến ở đâu? Cố ý truyền tin món qua đây, để cho ngươi không thể không đi. Hơn nữa Ôn Nhược Hà na nham hiểm bản chất, là Hồng Môn Yến xác suất tương đối lớn. Giang Sách thở dài. Có phải hay không Hồng Môn Yến, ta đều lấy. Bất quá sư phụ hắn từ trước đến nay chú trọng danh tiếng, ta không tin hắn sẽ ở địa bàn của mình động thủ với ta, như vậy hắn sẽ rơi vào cái mưu sát đồ đệ ác danh. Đi thôi, đi xem đi ngoại thành hộ vệ doanh, nhìn lão ân sư đến tột cùng muốn làm gì. Giang Sách đứng lên liền hướng bên ngoài đi. Mỗi một bước đều vô cùng kiên định. Từ cùng Ma Yết chiến đấu xong sau, trong lòng của hắn không còn có mê võng, nếu như Ôn Nhược Hà là thành tâm giảng hòa cũng cho qua, nếu quả như thật là mở Hồng Môn Yến đối phó Giang Sách, na Giang Sách cũng sẽ không thúc thủ chịu trói. Xe đi, đậu xe. Ngoại thành hộ vệ doanh đến rồi. Giang Sách mang theo cừu trắng, hai người ở nhân viên tiếp tân dưới sự hướng dẫn đi tới lão huấn luyện viên Ôn Nhược Hà phòng trúc trước. Nhân viên tiếp tân tiến nhập thông báo, Ôn lão sư, Giang Sách đến rồi. Mời hắn vào. Là. Nhân viên tiếp tân đi tới đối với Giang Sách làm một, mời đến, đích thủ thế. Giang Sách ngẩng đầu liếc nhìn nhìn như bình tĩnh nhàn nhã nhà lá, nói ra một hơi thở, vung ống tay áo, cất bước đi vào trong. Là phúc hay là họa, thử một chút thì biết. Giang Sách bước vào, bên trong phòng đốt lấy một lò hương, khói xanh lượn lờ. Khiến người ta nghe thấy vui vẻ thoải mái. Ôn Nhược Hà đang pha trà. Đầu hắn cũng không đánh nói, tới rồi, ngồi đi. Giang Sách cũng không khách khí, trực tiếp ngồi ở trên ghế tre, dương mắt nhìn chung quanh một chút. Tuy nói là Hồng Môn Yến, nhưng một điểm không khí khẩn trương cũng không có. Bên trong phòng là hắn nhóm mấy người, không có bất kỳ ngoại nhân, ngay cả Lôi Hạo ngày hôm nay cũng đều chưa có tới. Ở gian nhà chu vi cũng không có phát hiện cái gì mai phục người. Quả nhiên cùng Giang Sách phỏng đoán giống nhau, Ôn Nhược Hà phi thường yêu quý danh tiếng của mình, không có khả năng tại chính mình địa bàn đối với Giang Sách động thủ, loại này dã man thô bạo cách làm không phù hợp Ôn Nhược Hà tính cách. Sau một lát, Ôn Nhược Hà ngâm vào nước được rồi trà, tự mình cho bưng đến rồi Giang Sách trước mặt. Tới, nếm thử vi sư mới đến Tây Hồ trà Long Tĩnh. Tạ ơn sư phụ. Giang Sách nâng chung trà lên nhấp một miếng. Ôn Nhược Hà hỏi, như thế nào? Giang Sách đặt chén trà xuống, lúng túng vừa cười vừa nói, sư phụ, ta là một cái thô nhân,
đối với cái này thưởng thức trà sự tình thực sự biết rất ít. Một hớp này uống trà xuống phía dưới, dường như cũng không có địa phương gì đặc biệt. Ha 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 ha, Ôn Nhược Hà giơ ngón tay cái lên, ta chính là thích ngươi loại này có lời cứ nói tính cách, đổi thành người khác, nhất định phải gạt ta vài câu. Ôn Nhược Hà chỉ vào chén trà giải thích, ly thứ nhất này trà, quả thực không có bất kỳ chỗ đặc biệt, ngươi nói rất đúng. Tiếp lấy, Ôn Nhược Hà bưng lên chén thứ hai trà. Uống nữa vừa quát cái ly này. Là, Giang Sách lại nâng chung trà lên nhấp một miếng. Cái ly này như thế nào? Một chén này, vị thô ráp, thậm chí có điểm khổ chát, khó có thể nuốt xuống. Cửu Trắng ở một bên nghe được thẳng nhíu, cái này gọi là làm sao nói chuyện. Cũng quá trực tiếp a, coi như uống không ngon, cũng không thể như thế không để cho lão huấn luyện viên mặt mũi a. Nào ngờ, Ôn Nhược Hà nghe xong cười càng vui vẻ hơn rồi. Đúng đúng đúng, nói rất đúng. Chén thứ hai này uống xong, tự ứng cai thị khổ sáp không gì sánh được, khó có thể nuốt xuống. Sách nhi, nếu như ngươi vừa mới nói xong uống, vi sư thật vẫn phải tức giận, ngươi không có để cho ta thất vọng. Ôn Nhược Hà lại ngược chén thứ ba trà. Lại nếm thử một chén này. Giang Sách đồng dạng nhấp một miếng, lần này, ánh mắt hắn sáng ngời, nhịn không được lại uống nhiều rồi vài hớp, nói rằng ân, một chén này trà thanh lương sướng miệng, cũng có chứa nhẹ nhẹ vị ngọt, khiến người ta uống còn muốn uống, trà ngon. Ôn Nhược Hà vuốt vuốt râu mép, có thế chứ? Giang Sách hiếu kỳ hỏi, sư phụ, người cái này ba chén trà là phân ba lần ngâm nước sao? Ôn Nhược Hà lắc đầu, cũng không phải, ba chén trà không riêng gì một lần ngâm nước, hay là từ một cái trong bình trà đổ ra. Giang Sách hiếu kỳ hỏi, đã như vậy, vì sao ba chén trà mùi vị hoàn toàn bất đồng? Ôn Nhược Hà giải thích, đây chính là Tây Hồ trà long tính mị lực sở tại, căn cứ trà ngâm thời gian dài ngắn bất đồng, biết dựng dụng ra mùi vị bất đồng. Chén thứ nhất trà ngâm nước thời gian ngắn nhất, trà mùi vị chưa có hoàn toàn ngất mở, nếm không ra vị đạo trưởng nào đó. Chén thứ hai trà, lá trà chậm rãi ngất mở, nhưng chỉ là đem khổ sáp cho ngâm ở trong nước trà. Uống vào trong miệng cực kỳ khó có thể nuốt xuống, thẳng đến chén thứ ba, thời gian cũng đủ lâu, trà hoàn toàn ngâm nước mở, vị ngọt tiến nhập trong nước trà, uống vào trong miệng mới có ngọt nhẹ nhàng khoan khoái ý. Giang Sách nghe xong, không khỏi chắp tay. Thì ra, đồng dạng một bình trà, bất đồng ngâm thời gian, vị cư nhiên sẽ có lớn như vậy chênh lệch. Thực sự gọi người khó có thể tin. Nếu như không phải chính mồm uống được, Giang Sách cũng rất khó tin tưởng đây là đồng nhất bình trà. Nhưng, ngày hôm nay Ôn Nhược Hà có thể không phải chỉ là gọi hắn tới uống trà a. Chỉ thấy Ôn Nhược Hà lại cho Giang Sách rót đầy một ly, từ tốn nói, Sách nhi, kỳ thực đối nhân xử thế liền cùng thưởng thức trà giống nhau. Ngươi không hề làm gì, đạm nhiên vô vị, sự tình làm phân nửa, chỉ biết lưu lại khổ sáp, chỉ có đem sự tình làm xong, mới có thể nếm được vị ngọt. Trọng điểm tới. Ôn Nhược Hà ngước mắt nhìn Giang Sách, Sách nhi, ngươi cấp cho sư phụ uống vô vị trà, trà đắng vẫn là ngọt trà đâu. Giang Sách khẽ nhíu mày. Hắn cố ý làm bộ không hiểu, hỏi, đồ nhi không phải rất rõ ràng ý của sư phụ. Ôn Nhược Hà cười cười, Sách nhi, ta nghe nói ngươi cũng báo danh tham gia tư cách thi tuyển. Là, ngươi đây là hà tất rồi, chính mình bỏ qua chức quan, lại không bỏ được, muốn lấy về. Giang Sách mỉm cười, xá có xá đạo lý, cầm có cầm nguyên do. Lời này xem như là trả lời tương đương đẹp. Nhưng mà, Ôn Nhược Hà cũng không hoảng sợ không vội vàng nói rằng, thế nhưng Sách nhi, Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra, tất cả tỏa sáng mấy trăm năm. Thời đại của ngươi đã kết thúc, nếu đều đã thoái vị rồi, sao không nhân cơ hội này nhượng hiền? Nhượng hiền, sư phụ, ngài muốn ta tặng cho ai vậy? Hai người liếc nhau. Đều nở nụ cười. Ôn Nhược Hà nói rằng, Sách nhi, xem ở ngươi ta thầy trò một trận phân thượng, cần gì phải toàn bộ ngươi chết ta sống. Không bằng ngâm nước một ly ngọt trà cho sư phụ uống, có gì không thể. Giang Sách nói rằng, sư phụ, có chuyện không ngại nói thẳng. Tốt, ta đây đã nói lại minh bạch điểm. Ôn Nhược Hà nhìn về phía Giang Sách, lấy năng lực của ngươi, có thể rất thoải mái ở trên sân thi đấu bang vi sư giết vài cái đối thủ mạnh mẽ. Đến lúc đó cố ý thua ở ngươi sư đệ trong tay, không phải cử đi học Lôi Hạo thượng vị sao? Sách nhi,
ta là sư phụ ngươi, Lôi Hạo là ngươi sư đệ, hắn thượng vị đối với ngươi chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Ngươi ngâm nước cái ly này ngọt trà cho sư phụ uống, sư phụ cũng sẽ niệm tình ngươi tốt. Về sau, ngươi ở đây trên thương trường đại triển quyền cước, ta ở quyền lực tràng thượng thành thạo. Thầy cho chúng ta hơn dặm liên thủ, còn chưa phải là mây mưa thất thường cái tay gian. Lời nói này xem như là nói tương đương hiểu. Làm cho Giang Sách bang Lôi Hạo giết những cao thủ khác, sau đó cố ý xả nước bại bởi Lôi Hạo. Ha ha, Ôn Nhược Hà thực sự là càng già càng không biết xấu hổ. Cửu Trắng ở một bên thấy gấp gáp, rất sợ Giang Sách biết bởi vì tôn sư trọng đạo, mà lên rồi Ôn Nhược Hà thỏa đáng, trận này Hồng Môn Yến đừng xem không có người nào, vẫn như cũng nguy hiểm vạn phần. Chỉ thấy Giang Sách cúi đầu, yên lặng uống trà. Một lát sau, hắn vi vi dương mắt nhìn về phía Ôn Nhược Hà, nhàn nhạt hỏi, sư phụ, ta rất ngạc nhiên, năm đó ngươi có phải hay không cũng dùng đồng dạng mấy câu nói khuyên bảo ngươi sư đệ. Oanh! Ôn Nhược Hà trong lòng sấm sét nổ vang. Hắn biết, đã không có bàn lại đi xuống cần thiết. Giang Sách, ngươi cố ý muốn cùng vi sư làm khó dễ sao? Giang Sách đặt chén trà xuống, cười khổ nói, không phải ta không nên cùng sư phụ ngài làm khó dễ, mà là chính ngài cùng chính mình làm khó dễ. Sư phụ, quyền lực chàng, cứ như vậy không bỏ xuống được sao? Được rồi. Ôn Nhược Hà đứng lên, phất ống tay áo một cái, nói đã nói đến chỗ này phân thượng, không có gì có thể nói chuyện. Uống trà xong, ngươi, có thể đi. Kết quả là, vẫn là huyên thầy cho tình cảm đã hết. Giang Sách đứng lên đối với Ôn Nhược Hà khom lưng cúc cung, xem như là đối với Ôn Nhược Hà sau cùng tôn kính. Sư phụ, tái kiến. Giang Sách xoay người rời đi, không chút do dự nào, Cửu Trắng nhanh lên đi theo. Nhìn Giang Sách bóng lưng rời đi, Ôn Nhược Hà tức giận đến một cước liền đem bàn trà đạp lăn, gỗ mục không điêu khắc được cũng. Lúc này, vợ hắn Uông Oánh Hà đi ra. Một bên thu thập tán lạc đầy đất trà cụ, một bên thở dài nói rằng, Sách nhi tính khí ngươi cũng không phải không biết, hắn sẽ tham gia tư cách tái, khẳng định không phải vì chính hắn chính mình. Ngươi còn để cho hắn buông tha, làm cho hắn giúp đỡ Lôi Hạo ăn gian, hắn làm sao có thể bằng lòng. Sẽ có kết cục như vậy, đó không phải là bình thường sao? Ôn Nhược Hà xoay người đi tới ghế tre bên cạnh ngồi xuống, nổi giận nói, ta là biết hắn tính xấu, thế nhưng ta làm sư phụ, đã ăn nói khép nép, cầu hắn, rồi, hắn vẫn như thế minh ngoan bất linh, quả thực không đem ta đây cái sư phụ để vào mắt. Tốt, nếu hắn không nhớ thầy cho tình cảm, ta đây cũng không còn cần phải giữ lại hắn. Uông Oánh Hà khẩn trương hỏi, lão nhân, ngươi lại muốn làm cái gì? Ôn Nhược Hà nở nụ cười, không phải ta muốn làm cái gì, mà là ta khô rồi. Có ý tứ. Ôn Nhược Hà chỉ bên cạnh hương, bắt được lò kia thơm sao? Thấy được, thì như thế nào? Giang Sách uống trà là bị ta hạ độc, vô sắc vô vị căn bản là không có cách phát hiện, bình thường uống vào không có cái gì. Thế nhưng trải qua cái này lô hương thôi hóa, sẽ ở trong thân thể chậm rãi hòa tan, khuếch tán. Uông Oánh Hà kinh ngạc nói, người muốn độc chết Sách Nhi. Độc chết hắn, Ôn Nhược Hà cười lạnh một tiếng, độc chết hắn, ta đây không được hung thủ giết người. Yên tâm, thuốc này sẽ không chí mạng, chỉ là ở phát tác thời điểm khiến người ta đầu óc mờ nhạt, tứ chi bùn rùn vô lực. Ta coi là tốt thời gian, đến khi hậu thiên vòng loại, dược hiệu sẽ phát tác. Dưới lúc, Giang Sách cũng sẽ bị những cao thủ khác cho đánh chết tươi. Ôn Nhược Hà cười gian nói, kể từ đó, ta là có thể thần không biết quỷ không hay diệt trừ hắn, cũng sẽ không cho mình trêu chọc ác danh. Uông Oánh Hà nghe xong, tay chân lạnh lẽo. Nàng thở dài một hơi, đâm thủng nói, lão nhân, kỳ thực hôm nay ngươi hẹn Sách Nhi qua đây, căn bản là không có trông cậy vào hắn sẽ đồng ý hợp tác với ngươi a. Ngươi sáng sớm dự định chính là dùng thuốc ra hại Sách Nhi. Ôn Nhược Hà bị đâm thủng tâm sự, chân mày không phải triển khai, giận dữ hét, đây đều là hắn buộc ta. Nếu như hắn bằng lòng theo ta hợp tác, ta là sẽ cho hắn giải dược. Ha ha, Uông Oánh Hà lắc đầu, phải, na giải dược ở nơi nào? Ôn Nhược Hà trong chốc lát nghẹn lời. Hắn, căn bản không có chuẩn bị giải dược. Uông Oánh Hà nói rằng, Sách Nhi tính khí ngươi hiểu nhất. Ngươi biết hắn không có khả năng bằng lòng hợp tác với ngươi, ngươi cũng không khả năng chuẩn bị giải dược. Ngươi ngay từ đầu dự định,
chính là độc hại Sách Nhi. Lão nhân, lòng của ngươi càng ngày càng đen, ngươi đã bị quyền lực che đôi mắt, ngươi bây giờ để cho ta cũng không dám nhận. Phu nhân góc nhìn, Ôn Nhược Hà nổi giận đùng đùng đứng lên, ngươi một cái nữ nhân biết cái gì? Thế giới này ngươi lừa ta gạt, vô độc bất trượng phu. Ta không phải giết chết Giang Sách, sớm muộn gì hắn cũng sẽ giết chết ta. Tiên hạ thủ vi cường, ta có lỗi gì? Uông Oánh Hà cười khổ lắc đầu, nàng đem đồ vật thu thập xong, từ tốn nói, kỳ thực ngươi biết, Sách Nhi, vĩnh viễn sẽ không giết ngươi. Nói xong, nàng trực tiếp rời đi phòng trúc, lưu lại Ôn Nhược Hà một người ở trong phòng mất trật tự. Ôn Nhược Hà cắn chặt hàm răng, lẩm bẩm, sẽ không hại ta thì như thế nào? Giang Sách hắn chắn ta đi thông quyền lực trên đường, ta nhất định phải diệt trừ hắn. Phải. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 56.